hay lao cái tắm à? Chắc chị biết cái hôm em làm, hôm đầu tiên làm đây đấy. Về xem phim xong 11 giờ vẫn phải đi tắm, tắm nước lạnh luôn. Ngứa. Không phải ngứa mà là không chịu được. Thế tắm luôn nước lạnh nhưng mà nó lại nên thế. Nhưng mà cái đấy đẹp phết đây. Cái đấy bò cao gấp đây, bò xịn. Chị mua mà không mặc lần nào ấy. Chị mua không mặc được một lần nào. Không, ngày xưa chị bé mới bầu chị to lên vậy chứ. Ngày xưa chị bao nhiêu cân? 48. Đây là đá. Thế ơ, cái máy kia của chị đâu nhỉ? Đâu một máy nữa rồi nhỉ? Đấy, chị. Chào chị Thọ Lê nha. Mọi người ơi, vào livestream chấm bài viết cho em ạ. Chị nào đang ở trong livestream chấm bài viết cho em nhá. Em chào chị Mai Thêm ạ. Chào chị Nguyễn Đan này, chào chị bé Loan này. Chị nào đang ở trong livestream chấm bài viết cho em nha. Ô, hai cái máy đây, đâu nhỉ? Đâu một máy nữa rồi nhỉ? Xin chào chị Trần Trang nha. Xin chào Luyến Đặng. Bạn ơi, hôm qua chốt áo da cho mình. À, hôm qua không chốt áo da cho mình à. Chị Lê Giang ơi, chị chốt áo da mẫu nào chị yêu nhỏ? Em nhận được quần chị ạ, à, đẹp lắm ạ. À. Cảm ơn chị Nguyễn Hương nha. Rồi, em cảm à, chào chị Vũ Tâm ạ. À. Cái gì đấy, sao vẫn chưa được chốt à? Cái gì đấy? Sushi Love, hôm nay hôm qua chốt áo len đính đá đỏ mà chốt hôm nay không thấy ai gọi chốt đơn ạ. À. Sushi Love thì được gọi chốt đơn thôi em. À, ngày mai chị bảo nhân viên gọi nốt nha, tại vì làm đấy hôm nay không hiểu làm sao mà. Mọi người ơi, nhớ là nghe máy giúp cho em, tại vì hôm nay cả ngày hôm nay là nhân viên làm gọi điện chốt đơn hết rồi đấy. Tất cả nhân viên đều gọi điện chốt đơn hết rồi. Đấy, chỉ có mọi người là một là số điện thoại sai ở trên livestream, hai là mọi người gọi điện không nghe máy thôi. À, em nhận được áo da về áo dạ rồi, đẹp lắm chị ạ. À. Chị ơi, cảm ơn Trang Huyền nhá. Cảm ơn Trang Huyền ạ. À. Rồi mọi người ơi, nhanh tay vào livestream chấm bài viết cho em nào. Xin chào mọi người nha. Chị yêu nào đang ở trong livestream thì kèm số điện thoại của em nhá. Mình nhận được quần áo rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn chị yêu Nguyễn Đan nha. Xin cảm ơn chị yêu. Nào nhanh tay nào. 84 người xem rồi, 84 người xem rồi. Chị yêu nào đang ở trong livestream chấm bài viết nha. Đang ở trong livestream chấm bài viết cho em nha mọi người nha. 83 người xem. Lên 100 đi cho em thế nào, chia sẻ cho em lên 100 đi có tình yêu ơi. Hôm nay like những gì thế? Nói chung là nhà chị cái gì cũng có, hàng một đông cái một cái gì cũng có em ạ. À. Đấy, sao mình chốt địa chỉ ra khóa đồng rồi mà chưa nhận được hàng. Chị Thảo Tini ơi, để em kiểm tra lại bên Viettel nhá, xem là đơn hàng của chị đang ở đâu. Được chưa? À, gọi chốt áo da giúp mình, nay không ai gọi. Em ơi, gọi luôn chị Lê Giang giúp chị cái, gọi luôn hộ chị này. Nào. À, 01666 135488 bạn Nguyễn Mỹ Ly này. À, gửi áo da nhầm size về đổi shop nhận được chưa? Chưa Nguyễn Mỹ Ly ơi. Hôm nay nhà chị mới nhận được một đơn hàng của một bạn à, một bạn là có một cái áo, một bộ đồ thôi, một bộ đồ là bạn ấy báo là nó bị may lệch. Bị may lệch nên là nhà chị đổi lại cho bạn ấy thôi chứ chị chưa nhận được áo của em nhá. Đấy, em kiểm tra lại xem đơn hàng mà khéo thứ bảy chủ nhật ý. Nay lấy bộ 49k không mặc được em gửi lại. À không, Trinh Trinh ơi, hàng 49k đó là hàng tặng rồi em ạ. Gọi là hàng tặng cho chị rồi nhá. Nó là hàng tặng có cho chị rồi mà em. Đấy, nào. À, đơn hàng áo đá chốt lâu rồi mà sao không thấy chốt gì đấy, không thấy giao đồ chị ơi. Harry Thọ Ngô, mọi người ơi nhớ là nghe máy giúp cho em cái nào, có chị yêu không nghe máy thì nhà em không chịu thôi, không chốt được hàng nhá. Áo len nhà chị chất đẹp lắm, em nhận được áo rồi, cảm ơn chị yêu Huệ Lùn nhá. Áo em đang mặc còn chị yêu ơi, áo em đang mặc còn đấy ạ. Đấy, áo này em lại cho về thêm tại vì hàng này mặc quá là chất luôn, dáng này mặc quá chất đấy. Hàng này của nhà em là cái áo độc quyền luôn nhá, có bao nhiêu chiếc là em ôm hết sành sạch sành xanh luôn, không có ấy đâu ạ. Ui trời ơi, 113 người xem này, nay mạng chắc lại bị chặn hay sao ấy. Hôm nay có like áo phao không chị? Có like áo phao em ơi. Đấy, có like áo phao chị sẽ lên những cái hàng lẻ sai cho mọi người nhá, phao cũng còn một ít nữa này.
da có một ít, dạ có một ít này, len các thứ này, rồi bộ đồ này, rồi là quần này. Ui dồi ôi, gì cái gì cũng có luôn ấy mọi người ạ. 159 người xem, 161. Ok chị Oanh Phan ơi, mẫu này của nhà em đây là mẫu 140.000 được chưa? Hàng 380 và sale 140.000, mẫu độc quyền của nhà em luôn. Em khẳng định là không bao giờ bị trùng mẫu với một shop nào luôn nhá. Đấy, mẫu này em khẳng định là không bao giờ bị trùng mẫu với một shop nào luôn, bởi vì là hàng này có bao nhiêu chiếc là em hàng này có bao nhiêu chiếc là em ôm độc quyền hết mà các chị yêu ơi. Ôm độc quyền hết. Đấy. Áo này mình nhận rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn Hoa Trần Thị Hoa này, hôm nay nhận được áo hàng rồi mà chị ơi, đẹp quá luôn mà rẻ thật đấy. Cảm ơn Tô Hạnh Phúc nha. Cảm ơn các chị yêu. Rồi, cảm ơn các chị yêu. Cái riêng áo này của nhà em có size luôn được chưa? Riêng cái áo này của em có size luôn, rất là đẹp, dáng này cực kỳ tây nhá. Nhất là kết hợp với lại cái quần da mặc đen lên một đôi bốt nữa là rất là chuẩn tây luôn hộ em. Được chưa? Chuẩn tây, chuẩn đẹp luôn hộ em luôn nhá. Áo chị đang mặc chỉ có duy nhất một màu này thôi, nó là màu nâu rêu giúp cho chị. Màu này nó là màu tây nhất trong bảng màu luôn, có màu đen nhưng nhà chị không lấy vì là cái màu đen dám cánh rơi nó sẽ rất là già. Cái màu này nó là màu nâu rêu, là màu đẹp nhất trong bảng màu, nhà chị có bao nhiêu chiếc nhà chị ôm hết luôn. Ví dụ như mẫu này của nhà chị có thể tràn lan mẫu màu đen thì ok, bởi vì là nhà chị không nhập màu đen. Chị chỉ có bao nhiêu chiếc màu nâu rêu là chị lấy ôm hết, được chưa? Đấy, 380-140.000 hộ em, nó là len hàng cao cấp đúng. Len này nó là len hàng cao cấp, các chị cứ thử đi ra shop không bao giờ có giá này, được chưa? Phải trên 300.000 cho em nhá. Áo đẹp thật đấy, em cảm ơn chị Ngôi Sao. Nói chung là cái dáng áo này như bầu bí như em mà mặc còn đang rất là ok thì các chị yêu yên tâm. Các chị yêu yên tâm là mặc là cực kỳ đẹp luôn nhá. Bầu 5 tháng ok không em ơi, chuẩn luôn chị yêu ơi. Bầu 5 tháng thì chính xác là giống em rồi đây ạ. Đấy, cảm ơn, chào gian thời nhá. Đúng thời gian em đang bầu luôn, được chưa? Đợt này em lên bầu 5 tháng rồi các chị yêu ơi. Đợt này lên bầu 5 tháng rồi. Đấy, dáng này chính xác là bầu 5 tháng cho em luôn, được chưa ạ? Đấy, có size mẫu này của riêng mẫu này của nhà chị có size hàng Quảng Châu chuẩn xịn có size nhá. Mẫu này là 380-140, được chưa? Cho mình ba cái bạn mặc, bạn mẫu mặc nhé, ok. Đây. Mẫu em đang mặc đây cực kỳ đẹp luôn, ok. Ngôi Sao lấy 3 chiếc đúng không? Ok, Ngôi Sao lấy 3 chiếc, ok cho chị số điện thoại luôn nhá. Ngày mai sẽ có nhân viên tư vấn size số cho mọi người, được chưa? Em đang mặc size L rồi, bởi vì là em là bầu 6 tháng các chị, bầu 5 tháng cơ. Bầu 5 tháng mà em đang mặc size L đây các chị yêu ơi. Công ty một chiếc nông tên 140, ok này, được chưa? Nào, nhớ kèm số điện thoại hộ em nhá. Nhớ kèm, ok, Ngôi Sao 3 chiếc rồi. Ngôi Sao 3 chiếc rồi. 140 mẫu này của nhà em về là lần mấy lần rồi các chị yêu ạ? Lần này nó phải về là lần thứ 3, thứ 4 rồi các chị yêu ơi. Lần này nó về là phải là lần thứ 3, thứ 4 rồi. Chất len của nó là chất len hàng cao cấp, hàng xịn, hàng chuẩn cho em, được chưa? Mà khách nhà em đã nhận được cái hàng này rồi, chứ không phải là cái hàng nào mà chất ý. Cái hàng nào mà chất là em lên ôm độc quyền luôn. Bán thử các chị yêu lên ôm độc quyền luôn ạ. Đấy, ok, chị Oanh Phan một chiếc cho em số điện thoại luôn nha. Cho em số điện thoại luôn này. Kiều Nguyễn một chiếc, ok chị yêu này. Rồi ạ, chị Trần Trang, ok cho em số điện thoại hộ em nhá. Cho em số điện thoại hộ em, ok, nông dây của công ty rồi, ok nha. Đấy, đẹp quá đúng không ạ? Ok nha. 725 chắc là thế đấy. L bao nhiêu cân mặc vừa chị? Cái mẫu L này của nhà chị phải đến 65 cân cũng mặc được, vì là nó là dáng cánh rơi này. Dáng này nó là dáng cánh rơi cà phê đắng, ok chị yêu nhá. Đấy, em lấy hai cái chị mặc trừ 110k hôm em ơi, đơn của em hôm trước chị trừ rồi nhá, Thủy Hồ Ly nha. Chị trừ ngày hôm trước rồi, chỉ là cơn gió này. Ok, thêm hai cái nữa đi, mình đi tặng, ok chị yêu, thêm hai cái nữa nhá. Rồi ok này, cái mẫu này thì vô biên luôn. Mẫu này thì vô biên luôn các chị ơi. Mẫu này của nhà em thì vô biên nhiều lắm. Lương Phương nhận được áo lưới và váy rồi, chất giày đẹp lắm. Cảm ơn Lương Phương, cảm ơn em yêu nha. Rồi, áo chị đang mặc là 380-140. 380-140 nhá. Đấy, 380-140 nó là toàn bộ là hàng Quảng Châu hết, có size số cho em. Cà phê sáng ok này. Được chưa? Không có hai màu các chị ơi, chỉ có duy nhất một màu cho em, đây là màu nâu rêu các chị yêu nha. Màu này em xin phép nói nó là màu nâu rêu hộ em. Được chưa? Nó là màu nâu rêu hộ em, chứ nó chỉ có duy nhất một màu này thôi, em ôm độc quyền luôn. Đấy. Em ôm độc quyền luôn các chị yêu nhá. Chị ấy thêm một cái nữa là 5, hình như là 4-5 chiếc rồi đấy em ạ. Mẫu này các chị yêu có thể là mặc kết hợp với lại nói chung có em ơi, 40 cân mặc thoải mái. Rồi mình nhận được áo len rồi nhé, quá đẹp, ủng hộ sự shop dài dài, cảm ơn chị yêu. Cảm ơn nhá. Có size có em yêu ơi, chị Hồ Ly có nhá. Đơn hôm trước của nhà em là trừ 140.000, trừ 110.000 rồi nhá, đừng báo cho chị trừ nữa. Được chưa? Ok, bong bóng một chiếc này. Ok chị yêu, toàn bộ là cỡ L cho em, ok chị yêu nhá. Rồi, Hoa Trần Thị Hoa, ok chị yêu này.
hoa Trần Thị Hoa, ok chị yêu, đẹp lắm cho em, được chưa? Nó toàn bộ là hàng Quảng Châu, 140.000 hộ em các chị yêu ơi, 140.000, được chưa? Rẻ nhất quả đất luôn, được chưa? Cái mẫu này là hàng 380x140.000 thôi nhá, 380x140, được chưa? Đấy các tình yêu ơi, đẹp xuất sắc luôn cho em nhá, con này xinh lắm. 43 cân mặc S cho chị thôi, chỉ mặc S cho chị thôi em, được chưa? Chỉ mặc S cho chế thôi, đây mọi người nhìn này, dáng đó, dáng hôm nay đó là dáng mới hộ em, đó là dáng vạt chéo các chị yêu nhá, dáng nó là giống là dáng cánh rơi và rất là xinh các chị yêu ơi. Team happy một chiếc, ok, kèm túi điện thoại cho em 140 các chị yêu ơi, 140.000 hộ em nhá. Rồi ok, Hương Vi một chiếc này, Hương Vi hay Hương Vi một chiếc cho em, ok nhá, 140.000 mà áo em đang mặc về hẳn 100 chiếc luôn, mẫu này của nhà em về 100 chiếc hộ em luôn các chị yêu nhá. Có bao nhiêu chiếc em ôm hết, lần nào nó về có bao nhiêu chiếc em ôm hết luôn các chị yêu ạ. Đấy, bên Quảng Châu sản xuất bao nhiêu chiếc nhà em ôm hết luôn, lô mẫu độc quyền nha, không bao giờ đụng hàng một shop nào khác, em khẳng định không bao giờ đụng hàng một shop nào khác luôn. Đấy, 50 cân mặc mờ cho chị nha, đặng Kim Ngân nhá, mặc mờ giúp chị nha. Có áo măng tô không chị? Không có áo măng tô, áo măng tô á, đây này, size số chuẩn cẩn thận cho em ở bên ngoài tem nha các chị yêu nhá, size số cẩn thận cho em, được chưa? Size số cẩn thận cho em. Đấy, hello hello, Thương Nguyễn Lan một chiếc, ok chị yêu này. Hello, mấy áp dưới bộ à? Bộ chị đâu? Đây chị yêu ơi, cái này xem hai bộ này, một bộ màu trắng, một bộ vàng nhá. Đấy, ok Thương Nguyễn Lan một cái, ok nha, Thương Nguyễn Lan một cái cho để đây. Kiếp chưa mini game vào đã chốt hàng mấy chục cái rồi. Thu Hoài Nguyễn một chiếc này, đấy, chưa mini game vào đã chốt mấy chục kiếp rồi. Đặng Kim Ngân một chiếc này, cho chị số điện thoại đi em. Đặng Kim Ngân cho chị số điện thoại này. Chị đang mặc size L cơ, chị bầu 5 tháng em ơi. Bầu 5 tháng 48 cân mặc em cho chị nha. Chị bầu 5 tháng, được chưa? Chị bầu 5 tháng em phải mặc size L nha. Đấy, phải mặc size L. Ừ, đẹp lắm. L em yêu ơi, 53 cân á, 53 cân mặc mờ chị. Thôi đừng hỏi sai số đi, ngày mai sẽ có nhân viên tư vấn 43 cân mặc S rồi. Hoa đỗ một chiếc này. Đấy, tình yêu nào chốt nhanh không? Mẫu này của nhà em độc hàng luôn. Áo bắn, ai bảo hàng đẹp quá cơ. Ờ, chưa mini game đã bán rồi. Nào, trời ơi, xuất sắc luôn. Mẫu này mặc lên tây lắm các chị yêu ơi. Ờ, 100 team hết pin chốt rồi. Team hết pin chốt rồi nhá. Nhớ là chị nào chốt là cho em số điện thoại luôn. Toàn bộ nó là hàng Quảng Châu chị yêu ơi, 60 cân bằng cân em luôn, chị Trang Vàng này. 60 cân bằng cân em luôn nhá. Đấy, mặc cái mẫu này 60 cân thì em nói thật với các chị là chất hơn cả nước cất luôn. Được chưa? Chị nào mà form người mà béo béo mà to mặc cái mẫu này của nhà em thì chuẩn, chuẩn form, chuẩn dáng các chị yêu nhá. Chuẩn form, chuẩn dáng hộ em luôn, vì là cái mẫu này càng béo càng đẹp, được chưa? Mặc càng béo càng đẹp cho em. Còn riêng những chị nào mà người gầy gầy mà mặc cái mẫu này lên thì nhìn nó sẽ form người các chị, sẽ to lên này. Đấy, sẽ lên người sẽ rất là đẹp các chị yêu nhá. Đấy, ok nhá. Ok, Thủy Hồ Ly một cái S, một cái M, ok em. Rồi, Thủy Hồ Ly cái S, cái M, ok nhá. Đẹp. Cái mẫu này dễ mặc lắm, ai mà chẳng mặc được. Chị bao nhiêu cân đấy? 43 cân à? Đẹp tết thôi. 43 cân này là live stream. Dễ mặc nhỉ? Có lại áo da. Thảo Lê hôm qua được tặng áo mini game mà không thấy gọi shop. Ôi trời ơi em ơi, nhà chị gọi hết rồi. Mà mọi người không nghe máy thôi. Đấy, đơn hàng nhà chị ngày mai chị sẽ dục nhân viên gọi lại tất cả các đơn hàng ngày hôm nay nhá. Tất cả các đơn hàng đều giữ lại hết. Được chưa? Đều giữ lại hết để hôm nay ngày mai gọi lại nhá các chị yêu ơi. Nhớ là nghe máy giúp cho em. Được chưa? Nhớ là nghe máy giúp cho em nhá. Áo đây là 140 em yêu ơi. Hôm bữa nhân viên gọi chốt mà không hỏi sao em cứ tưởng không có sai nên nhận được hàng áo đẹp nhưng mà hơi rộng lắm chị ạ. Ôi em ơi, cái này mặc rộng ai mặc cũng rộng hết cho chị mà. Thôi cái này em nếu mà nhận rồi thì rộng cũng được. Đấy, cái này mặc rộng nó mới đúng kiểu nó nhá. Mặc rộng nó mới đúng kiểu tay tay của nó em ạ. Hương Trần một chiếc, ok kèm đối lại cho em. Đấy, như khách của nhà chị đây 43 cân mặc size S thế này cũng đang mặc rộng em ạ. Chứ không phải tất cả khách hàng đều mặc rộng hết cho chị, chứ không phải là ấy đâu em. Dáng này mặc rộng mới tây em nhá. Dáng này mặc rộng mới tây, được chưa? Dáng này mặc rộng mới tây. Hương Trần cho số điện thoại. Hương Trần cho số điện thoại nhá. Mẫu này về 100 chiếc cơ, tha hồ chốt. Về 100 chiếc cơ, cứ hết lại chốt các chị yêu nhá. Hương Nguyễn Lan size M, ok chị yêu. Hương Nguyễn Lan size M. Riêng cái dáng này của em các chị nhận nó rộng một tí cũng chả sao đâu, mà vì nó cái form này của nó à. Form này của nó mặc rộng mà. Áo da đẹp bạn ạ. Em cảm ơn chị Hoàng Thủy nhá, nhận hàng rồi chị yêu ơi.
Đấy, áo da riêng, áo da với cả áo da áo riêng, áo da với áo phao của riêng, áo da với áo len thì em thì chất lượng ở nước cắt rồi. Đấy, anh ơi, 6 tháng mặc ok không? Quá ok luôn, chị yêu nhắc quá ok cho em luôn. Cái này mặc 9 tháng ok luôn đấy. Tô hạnh phúc một chiếc ok em này. Đấy, tô hạnh phúc một chiếc này. Chị mua áo phao 180 cho tính chị 200. Chị yêu ơi, vậy thì đơn xong chứ chị 20.000 nhá. Đặng kim ngân một chiếc này. Đặng kim ngân cho số điện thoại. Chị đây á, chị ở gần đây, chị đến chọn đi. Mọi người ở gần đây chắc là em chả phải, em nói thật mà, em bán tương tác với hàng 300, ví dụ 390 người xem ở đây mà các chị ở gần đây hết thì chắc em chả phải bán like. Chị yêu ạ, chắc là không cần phải bán like cho em đâu. Đấy, là các chị cứ đến đây nhà em là chọn hàng, cứ hàng về các chị đến chọn hàng thôi, vì giá là các chị không cần phải suy nghĩ. Hàng nhà em là giá không bao giờ cần phải suy nghĩ cho em, giá là rẻ nhất hệ mặt trời rồi. Được chưa ạ? Đấy, chị mong các chị ở gần thôi. Đấy, nhiều khi là buột cửa nhà không thiêng, mà cứ càng người xa thì đầu tiên là người ta bảo rồi, buôn bán là cứ người xa là mua trước chứ còn người gần là không ủng hộ đâu. Các chị có nghe cái câu này không ạ? Đấy, ok nha. Rồi mini game giúp cho em này. Đặng kim ngân cho số điện thoại nhá. 20.000 đó, shop tính thừa của em 20.000, em bơi phải kiểm chụp ảnh gửi qua cho chị để chị xác nhận đơn nhé, chứ không phải cứ nói thừa 20.000 là được đâu em ạ. Chụp ảnh gửi qua cho chị nha. Chụp ảnh gửi qua cho chị để chị kiểm tra đơn, nếu đúng thừa 20.000 chị sẽ trả lại. Còn không thừa là chị sẽ không trả đâu. Bởi vì là có nhiều người cứ nghe ở trên livestream là giá như thế này nhưng mà lại nghe nhầm ấy, nghe nhầm sang giá sản phẩm khác. Được chưa? Có tùy một số chị thật là đúng thôi. Còn một số chị toàn nghe nhầm đấy các chị yêu ơi, toàn có nghe nhầm thôi. Rồi, mini game giúp cho em nha. Chị yêu nào đang ở quần chị đang mặc là 70.000. Tình yêu nào đang ở trong livestream thì chia sẻ bài viết để tặng bộ đồ cho chị yêu nha, tặng bộ đồ hộ em. Được chưa? Mini game hộ em này. Chị yêu nào đang ở trong livestream tặng bộ đồ hộ em. Ôi. Gel đẹp hơn chứ. Gel nó mặc nó sáng ra hay là tây hơn chứ. Đây này. Đấy, tặng bộ đồ cho các tình yêu nha, cho khách chia sẻ mini game hộ em. Được chưa? Cho khách chia sẻ mini game hộ em. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Chị yêu nào đang ở trong livestream em sẽ tặng 10 suất quà cho các chị yêu nha. Tặng 10 suất quà là 10 bộ đồ giúp cho em các chị yêu ơi. Tặng 10 suất quà nha các chị yêu nha. Thu Hoàng những một cái áo gel ok em này. Thu Hoàng những một cái áo gel. Này, hôm nay chị đi tẩy cái này. Cái gì đấy? Tẩy nước rồi. Tẩy nước rồi á? Cần bé chưa ta? Xin ngã mai. Ờ, nhanh tay nào, tặng kèm số điện thoại kèm số nhóm hộ em 10 phần quà các chị yêu nha. Mã tặng kèm số điện thoại kèm số nhóm hộ em. Giờ bắt đầu mới chia sẻ đây các chị yêu ơi. Giờ bắt đầu mới chia sẻ đây. Tình yêu nào săn quà. Em nói thật là nhiều khách ý, chả bao giờ mua hàng nhà em đâu, như hệ nói đến quà là ôi vào săn nhanh lắm. Ok, Đinh Thị Hường này, Đinh Thị Hường một chiếc áo màu gel này ok nha. Đấy, nhanh tay hộ em là tặng ok Phạm Trang một chiếc nha. Phạm Trang một chiếc ok này. Được chưa? Phạm Trang một chiếc nha. Tặng kèm số điện thoại kèm số nhóm hộ em. Tặng kèm số điện thoại kèm số nhóm 380 mà sale cho các chị yêu là còn 140.000. 380 sale còn 140.000 cho em. Có những khách bảo là em ơi tại sao em không gọi điện cho chị tặng quà. Bởi vì là khi nhà em check lượt chia sẻ là các chị không hề chia sẻ cho nhà em, nên là nhà em không gửi quà đâu ạ. Chắc chắn là các bạn phải gửi chắc chắn là các bạn phải chia sẻ chuẩn hộ em nhá, để nhà em gửi quà cho chị. Có rất là nhiều chị, em khẳng định là có cực kỳ nhiều chị không hề chia sẻ livestream nhà em, chỉ comment theo phong trào thôi. Nên là khi nhà em sáng ngày hôm sau nhà em check lượt chia sẻ đấy ạ, không đúng đủ lượt chia sẻ nhà em không hề gửi quà cho các chị đâu ạ. Nhà em sẽ không gọi điện chốt quà đâu. Được chưa ạ? Phải chuẩn hộ em nhá. Ok, ra bảo chốt rồi em yêu ơi. Áo màu gel của chị 140 em chốt rồi nha. Được chưa ạ? Rồi ok nào, nhanh tay nhá, nhanh tay hộ em. Nhanh tay hộ em, nhanh tay hộ em. Chia comment hộ em nhá, comment hộ em nào. Nhanh tay hộ em nhá chị yêu ơi. Chị yêu nào đang ở trong livestream nhá thì comment hộ em. Bạn Kim Ngân thật là sao không cho số. Rồi, chia sẻ livestream nhá. Bắt đầu em chuẩn bị em lên mã tặng đây ạ. Comment liên tục lên cho em nhá. Comment hộ em là số điện thoại đã chia sẻ, số điện thoại kèm số nhóm hộ em. Được chưa? Đã chia sẻ số điện thoại kèm số nhóm hộ em. Em nhận được hàng dập tặng rồi, đẹp em. Chị cảm ơn em yêu nhá. Đã chia sẻ comment hộ chị đã chia sẻ kèm số điện thoại kèm mã tặng cho em nhá. Các bạn ơi nhớ là chia sẻ chuẩn hộ em, không mất công ngày hôm sau nhà em check được chia sẻ ạ. Là nhà em chắc được chia sẻ mà không đủ được chia sẻ là nhà em không có gửi quà đâu các chị yêu nhá. Đấy, là nhà em không có gửi quà đâu. Mọi người ơi nhớ là chuẩn quà cho em, chuẩn chia sẻ nhá. Đấy, chuẩn lượt chia sẻ cho nhà em, không thì nhà em sẽ không gửi quà đâu các chị yêu nhá.
Rồi, tặng kèm số điện thoại, kèm số nhóm. Bắt đầu bây giờ mới tặng đây các chị yêu ơi. Bắt đầu bây giờ mới tặng nha. Ok này, ok nha. Mã tặng đầu tiên là một bộ đồ vơ sạc cho em. Đấy. Mã đầu tiên này, một bộ đồ vơ sạc hộ em, ok các chị yêu ơi, một bộ đồ vơ sạc cho em nha. Một bộ đồ vơ sạc cho em, ok này, tặng cho chị đầu tiên nha. Linh Mon 90 hội nhóm đó chị đi nào. Linh Mon 90 hội nhóm nhiều trong nhất trong livestream. Em ơi nhớ lại chắc chắn chia sẻ đủ cho chị nhá, chuẩn cho chị. Để ngày mai nhà chị lên check được chia sẻ nha. Không đủ được chia sẻ nhà chị không có gửi quà đâu ạ. Đấy, rất là nhiều chị cứ hỏi nhà em tại sao không chốt đơn quà, bởi vì mọi người không hề chia sẻ nhà em không gửi đâu. Những người đấy là em không thèm nói chuyện đâu ạ. Đấy, những người đấy hỏi em là em ơi tại sao không gửi quà chị, là nhà em không thèm nói chuyện đâu. Bởi vì làm gì có chia sẻ đâu mà nhà em gửi quà, được chưa? Đấy, bởi vì là lừa đảo. Như thế gọi là lừa đảo các chị yêu nha. Như thế là gửi gọi là lừa đảo cho em, ok. Tiếp tục này, Linh Mon 90 hội nhóm, ok. Tiếp tục một bạn nữa cho em này. Tiếp tục một bạn nữa cho em nha. Một bạn nữa là Thu Hoài Nguyễn cho chị này. Thu Hoài Nguyễn đuôi 773 nha. Thu Hoài Nguyễn đuôi 773. Nhớ nha, ngày mai sẽ có một hệ thống nhân viên check lại được chia sẻ đấy ạ. Không chia sẻ là không được quà đâu. Bây giờ thì cứ đọc tên thế thôi, được chưa? Bây giờ cứ đọc tên thế thôi. Ngày mai mà không chia sẻ thật là hủy quà đấy các tình yêu nhá. Rồi ok, tiếp tục một bạn nữa cho em này. Một bạn nữa tiếp tục nha. Một bạn nữa nào nhanh tay nào. Chị yêu nào chưa bao giờ được nhận quà thì comment vào đây. Chia sẻ mỏi mòn từ ngày nọ sang ngày kia rồi mà chưa được nhận quà thì cứ vào đây cho em nhá. Đây. Cái gì đấy? Lên tính tiền đi để chị đi về. Đâu? Hai bộ luôn à? 99, 90 90 bộ với lại ấy. Nó lên thì tặng 20, 120. Rồi, tiếp tục hộ em nha, tiếp tục hộ em một bạn nữa nào. Ok, một bạn nữa nha, một bạn nữa cho em nào, comment nha. Ok này, Trang Huyền 21 hội nhóm với chị này. Trang Huyền 21 đội hội nhóm đôi 156 với chị nha. Đôi 156 với chị này. Trang Huyền 21 hội nhóm. Ok, tiếp tục cho em nha, tiếp tục cho em nào. Tiếp tục cho em một bạn nữa nha. Nhanh tay nào, 10 phần quà các chị yêu ơi. 10 phần quà cho em luôn ạ. 10 phần quà cho em một bộ đồ Chanel nha. Một bộ đồ Chanel hộ em, được chưa? Một bộ 10 một bộ đồ Chanel hộ em này. Tiếp tục một chị nữa nha. Một chị nữa nào, comment liên tục lên nhá. Đã chia sẻ hộ em là số điện thoại kèm số nhóm hộ em, chả quay cái gì cả. Mạng khỏe như thế bảo quay. Đấy. Nào tiếp tục hộ em nào, tiếp tục hộ em nào. Đấy. Tiếp tục hộ em nào, nhanh tay tiếp tục chị nha. Chị quay bình luận đi. Ơi. Ok, Thùy Dung Đỗ này chưa bao giờ được nhận quà bao giờ. Ok, 30 hội nhóm và 6 lần trên trang cá nhân tặng luôn cho em nha. Chưa bao giờ được nhận quà này em yêu ơi. Đuôi 589 nha, chưa bao giờ được nhận quà, hôm nay được nhận quà nha chị. Được chưa? Ok này, Hoa Trần Thị Hoa chưa bao giờ được nhận quà, hôm nay nhận quà nha. Hoa Trần Thị Hoa chưa bao giờ được nhận quà, tiếp tục một bạn nữa nào. Hoa Trần Thị Hoa chưa bao giờ được nhận quà, hôm nay nhận quà luôn nào. Bác nào chưa bao giờ được nhận quà, comment luôn vào đây cho em check luôn nha. Comment luôn vào đây, ngày nào cũng chia sẻ cho mini game nhà mình, nhưng mà không bao giờ được mình đọc tên thì chia sẻ vào đây. Chia sẻ tớ check đây, tớ check tớ đọc ở đây nhá các chị yêu nhá, tớ check tớ đọc ở đây này. Rồi ôi, tiền lẻ đâu mà vào 200. Đi mà vào mà đi lấy tiền lẻ đi. Không thì mai qua. Không thì mai qua được. Mai qua được à, không cần phải trả như vậy. Tiếp tục nha. Nào nhanh tay tiếp tục cho em này. Ok, Nguyễn Hiền chưa bao giờ được nhận quà, đôi 911 50 hội nhóm ok em này. Chưa bao giờ được nhận quà, Nguyễn Hiền 911 nha. 0164 353 0911. Đấy, 0911. Mọi người ơi, em số điện thoại của chị đổi đầu số rồi. Đổi đầu số rồi các chị. Các chị có nhớ cái đầu số đổi không? Các chị comment của em cái đầu số đổi luôn ý. Tại bởi vì là bây giờ các chị cứ dùng số 016911 số là gọi điện thuê bao đấy các chị yêu ạ. Số điện thoại thuê bao đấy. Ok, một chị nữa cho em nào, chưa bao giờ được nhận quà, comment nhanh tay vào đây. Nào comment vào đây nha. Chưa bao giờ được nhận quà nhưng phải chia sẻ chuẩn nhá. Phải chia sẻ chuẩn cho nhà em, bởi vì khi ngày mai nhà em check lượt chia sẻ thì mọi người cứ comment vào đây là chị chưa bao giờ được nhận quà. Nhưng mà khi bọn em check lượt chia sẻ mà không đủ lượt chia sẻ, nhà em không có gửi quà đâu các chị yêu nha. Nhà em không có gửi quà đâu. Tên thì cứ vẫn đọc nha, tên thì vẫn đọc đây. Đây ví dụ như có những cái chị, có những chị như này là Quân Cậu này. Đấy được nhận quà nhá, Quân Cậu được nhận quà này. Nhưng mà khi mà check lượt chia sẻ này không hề có lượt chia sẻ, không hề có chứ một lượt chia sẻ nào thì nhà em sẽ thu quà lại không tặng cho những người như thế. Bởi vì những người như đấy là gọi là lừa đảo các chị yêu nha. Những người đấy gọi là lừa đảo, nhà em không bao giờ tặng quà luôn. Được chưa? Không bao giờ được tặng, không bao giờ tặng quà luôn. Ok nha, tiếp tục một chị nữa cho em này. Tiếp tục nha. Ok, chị Trương Hường 20 hội nhóm. Ok, chị này mới sao ấy? Trương Hường 20 hội nhóm này. Chưa bao giờ được nhận quà đâu. Nào ok nha, Trương Hường 20 hội nhóm tặng luôn.
Rồi tiếp tục một chị nữa cho em nha. Nhớ là chia sẻ chuẩn những cái tình yêu nhá. Tặng là tặng chuẩn rồi đấy. Mà chia sẻ là không chuẩn nữa là được không có quà đâu các tình yêu ạ. À. Đấy, chia sẻ mà không chuẩn nữa là không có quà đâu. Được chưa? Em thật ra là em chẳng cần chia sẻ đâu, em không cần chia sẻ đâu, em cũng bán được hàng rồi. Nhưng mà chia sẻ cho vui cửa vui nhà, cho rôm giả. Đấy, cho rôm giả chứ thật ra các chị chia sẻ thì nhiều chị còn chưa không chia sẻ chuẩn nên là không lên được người xem cho em. Các chị cứ nhìn đấy ạ. Không hề chia sẻ chuẩn nên không lên được người xem cho em. Chứ còn có những chị chia sẻ chuẩn ngày mai nhà em sẽ check này. Có những người chia sẻ chuẩn nhà em sẽ gửi quà. Còn những người nào không chia sẻ chuẩn cho em nhà em sẽ không gửi quà đâu ạ. Đấy. Đấy các chị nhìn này, không hề chia sẻ chuẩn đâu. Nhiều người comment vớ vẩn vào đây thôi nên là không lên được người xem các chị yêu nha. Đấy chứ còn chia sẻ thật thì nó lên nhanh lắm. Được chưa? Đấy, ngày mai nhà em sẽ check lượt chia sẻ cẩn thận nha các chị yêu nha. Ngày mai sẽ check lượt chia sẻ cẩn thận cho các chị. Ok. Vâng. Rồi ok nha. To chốt cho một bạn nữa hộ em này, chốt cho một bạn nữa hộ em nha. Một bạn nữa nào. Một bạn nữa nha, một bạn nữa nào. Trời ơi, nhím coi mày được nhận quà của nhà chị mấy lần rồi mày căng mừng như thế, mày giả mày lừa đảo à em. Nhận được quà của nhà chị mấy lần rồi mà. Nha, ok này, một bạn nữa hộ em này, Hoàng Hoài 55 hộ nhóm ấy. Hoàng Hoài 55 hộ nhóm đó chị. Hoàng Hoài 55 hộ nhóm đó chị này. 55 hộ nhóm ok. Dồi ôi, bộ này theo đẹp chưa các chị yêu ơi, bộ này nó là bộ theo đẹp không? Đấy, bộ theo đẹp dã man luôn hộ em nhá. Đấy, bộ theo đẹp rất là đẹp luôn cho em nào. Nhanh tay chia sẻ bài viết cho chị đi. Đấy, chưa bao giờ được nhận quà thì chia sẻ hộ chị cái số hộ nhóm giúp chị thế nào nhá. Chưa bao giờ được nhận quà thì chia sẻ hộ chị cái số hộ nhóm ra đây. Đấy, chứ còn không cần phải chia sẻ đâu, đã bán được hàng trăm ghéo len rồi nhá. Chứ cần phải đấy đâu, đang bán cho vui cửa vui nhà vậy. Đang tặng cho vui cửa vui nhà cho các chị yêu ở trong livestream thôi. Nào, tiếp tục một bạn nữa nào. Ok, một bạn nữa cho em, một bạn nữa các chị yêu ơi, một bạn nữa cho em nha, một chị nữa nào. Đấy, một chị nữa cho em, ok này. À, một chị nữa nào. Em chưa được mà chị mấy lần là em mua mà, thế à, nhím còi, ok vậy tặng luôn. Được chưa, chưa lúc nào được tặng đúng không, hôm nay chị tặng cho em luôn nhá, nhím còi đi em ơi. Nhím còi để chị tìm được đi ngay, ok nha, chưa bao giờ được tặng đúng không, chắc chắn cho chị nha. Tôi 900-0375-534-900, ok tặng luôn cho em. Được chưa, tặng luôn cho em. Đấy, tặng luôn cho em, ok chưa bao giờ nhận quà nha. 40 hội nhóm chưa được bao giờ. Căn mụ Nam Điên vừa được tặng thôi, Nam Hiền vừa được tặng rồi mà. Nam Hiền vừa được tặng rồi. Đấy, nha. Tiếp tục nào, một chị nữa cho em. Một chị nữa hộ em nào. 10 phần quà cho em nhở, 10 quà chưa. Cái này phải đến mười mấy quà rồi nhở. Mười mấy quà rồi các tình yêu ơi, mười mấy quà cho em rồi đấy. Tặng nốt một chị nữa cho em nha, tặng nốt một chị nữa cho em nào. Ok này. Ok nha, tặng nữa một chị nữa cho em. Hồng tím hoa chưa được tặng à, số điện thoại đâu? Số điện thoại đâu nào? Hồng tím hoa chưa được tặng này. Ok, Lụa Đinh nhá, Lụa Đinh 47 hộ nhóm. Đấy, comment hộ em số điện thoại ra em tặng cho. Lụa Đinh 47 hộ nhóm ok nhá, tặng luôn. Rồi, tiếp tục nha. Đấy, tiếp tục hôm nay đến tiếp tục bán cho 10 người cái tất xịn của nhà em. Từ trước ngày hôm qua rất là nhiều chị muốn săn tất xịn của nhà em không bán. Em chỉ đúng cho bán cho 10 người. Em chỉ bán đúng cho 10 người thôi và riêng hôm nay em cũng bán chỉ có đúng 10 người các chị yêu nha. Riêng hôm nay em cũng chỉ tặng cho đúng 10 người cho em. Được chưa? Đấy, hôm nay em cũng chỉ bán mã quần tất này 29k cho 10 người cho em, quần tất hàng cao cấp các chị yêu nha. Nó là quần tất hàng xịn cao cấp hộ em, quần tất 29k cho 10 người. Có muốn mua thêm 2 chiếc em cũng không bán đâu các chị yêu ạ. Quần tất này nó là hàng cao cấp chuẩn xịn cho em. Bán là 99.000. Tiếp tục chia sẻ mini game em bán cho các chị yêu là 29.000 quần tất hộ em. Được chưa? 29.000 quần tất nha. Rất là nhiều chị hôm qua muốn săn quần tất và không có thêm đâu các tình yêu ơi, không có thêm đâu. Được chưa? Không có thêm đâu và hôm nay có nha các chị yêu nha. Nào, tiếp tục hôm nay bán tiếp 10 quần tất cho các chị yêu, chia sẻ bài viết cho em. Comment hộ shop quần tất 29k kèm số điện thoại kèm số nhóm các chị yêu nha. Quần tất 29k kèm số điện thoại kèm số nhóm. Chia sẻ bài viết hộ em, được chưa? Chia sẻ bài viết hộ em quần tất các chị yêu nha. Chia sẻ bài viết hộ em quần tất hàng cao cấp không chuẩn xịn nhà em hoàn tiền. Quần chất liệu không dai không đẹp hoàn tiền. Quần chất liệu mặc không sướng không đẹp hoàn tiền. Đấy, quần chất liệu mặc một hôm bị rách hoàn tiền. Được chưa? Đấy, cam kết bảo hành các chị yêu nha. Quần tất chuẩn hàng công ty hộ em nhá. Quần chuẩn hàng công ty hộ em, quần tất bao chuẩn xịn, mặc dai, mặc sướng, mặc thoáng, mặc nói chung là rất là thoải mái cho em quần tất nha. 29k cho khách chia sẻ bài viết. Ok, Thanh Nhạn 30 hộ nhóm cho chị này. Nguyễn Hiền 50 hộ nhóm cho chị này. Hiền Phan 20 hộ nhóm ok cho chị nha.
Hiền Phan Hai Hợp nhớ. Đây là quần tất hàng công ty nhà chị, chỉ bán cho một số người thôi. Bé mua một quần ok này. Bé mua một quần cho chị nha. Nhanh tay tiếp tục quần tất 29K, kèm số điện thoại, kèm số nhóm hộ em. Quần tất 29K tiếp tục này, Diệp Liêu chị này. À, rồi nhanh tay chia sẻ bài viết nha. Qua lấy không được, chỉ cần chia sẻ bài viết thôi. Không bán lẻ các chị yêu nhá. Quần này chỉ bán tri ân thôi. Bùi Thị Thu Hằng một chiếc 10 nhóm ok này. Chia sẻ bài viết chỉ bán cho khách, chỉ bán tri ân cho khách thôi, không bán hơn. Không bán cho khách mua, chỉ bán cho khách chia sẻ nha. Bạn Nhím coi một chiếc liền luôn nha. Rồi, tiếp tục là Nhím coi một chiếc liền luôn. Quần tất đây nó là hàng công ty của Nhật, à quên, của hàng công ty của Quảng Châu các chị yêu nhá. Nó là hàng công ty chuẩn cho em, hộp đầy đủ. Quần tất vai mềm mịn cho em nha. Quần tất vai mềm mịn thanh nhạn được rồi, Nhím coi được rồi. Tuyết một chiếc nữa này. Tiếp thêm một chiếc nữa cho em, nhanh tay quần tất nào. Nhanh tay quần tất cho em nào, 29K quần tất các chị yêu nha. 29K quần tất hộ em. Nhanh tay 29K quần tất nha. Ok, Thu Trang qua lấy chia sẻ bài viết chưa? Chia sẻ bài viết chưa nào? Nhanh tay chị yêu nào, muốn quần tất thì chia sẻ bài viết hộ shop. Muốn quần tất thì chia sẻ bài viết các chị yêu nha. Muốn quần tất thì chia sẻ bài viết cho shop đi nào. Nhanh tay muốn quần tất thì chia sẻ bài viết nào. Ok, Hiền Phạm 20 hội nhóm này, Thủy Thân Thiện này, Thủy Thanh này, 70 hội nhóm cho chị nha. Comment hộ em nào, Diệp Ly 30 hội nhóm ok nào. Nhanh tay quần tất hàng cao cấp, kèm số điện thoại cho em. 60 cân là bằng cân của shop mang vừa các chị yêu nha. 60 cân là cân của shop mang vừa. Đấy, có gửi áo phao nhưng mà em gọi điện không nghe máy em yêu nha. Gọi điện nghe máy giúp chị đi nhà, chị gửi hàng. Trường Hương một cái này, Trường Hương một cái này, Thanh Thanh một cái này. Ok này, rồi Thủy Thanh Diệp Ly chốt rồi các chị yêu nha. Thủy Thân Thiện quần tất này, Thủy Thân Thiện quần tất ok nha, 29K. Quần mặc vai mặc sướng hộ em, Thủy Thân Thiện này, Nguyễn Lan Hương này, Thanh Tịnh này, Thúy Dung Đỗ này, Ngọc Lan Hương ok này. Tiếp tục quần tất hàng cao cấp, kèm số điện thoại cho em. Minh Hằng quần tất này, được chưa? Hôm nay chiên tất cả các chị yêu chia sẻ bài viết hộ em. Không bán 3 quần, chỉ bán 1 quần các chị yêu nha. Chỉ bán duy nhất 1 quần cho em thôi, vì đây nó là hàng công ty rồi. Em bán cho các chị yêu, đây là tất cả các chị yêu chia sẻ bài viết. Đây là bán chiên cho tất cả các chị chia sẻ bài viết cho nhà em. Chưa còn hàng này em đã nhập là 79.000 một chiếc rồi các chị yêu nha. Nhập hàng công ty này là 79.000 một chiếc cho em rồi này. Các chị này có tem mác, có size số, có mã code đầy đủ này. Hàng công ty các chị về cứ thử check quần tất nhà em, mặc không dai không sướng hoàn tiền. Thu tình một chiếc này, nhanh tay nè. Quần mặc không sướng không dai không thoáng em hoàn tiền cho các chị. Mặc cực kỳ thoáng, lên chân cực kỳ đẹp các chị yêu nha. Thu quên lê chốt rồi thì lại chỉ là con đó ok nha. Quần đấy các chị yêu này, có size số, tem mác đầy đủ, không bán 2 quần, chỉ bán duy nhất 1 quần. Chị nào muốn mua 2 quần 29.000 không bán các chị yêu nhá. Chỉ bán duy nhất 1 quần hộ em thôi. Được chưa? Cho mỗi người một cái các chị yêu nhá. Cho mỗi người một cái hộ em. Đấy, quần tất này bán cho mỗi người một cái hộ em các chị yêu ơi. Được chưa? Mỗi người một chiếc hộ em, muốn mua thành 2 chiếc cũng không bán các chị yêu nhá. Ok, anh Trần này áo chị đang mặc ok em yêu. Anh Trần lấy áo chị đang mặc 140.000 em yêu nhá. 140.000 60 cân thoải mái vừa. Đấy, 60 cân là bằng cân của chị luôn. Mà chị đang bầu 4 tháng mặc rất sướng em ạ. Trương Tuệ Nhi một chiếc này, Trương Tuệ Nhi một chiếc ok nào. Tiếp tục kèm số điện thoại cho chị nhá. Quần tất 29K, Thu Trang một chiếc ok này. Hồng Tím Hoa một chiếc ok chị yêu này. Đấy, nhanh tay quần tất nào. Nhanh tay quần tất 29K, nhanh tay quần tất 29K. Mặc không dày không sướng không lấy tiền. Thu Hiền ok nha. Không biết đâu một quần ok này. Không biết đâu một quần ok. Ngôi sao một quần ok chị yêu nha. Ngôi sao một quần, ra bảo một quần, cứ mặc thử quần tất nhà Đinh Anh đi, hôm sau lại muốn mua luôn. Nguyễn Thủy này, đấy, cứ mặc thử quần tất nhà Đinh Anh đi, ngày hôm sau lại muốn mua luôn. Chất quần cực dai cực sướng các chị yêu nha. Chất quần cực dai cực sướng này, ngày nào em chả test quần cho các chị xem. Quần nó rất là dai và kéo căng nó cũng không xước luôn các chị yêu ạ. Đấy, kéo căng cũng không xước được cho em nhá. Chất liệu nó dai như là cao su luôn. Đấy, dai như là cao su luôn. À, cho chị 2 chiếc quần tất nhé, em không bán 2 chiếc quần tất, em chỉ bán chiên mỗi người 1 chiếc hộ em. Chỉ bán chiên cho mỗi người 1 chiếc hộ em, chứ em không bán 2 chiếc các chị yêu nha. Mỗi người chỉ được 1 chiếc thôi các chị yêu ơi. Đấy, nhớ là chia sẻ mini game em bán cho mỗi người 1 chiếc hộ em nha, quần tất. Được chưa? Đấy, Quyên Bắp mua hàng nhà tớ đâu? Quyên Bắp này đã mua hàng nhà tớ đâu mà vào comment vãi lồn vậy hả? Ít mẹ đang bán hàng tự nhiên dậy nhảy vào đây làm comment vớ vớ vẩn vẩn. Con thần kinh, nhận được áo len với bộ đồ này chất đẹp lắm, ưng hết sợi, cảm ơn Bùi Thị Thu Hằng. Bố thiên sư cái con thần kinh đang bán hàng đông đông này nó lại nhảy vào nó comment. Đấy, Thủy Trần một chiếc quần tất 29K ok này. Phạm Thị Nhi một chiếc này ok. Nhanh tay. Nhanh tay nha. Ok, Đường Hồng Dân một chiếc nhé. Anh gì đây? Anh quách một chiếc gà. Ok chị yêu. Bóng may này. Ok chị yêu nha. Ok Đường Hồng Dân là biết rồi. Hàng xóm biết rồi.
em tưởng là oanh nào chị yêu ơi. Có biết là oanh đấy đâu, khổ lắm. Hai quần tất không bán, chỉ bán một quần thôi. Chỉ bán một quần cho một người thôi nha. Chỉ bán một quần thôi. Ok, chị em nhận được áo len và quần Gucci, bộ kim sa áo len. Cái nào cũng ưng đẹp lắm chị ơi. Rồi, cảm ơn Lụa Đinh. Trời ơi, khách nhà chị em ơi, khách nhà chị nó khác. Mấy con thần kinh hãm lồm đi vào đây mà comment là chị biết ngay em ạ. Đấy, chị biết ngay nhá. Nào, nhanh tay, quần tất kèm số điện thoại của em. Được chưa? Quần tất kèm số điện thoại, nhanh tay 29k kèm số điện thoại. Trời ơi, đẹp mê. Đấy, đấy, đẹp mê luôn. Ừ, ok, đẹp mê luôn nhá. Đẹp mê luôn. Thôi, mấy cái thành phần đang bán hàng, đang rôm rả, đang vui vẻ, tự dưng nó vào đây comment là phải biết ngay các chị yêu ạ. Đấy, bố thiên sư nhà nó. Lê Thảo Lê một chiếc này, Lê Thảo Ly một chiếc, ok nha. Chỉ mỗi người được một chiếc cho em, không bán hai chiếc các chị yêu nha. Không bán hai chiếc, chỉ mỗi người được một chiếc hộ em. Các chị cứ thử mặc quần nhà em 29.000 về mặc không sướng em hoàn tiền. Quần này ngày thường, quần này là giống hệt cái quần 99k ở bên ngoài shop cho em nha. Giống hệt quần 99k ngoài shop hộ em. Bao chất dày xịn các chị yêu ạ. Bao chất dày xịn Đỗ Thanh Nhi này. Đấy, bao chất dày xịn hoàn dung ok này. Bao chất dày xịn cho em, nó rất là dày, mặc sướng. Hoa Thị Bùi một chiếc này. Được chưa ạ? Hoa Thị Bùi một chiếc nha. Quần chất dày xịn cho em. Liên Hữu một chiếc quần tất ok chị yêu ạ. Như ra một chiếc quần tất ok nha. Đấy, nick không tít chưa nha em ơi, làm sao mà gửi nhanh thế em. Chưa nhận được liền luôn đâu em ạ. Đấy, Hoa Lưu chốt rồi nha. Quần tất kèm hướng hại Thảo Nguyên Xanh một chiếc ok chị yêu này. Chị Lụa Đinh một chiếc ok chị yêu nha. Vân Anh một chiếc ok tình yêu nào. Đấy, Hoàn Dung chốt rồi nha. Nhớ là chia sẻ bài viết hộ em. Quần này nó là quần mã tri ân cho tất cả các chị yêu đang ở trong livestream chia sẻ. Được chưa? Hôm nay là chồng em bảo thôi bán cho khách hàng đi. Người ta mua hàng ủng hộ nhà mình nhiều rồi, mình bán cho 10 chiếc thì két xỉn quá. Có nhiều người là muốn mua hàng mà sao em không bán đi. Đấy, ok, hôm nay em bán luôn thôi, bởi bán lỗ cho các chị luôn nha. Vân Candy này, Đinh Thúy ok này. Được chưa ạ? Dịu Phạm một chiếc này. Dịu Phạm một chiếc ok nha. Đấy, ok, nhớ là chia sẻ bài viết để em bán 29k các chị yêu nha. Bóng bay huyền thụ này. Đấy, nhớ là chia sẻ bài viết để em bán 29k. Linh Nguyễn này, Đỗ Thị Vui ok nha. Được chưa? Chỉ 29k là tri ân cho khách chị, các chị chia sẻ bài viết cho em. Được chưa? Cho kia cho các chị bài chia sẻ bài viết nhé. Em sẽ ship đến đủ hộp như này. Ship đến đủ hộp như này các chị yêu nhá. Có phiếu, một cái phiếu bên ngoài thôi. Phiếu bên ngoài là tên tuổi các chị thôi. Đấy, còn cái này là nhà em sẽ ship đến cho các chị yêu là đủ hộp, đủ hiếc các thứ để cho các chị kiểm tra quần, nó rất là thích. Quần này chất dai cho em nhá. Quần chất dai cao su luôn ý. Đấy, An một chiếc ok này. Được chưa? An một chiếc ok, từ từ em sẽ bán. Đây là quần chất dày em các chị yêu nhá. Quần chất dày cho em. Quần mỏng thì nó làm đất gì, quần mỏng quảng cáo làm gì cho nó mệt đúng không ạ? Quần này nó là quần dày và nó là hàng cao cấp hộ em. Được chưa? 29k mà đảm bảo các chị yêu là mặc không đẹp là không lấy tiền được cơ mà. Nhá. Như ra chút rồi đây. Thông Lan Tuần Lê Mimi rồi em ơi. Nhá. Nhanh tay sắp hết người chia sẻ trong livestream chưa? Hết rồi đấy. Hết hàng trăm cái rồi đấy các chị yêu ơi. Hết hàng trăm cái cho em rồi, còn có vài chiếc nữa là hết hàng rồi. Còn có 5 chiếc nữa là hết hàng rồi các chị yêu ạ. 5 chiếc nữa là hết hàng cho em rồi. 5 quần nữa là hết hàng cho em rồi. Rồi ok, Nam Hiền 29k vào rồi và bộ tặng cho em nha. Quỳnh Giang hai cái một cái thôi, không bán hai cái chị ơi. Thuật Như một chiếc, không chỉ bán một chiếc nha, không bán hai chiếc cho em. Đấy, đây là mã tặng người vì quần này là các ngoài kia đang bán 99.000 cơ mà. Được chưa? Ngoài kia đang bán 99.000 cơ, làm gì có đâu ạ. Muốn mua thêm áo nâu cổ sọc đen. Áo nâu cổ sọc đen là cái nào nhỉ? Không nhớ luôn ấy. Chị ba chiếc này đã chia sẻ không bán ba chiếc chị ơi, chỉ bán cho mỗi người một chiếc hộ em. Đấy, không bán ba chiếc, chị nào muốn mua hai chiếc không bán, muốn mua ba chiếc không bán. Chị nào cảm thấy một chiếc mà không muốn mua thì thôi hủy đơn hàng hộ em, bởi vì đây cái quần này là chỉ bán mã tri ân cho các chị thôi. Vì quần này ở ngoài shop đang bán là 99.000, 100.000 một chiếc cho em cơ. Được chưa? Em bán tri ân cho các chị là 29.000. Chị nào mà ok tại Thanh Thủy để bán một chiếc nha. Một chiếc thôi, không bán 2 3 chiếc. Phạm Hằng một chiếc ok này, không bán 2 3 chiếc hộ được hộ em nha. Đàm Nhung một chiếc kèm số điện thoại hộ em. Quỳnh Giang một chiếc thôi, không bán 2 chiếc. Thanh Trần này chỉ bán một chiếc không bán 2 chiếc. Đấy. Thu Hương Đặng, ví dụ như em mà nhập được rẻ em bán cho các chị ngay, nhưng cái này là em chỉ bán tri ân cho các chị thôi ạ. Chỉ bán tri ân cho các chị thôi, em bán 2 chiếc em lỗ lắm. Bán tri ân 2 chiếc lỗ lắm cực kỳ luôn, lỗ cực kỳ luôn nha. Rồi, có áo len chị đang mặc đây, áo len của chị đang mặc có mà em, không có 29k màu da đâu chị yêu ơi, toàn bộ là màu đen hết cho em. 29k toàn bộ là màu đen hết cho em các chị yêu nhá, không có màu da các chị yêu ơi, không có màu da cho em, được chưa? Đấy,
Trời ơi, áo em đang mặc đây này, nó là màu nâu rêu hồ em. Các chị yêu ơi, nhận được hàng cái màu này thì quá là chất luôn. Được chưa? Cho mình đổi với hạ. Ok Hải Quý nhá, IB qua Zalo giúp cho em 0169770888 để nhà em check lượt, check lượt quà cho các chị nha. Đấy, à quay check lượt hàng đổi cho chị nhá. Tại vì là tất cả hàng nhà em là do nhân viên nhà em chốt hàng, nhờ do nhân viên nhà em tư vấn sai. Nếu mà nhờ nhầm sai và bị chật ý, thì là chị gửi qua Zalo cho em để em check lại nhá. Đấy, nhà em xác nhận đơn quà, đơn hàng đổi cho chị. Còn áo thun không chị? Áo thun là áo gì em nhỉ? Áo thun là áo dài tay hay là áo cộc tay em? Áo nha chị, toàn bộ là áo dài tay thôi. Bây giờ nó là mùa đông rồi ấy, nên là chị toàn bộ là lấy hàng dài tay cho chị nhá. Chị ship cho em chưa ạ? Chị ship cho em rồi em ơi. Ship rồi đấy. Áo chị đang mặc là hàng 380 sơ còn 140. Các chị nhìn thấy dáng của em mặc chưa ạ? Dáng này đủ size SML, hàng Quảng Châu, chất liệu len dai xịn cho em. Chất liệu len dai xịn mặc thoáng và dáng này rất là dễ mặc cho em này. Các chị có thể kết hợp với một cái quần da cho em nhá. Kết hợp quần trắng, quần bò, quần legging đều rất là ok vì cái dáng này cực kỳ dễ mặc. Em nói thật là cái dáng này cực kỳ dễ mặc cho em nhá. Cái các chị kết hợp với như thế này thì các chị kết hợp với quần trắng, các chị đi với đôi giày thể thao rất là đẹp. Được chưa? Còn riêng các chị kết hợp với quần da thì các chị, quần da ngắn đùi ấy, thì các chị kết hợp với lại một cái đôi bốt hộ em là đi rất là tây các chị yêu nhá. Mẫu này của nhà em chỉ có duy nhất màu nâu gel thôi. Màu này nó là màu nâu gel, màu tây nhất trong bảng màu. À, cái màu này của nhà em nó chỉ ra hai màu thôi. Một là màu, hình như là một là màu đen và hai là màu nâu gel thôi. Thì em chỉ ôm màu nâu gel vì là cái màu này là tất cả các màu da đều mặc được. Da đen, da trắng đều mặc được này, sáng da này, tây cho em này. Được chưa? Chất đẹp lắm. Cái hàng này khách nhà em nhận được hàng rồi mà. Bán 5 lần rồi các chị ơi. Bán này là 5 lần rồi. Đấy. 48 cân mặc size M không chị nhá? An nhiên mà sống nhá. Mặc M không chị? Lai áo da đi, chị có lai áo da. Chị có lai áo da em ơi. Bán quần chị đang mặc không có em ơi. Áo chị đang mặc L 70 cân mặc vừa không Vũ Nga? 70 cân ra mét bao nhiêu ở Vũ Nga ơi? 70 cân thì hơi to ấy. 70 cân thì hơi to ấy tình yêu ạ. Ok nha, tặng Thanh Thủy một chiếc nữa, kèm số điện thoại lại hộ em đấy ạ. Chị ơi, kèm lại số điện thoại lại hộ em nhá. 140, toàn bộ hàng Quảng Châu có size các chị yêu nha. Toàn bộ hàng Quảng Châu có size hộ em, tặng Thanh Thủy một chiếc. Quần chị đang bán là 70.000. Đủ size số, đủ size số từ 38 cho đến 60 cân. Chị 60 cân. Chị 60 cân quần nhá. Ok nhung len một chiếc con. Ok nhung len một chiếc nail size lớn ok chị yêu. Quần chị đang mặc là có size từ 38 cho đến 60 cân này. Được chưa? Quần này của nó là quần đây này các chị yêu ơi, quần này nó thoải mái lắm. Quần này thoải mái em bầu bí em mặc được hết luôn ấy. Minh Thu áo chị đang mặc ok này. Phương Nguyễn Lan em chốt cho chị yêu rồi nhá, không có quần trắng không rách đâu. Quần trắng này nó là quần trắng rách, em mới sale giá 70.000 thôi chứ còn chất của nó đẹp lắm. Chất của nó là giống hàng chất 250-300.000 nhá. Quần chất là quần chất bò co giãn hộ em. Các chị ơi, quần nó là quần chất bò co giãn này, thấy chưa? Quần chất bò co giãn hộ em nhá. Đấy. Cô Hoàng Dung lấy cái gì nhỉ cô nhỉ? Cô lấy cái gì nhỉ? Có một quần không có màu đen em ơi. Quần không có màu đen cho chị nhá. Còn quần legging chị yêu ơi, còn quần legging nhá. Em bảo mà nhân viên chốt cho chị không được chốt thì em ơi chết thật đi bọn sau. Ok cô Hoàn Dung một chiếc áo này kèm lại số điện thoại nhá. Ai gọi không nghe em. Nhung Lê gọi không nghe máy nên chị yêu ơi. Nhung Lê gọi không nghe máy cho em nhá. Để lại số điện thoại của em để lại nghe máy hộ em nhá chị yêu nhá. Nghe máy hộ em các chị yêu nhá. Hoàng Lan anh Nguyễn một chiếc này. Không có quần không rách đâu chị yêu ơi. Không có quần không rách đâu chị Hoa, Thị Bùi ơi, kèm số điện áo, kèm số điện thoại của em ạ. Không có quần không rách đâu, toàn bộ là quần trắng có rách hết cho em nhá. Toàn bộ quần trắng có rách đầy đủ size số từ 38 cho đến 60 cân hộ em, được chưa? Đầy đủ size số. Nào mọi người ơi, nhớ là nghe máy giúp cho em tại vì là rất là nhiều chị không nghe máy. Được chưa? Nguyễn Thùy Linh một chiếc áo em đang mặc ok chị yêu này. Rồi, bé mua lấy một quần ok em nhá. Nguyễn Hồng Hoa, quần 60 cân ra mét 60 em. Chị yêu ơi, em quần là em cao 1 mét, em nặng 60 cân và em cao 1 mét 60 mấy nhỉ? Cao 1 mét 63, cao 1 mét 63 chị yêu nhá. Đấy, và em đang mặc thì cảm thấy là vừa rồi nhưng mà từ từ em lấy quần nhá. Hóa để bưa để đãi chị.
Hoa Thị Bùi nhá. Ok, quần 52 cân Hoa Thị Bùi quần luôn này. 52 cân là lấy cho chị size 27 nhá. 52 cân lấy 27 của chị. Ok, chị Thu Nguyễn lấy một áo này, ok chị yêu. Thu Nguyễn lấy một áo, ok Hoàn Dung, cô Hoàn Dung chốt một áo ok nhá. Ở chưa? Ok này. Đây, quần đây ngắm giá hộ em, quần đây. Kết hợp với áo này cực tây luôn nhá. Kết hợp với áo này cực tây cho em luôn. Ok chưa? Kết hợp với áo này cực kỳ tây nhá. Đang bầu 5 tháng mà mặc xuất sắc như này thì cứ yên tâm đi. Yên tâm mặc lên là chỉ có chất lượng thôi nhá. Còn áo len màu đỏ hôm bữa like không em, áo nào chị yêu nhỉ? Áo nào nhỉ? Lúc này mấy người chốt quần tất à, quần trắng đi em. Em chốt quần trắng đi, 70.000 nhá. Quần trắng mấy người chốt đi. Mấy người chốt liền luôn đấy. Ok nhỉ, chị Tạ Thanh Thủy lấy quần trắng 27 28 29, ok chị yêu. Đa chiếc liền luôn 27 28 29, ok nhá. Áo nâu có tua ở trước, có ba vạt đen. Áo nâu có tua ở trước, ba vạt đen thì tôi không nhớ cái nào Thủy Hồ Ly một chiếc quần này. Minh Ngọc một quần ok, kèm đối thoại cho em này. Đấy. Vũ Thanh một quần ok chị yêu này. Vũ Thanh một quần ok nha. Báo quần cho em đi, toàn bộ quần của nhà em đi. Đầy đủ tem mác size số của chị yêu nha. Đầy đủ tem mác size số hộ em, được chưa? Đấy, 70k một quần bán không lãi luôn. Quần này bán làm gì mà có lãi các chị yêu ơi. Quần này đó là quần chất liệu bò trắng cho em, hàng co giãn nhá. Quần bò trắng hàng co giãn hộ em. Ok, Trang Bùi một quần hộ em các chị yêu ơi. Trang Bùi một quần nha. Đây là quần bò trắng chứ quần rách các chị yêu nhá. Quần này nó là quần rách hộ em. Đấy ạ. 70.000 không có ai bán giá này đâu. Quần này bán lỗ, khẳng định bán lỗ luôn. Nói điều bất lộc nhá. Quần này bán lỗ vì đây là em nói thật là lâu nay em ôm vào cái lô hàng quần rách thì em mới xả cái giá này thôi. Em thật nó mà không phải quần không rách ấy, quần này người ta đang bán cái chất liệu quần của nhà em là 170 cơ ạ. Trên livestream cái quần chất liệu như thế này 170 cơ nhưng mà nó không rách. Còn quần này là em phải ôm phải cái lô quần rách em xả hẳn 100.000 hoặc là còn 70.000 nữa các chị yêu ạ. Đấy, nhập đã là 150 rồi. Nhập 150 rồi bán còn bán lỗ cơ nhá. Áo chế đang mặc có đây em ơi. 51 cân mặc size 7 cho em đây, em đứng lên cho chị ngắm dáng nhá. Đứng lên cho chị ngắm dáng đây. Đây ạ, được chưa? Đứng lên cho chị ngắm dáng ok. Chị Nguyễn Hồng Hoa ok. Chị yêu ơi, size to nhất là size 60 cân hộ em chị yêu nhá. Size to nhất là size 60 cân hộ em. Đây ạ. Đây chị ơi, dáng áo đây nha. Đây đang đi dép tổ ong đây. Đang đi dép tổ ong bán hàng đây các chị ơi. Đấy, kết hợp cái thổ tả thì cũng đẹp cho em nhá. Đấy, kết hợp cái kiểu gì cũng đẹp cho em luôn. Dáng áo rất dễ mặc, quần gì cũng kết hợp đẹp các chị yêu nhá. Nhất là đi một đôi bốt nữa. Rồi kết hợp với quần da nữa thì cái áo này của em cực tây luôn các chị ơi. Cực tây luôn ấy. Thấy chưa mọi người, nhìn thấy không ạ? Nhìn thấy dáng chưa? Nhìn thấy dáng áo chưa? Đẹp lắm, đẹp lắm. Đấy, nhìn thấy dáng áo cho em rồi nhá. Đằng sau này. Rồi bán đến hàng lẻ size các chị yêu nhá. Hàng này nó là hàng số lượng rồi. Mỗi một mẫu nó về 100 chiếc. Bây giờ bắt đầu bán đến hàng lẻ size cho em. Ok. Tulip Hoa một cái 60 cân. Lấy cái gì nhau? Quần hay áo chị yêu ơi? Tulip Hoa một cái. Chả biết áo hay là quần, bán báo hộ em đấy. Áo hay là quần thì báo hộ em nhá. Có chị yêu ơi, 40 cân có sai nha, 40 cân có sai. Ôi bắt đầu em sẽ xem đến hàng này đây. Ok, Thu Hiền với một quần size 26 ok. Thu Hiền với một quần 26 đây. Đây em ơi, bỏ từ bóng này. Bóc một cái ra bỏ từ bóng này nha chị. Thu Hiền Nguyễn ơi, kèm hướng thải cho chị luôn nha. Ôi, bắt đầu đến mã áo kẻ này. Mã này nó là mã áo nâu kẻ thắt nơ. Đấy. Ok, chị Vũ Lương Mai một chiếc áo em đang mặc vào một quần tất 29.000 ok chị yêu này. Ok nha, chị An Nhiên mà sống thì ok một áo len ok chị yêu này. An Nhiên mà sống một áo len ok ạ. À. Rồi. Ok chị yêu này, tiếp tục này chị Nguyễn Hồng Hoa một áo ok chị yêu nha. Nguyễn Hồng Hoa một áo này. Áo em mặc là số lượng lớn nhất các chị yêu ơi. À, em mặc số lượng lớn rồi các chị yêu, cứ chốt thoải mái. Mẫu này em ôm độc quyền cơ, chỉ có duy nhất một mình là em có. Các chị cứ mang hàng nhé, em mà bị áo này mà bị đụng hàng với ai em không hoàn tiền cho các chị luôn. Được chưa? Nguyễn Thị Linh một quần và một áo len ok tình yêu. Áo này không bao giờ đụng hàng với nhà ai hết. Hàng độc quyền. Hàng này nó là hàng độc quyền rồi. Đấy. Làm gì có shop nào mà dám một mẫu mà nhập nhiều như nhà em. Em nói thật kìa, chỉ nhập một hai chiếc thôi. Nhà em đây một mẫu này. Mẫu nào hot em ôm lô độc quyền hết nhá. Ôm lô độc quyền hết các chị yêu ơi. Ăn nhưng mà sống ok, ăn nhưng mà sống cho nhầm số thôi em ạ.
Trần Thị Diệu Thuần, các chị ơi cho đúng số nhá, ngày mai gọi điện cho chuẩn. Khỏi lên livestream của em ơi, không chốt hàng cho chị. Tại bởi vì là toàn cho sai số điện thoại thôi. Đấy, toàn cho sai số điện thoại thôi nhá. Vân Candy một quần ok tình yêu. Vân Candy một quần, Đặng Yến đi một quần kèm điện thoại cho em. Cỏ Mọn một áo ok. Cỏ Mọn một áo. Nguyễn Thị Linh một áo một quần ok. Ngọc Mon một quần 53 cân ok, kèm số điện thoại cho em nhá. Kèm luôn cái số điện thoại của em. Hoàng Anh một áo ok. Hoàng Anh một áo ok ạ. Đây còn bao nhiêu cái em để hết ở đây rồi. Ai chốt thêm gì không? Hoàng Anh một cái này. Ok, Thu Hiền nhớ một áo len tớ đang mặc này. Ok nhá. Áo len Nguyễn. Ok, Hoa Tulip nhớ nhà chị em lấy áo chị đang mặc. Ok em. Tạ Thanh Thủy lấy thêm quần hai size 8 em biết rồi. Hoa Thị Bùi lấy một áo chị đang mặc. Ok. Thủy Thảo một áo chị đang mặc, kèm số điện thoại giúp chị cái nào. Kèm luôn cái số điện thoại giúp chị, không nhân viên nhà chị nó chốt nhầm đấy. Đấy. Chị kèm luôn cái áo này. Áo kèm số điện thoại cho em, quần kèm số điện thoại cho em là sẽ không bao giờ bị nhầm. Các chị cứ chốt là trên một cái, dưới một cái là chắc chắn bị nhầm hộ em nhá. Chị đi làm bỏ quên máy ở nhà, chị cho nhân viên gửi hàng chị. Tối qua chị chốt đơn đó, thấy cuộc gọi nhỡ, chị nhắn tin lại vào máy bên em rồi kiểm tra. Ok chị yêu, ok chị Hà Anh, ok chị yêu nhá. Hà Anh gọi lại cho em. Ngày mai em nhớ gọi lại cho khách nha. Nhớ bảo gọi lại chị Hà Anh giúp chị ạ. Áo len là 380 x 140.000 nhá. 380 sale còn 140.000 hộ em cái áo len này thôi các chị yêu ơi. 140.000 rẻ nhất cái hệ mặt trời này luôn. Được chưa? Các chị cứ nhận hàng. Úi giời ơi, chị yêu nào nhận được hàng cái áo này rồi cho em cái feedback cái nào. Cho em cái feedback cái áo 140 cho các tình yêu nhá, áo 140. Chị yêu nào đã nhận được cái áo này của em rồi cho em cái feedback ở trong livestream này cái. Feedback thực tế trong livestream luôn nhá. Đấy. Bỏ mọi chốt áo rồi. Hả? Bỏ mọi người lấy chốt áo rồi. Ừ, bỏ mọi chốt áo rồi. Em cứ chốt cho ai rồi em nhớ rồi, người nào chốt lại thì em cứ ấy ra. Cứ không chốt lại lần hai nhiều, chị cứ sợ chưa chốt được là chốt lại lần hai lần ba đấy. Quần này là 70.000 thôi. Quần này là 70.000. Ok, Thủy Phạm một áo chị đang mặc chốt rồi đúng không? Thủy Phạm chốt áo chị đang mặc rồi nha, rồi. Ok, cái mẫu này của nhà chị còn hàng lẻ size này. Áo nâu nha. Cái mẫu này nó là mẫu áo nâu kẻ caro. Ok, Hiền Đinh một chiếc áo chị đang mặc nha. Hiền Đinh một áo đang mặc này. Đây ạ. Tiếp tục nha. Trời ơi, đẹp xuất sắc luôn cho em. Cái mẫu này thì đẹp không thể chê được một cái điểm nào luôn. Em nhận được áo đó rồi. Chim ưng không tưởng chất đẹp chị ạ. Quá đẹp luôn đi chứ. Rồi, chị ghi mình lại vào đây nhá. Chất đẹp không tưởng luôn ý. Hàng đẹp chị mới ôm lô độc quyền luôn ấy. Lê Võ Thủy Dung. Hàng đẹp chị mới ôm lô độc quyền, cứ yên tâm đi ạ. Lê Võ Thủy Dung một áo rồi các chị yêu ơi. Đấy, áo Thủy Nguyễn một áo này. Áo đang mặc là 140. Áo đang mặc 140 nha. 140.000, 140.000 hộ em. Đây ạ, à, áo len nơ thắt cổ. Áo len kẻ thắt cổ nơ nha. Áo len cổ. Trời thắt cổ. Cái mẫu này không biết tư vấn là sao. Chết mất. Ly Phạm một chiếc áo không? Áo len cổ nơ. Đúng rồi. Áo len cổ nơ kẻ nha các chị ơi, kẻ ngang nhá cho em đây. Đẹp xuất sắc. Chết các chị nhìn này, em khéo tay quá cơ, thắt cái cổ. thắt cái nơ mà chối dã man luôn ấy. Đấy, đã có chị cười mình rồi đấy. 43 cân. 43 cân mặc size S thôi, mặc size S cho chị thôi. Ôi dồi ôi, cái này đẹp lắm cơ ấy. Nào, còn 3 chiếc nữa nha. Mẫu này nó là mẫu lẻ size hộ em. Ok, Thu Hiền Nguyễn là áo quần nha. Ok, mẫu này nó là mẫu lẻ size hộ em. Em sale cho các chị yêu là còn 101 hộ em nhá. Áo nâu kẻ sale 101, tình yêu nào lấy nhanh hộ em có 3 chiếc thôi. Kiểu là đẹp xuất sắc luôn nhá. 3 chiếc cho em thôi, áo nâu kẻ thắt nơ nhanh tay này, đẹp xuất sắc từng đường kim mũi chỉ, không đẹp nhà Đinh Anh hoàn tiền. Đấy các chị yêu, comment hộ em là áo thắt nơ kèm số điện thoại cho em. 110k nhanh tay, 110k, 110k. Được chưa? 110k. Ok, kèm số điện thoại cho chị luôn nha. Comment hộ em là nơ kẻ kèm số điện thoại. Đấy là sẽ không bao giờ chốt nhầm đơn các chị yêu ơi. Là sẽ không bao giờ chốt nhầm đơn các chị yêu nha. Không, cái áo len nơ này nó là không có sai, nó là hàng co giãn hộ em từ 40 đến 60 cân là bao đẹp nha. 40 đến 60 cân bao đẹp, nó là hàng co giãn này. Đấy, các chị đến 70 cân cũng vừa ấy, chứ nó co giãn thoải mái, len co giãn thoải mái luôn nhá. Mặc không sướng không lấy tiền. Đấy ạ, mặc không sướng không lấy tiền cho em. Bao chất bao giá các chị yêu nhá, bao chất bao giá. Nhớ là comment hộ em cái tên nó mã rõ ràng cho em nhá. Anan một chiếc này 101 này. Còn mấy chiếc lẻ là em sẽ sale nốt. Anan một chiếc partner này.
Đấy, chị yêu nào lấy thắt nơ, chốt hộ em mã thắt nơ nhá. Ok, tuyết trần này áo em đang mặc, ok chị yêu này. Đây, cứ comment rõ cho em là sẽ không bao giờ bị nhầm. Áo em đang mặc là 140. Còn áo len thắt nơ này còn một còn vài chiếc nữa em sẽ xả về giá gốc. Đấy, xả về giá gốc là 101 hộ em. Mẫu này hôm trước là 120. Mẫu này hôm trước 120 và hôm nay em sẽ xả về giá gốc là còn 101 hộ em các chị yêu nhá. 101 hộ em. Đấy. Ok chưa ạ? Hàng thì em chỉ bán chênh 10.000 thôi. Được chưa? Chỉ bán chênh 10.000 thôi, rẻ nhất quả đất rồi. 49k mặc 49 cân quá đẹp em ơi. 49 cân mặc như người mẫu luôn ấy. Có size mà em mặc size M chị là vừa. Mặc size M chị là vừa nhá. Đây quần đây. Ok, Đinh Thị Hường cái áo len thắt nơ này. Đinh Thị Hường áo len thắt nơ nhá. Đây 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 đây. Quần đây, quần đây. Quần đang đi dép tổ ong đây. Cái này bao nhiêu chị? Áo này là 101 em ơi, sale lúc 101 chị từng đi giá 120 không lại tính nhầm tiền nhá. Đấy. Vừa em ơi. Ok nhá. Ok Thủy Dung lấy quần chị đang mặc. Rồi ok, Yến Bá Kiều một chiếc áo chị đang mặc, ok. Yến Bá Kiều một áo chị đang mặc này. Rồi, Nguyễn Thủy một len thắt nơ chị này. Nguyễn Thủy một len thắt nơ nhá. Còn một chiếc len thắt nơ nữa 101 hộ em. Len này là 120. Đấy, nay em nhận hàng ưng chim ưng lắm chị ạ. Cảm ơn thương đoàn này. Ok em cảm rồi châm đỗ một chiếc nha. Không chim ưng mới là lạ. Hàng nhà chị mất công bị quảng cáo không chim ưng mới là lạ. Đẹp lắm nhá. Đẹp cực kỳ. Châm đỗ một chiếc nữa là hết hàng cho em rồi. Ok. Châm đỗ một chiếc nữa là hết hàng rồi nhá. Đẹp ơi là đẹp cho em luôn ấy. Đẹp ơi là đẹp. Ôi giời ơi. Tiếp tục cái áo len Chanel cho em. Đấy. Len Chanel này của nhà em nhá. Còn hai màu. Sale khoảng 101 của em ạ. Mẫu này hôm trước 120 cũng khoảng 101 các chị yêu ạ. Đấy. Mẫu này hôm trước 120 cũng khoảng 101 chỉ còn 1-2 chiếc thôi. Nhá. Áo nó mặc 50 cân quá đẹp chị yêu ơi. 50 cân nha. Thu Hương tặng một chiếc áo đang mặc. Ok, len thắt nơ hết rồi, còn mấy chiếc thôi chị ạ. Em đây mẹ xề hai con thì anh mua làm cái gì ạ? Anh Hải Nam ơi. Mẹ xề hai con thì anh ạ. Đấy. Mẫu này nhá, đó là mẫu áo len Chanel cho em này. Đây là mẫu áo len Chanel. Được chưa? Rất là đẹp nhá, có tang Chanel này. Áo len này chất rất là xịn. Chất xịn dày cho em 101 thôi. Mẫu này hôm trước 120 và hôm nay nhá. Hôm nay em sẽ xả luôn cho các chị yêu là 101 về giá gốc của em. Toàn bộ hàng nhà em sẽ kênh giá 10.000 các chị yêu nhá. Nên là nhà em không có hàng xỉ. Các chị nhìn rất là nhiều chị muốn lấy hàng xỉ của nhà em nhưng em không bán xỉ bởi vì mỗi một sản phẩm nhà em chỉ có kênh 10.000 thôi. Được chưa? Em chỉ có kênh 10.000 thôi nên là em không có bán xỉ các chị yêu nhá. Đấy, ba đẹp cho các chị luôn, chất len này. Màu nâu này là rõ chất len nhất cho em, được chưa? Chất len của nó rất là dày và rất là đẹp, có phần bo ở bên dưới các chị yêu ơi. Đấy. Cái mẫu này thì các chị có thể là kết hợp với lại một cái kết hợp với chân váy, kết hợp với một cái áo ghi lê. Đấy, một áo ghi lê lông, áo ghi lê dạ hay là áo ghi lê gì cũng được. Ghi lê da kiểu gì cũng đẹp nhé các chị yêu nhá. Kiểu gì cũng đẹp. Đấy, kiểu gì cũng đẹp cho em luôn. Trời ơi, mặc thử nữa à. Chị bầu bí chị đang ngại quá luôn ấy. Nào, 101 hộ em, đây là dáng ôm body rồi, bạn nào mặc cũng đẹp hết mà. Đây là dáng ôm body này. Dáng của chị đang mặc thì có thể là khó mặc ấy, có thể là khó nhìn ấy, chứ còn riêng cái áo ôm body này thì bạn nào mặc cũng đẹp hết luôn rồi. Nó nhất là nó có cái sọc cổ trắng, nó có cái sọc trắng như này này. Sọc như này này. Đấy, sọc như này nó sẽ rất là gọn dáng luôn các chị yêu nhá. Sọc như này nó không phải sọc ngang, nó là sọc thẳng. Nó sẽ rất là gọn dễ mặc luôn. Ok, Phạm Hằng một chiếc màu nâu, ok chị yêu này, 101 luôn em nhá. Phạm Hằng không cho em áo 120 và hôm nay nó còn lẻ hàng. Mỗi một mẫu nhà em về 100 chiếc cơ. Mỗi một mẫu nhà em về 100 chiếc và hôm nay nó chỉ còn 1, 2, 3 chiếc, 4 chiếc nhà em sẽ xả. Xả, em ơi, Phạm Hằng số bên dưới ấy. Đấy, Phạm Hằng số bên dưới ấy. Đẹp không? Màu này cực kỳ trắng da cho em luôn ấy. Màu cực kỳ trắng da nhá, không có màu khác chị ơi, có mỗi một màu em đang mặc thôi. Màu của em đang mặc là màu nâu gel giúp cho em. Nâu gel nhá, đen đây. 101 cho em nhá. Đấy, 101 hộ em. Ngày mai em bảo nhân cân bé mẫu nha, em nó mặc cho. Cái mẫu ôm body này này. Mình bây giờ thì bụng bầu 5-6 tháng rồi. Mặc lên thì chắc chắn là nó sẽ phì hết cả người ra ấy các chị yêu ạ. Đấy, phì hết cả người thôi thì em cứ thử mặc cho các chị xem nhá. Thử mặc cho các chị xem này. Nếu mà nó không được đẹp lắm thì thôi thông cảm. Bởi vì là cái bụng nó đang rất to. Bụng đang rất thèm, đang rất là to luôn. Bảo ngày mai em mặc, đến mai là hết. Mai là hết. Võ Thùy Dung chốt rồi nhá.
chiều dài vừa phải nhỉ, không bị quá dài đúng không? Này, áo dài này, áo len này của nhà em chiều dài rất là vừa phải cho em này các chị yêu, nhìn này, bụng này, bụng to lắm các chị ơi. Bụng cực kỳ to cho em này, có nhìn thấy không ạ? Bụng bầu này, có nhìn thấy không? Rất là to hộ em luôn, nhưng mà riêng mặc cái áo này thì nó rất là gọn dáng. Bởi vì sao ạ? Nó có cái sọc thẳng như này cho em này, nên là nhìn cái form eo của các chị nhá, sẽ rất là gọn, được chưa? Sẽ rất là gọn cho em, có hai màu, một là màu nâu và hai là màu đen hộ em. Đấy, xả cho các chị yêu có 101 hàng len đẹp, len xịn, len dày cho em. Hàng len đẹp, len xịn, len dày đấy ạ. 101 các chị yêu nha, được chưa? 101 này, chiều dài áo cực kỳ vừa phải này. Đấy, ok chưa? Thôi, mẹ thằng chó chết này, chặn con bà số luôn. Bố thiên sư cứ lại thăm khóc. Không biết là thằng hay con. Chặn đi số. Tạ thanh thủy màu đen ok chị yêu. Tạ thanh thủy màu đen. Màu đen, nâu. Đấy, hai màu nhung luôn. Nhung đen màu nâu luôn. Hai màu ấy. Màu đen và nâu, nhung đen màu nâu luôn. Cả màu đen và cả màu nâu à chị yêu ơi. Hết hàng rồi, sắp hết rồi, còn 1-2 chiếc nữa thôi mọi người có lấy. Lấy thì lấy nốt cho em luôn nhá, hết hàng rồi đấy. Màu này mặc tây thật đấy. Màu này nó là màu nâu tây cho em này, các chị nhìn đấy ạ. Màu nâu tây cho em mặc lên khá là tây luôn. Mặt em thì cực kỳ Á Đông rồi mà mặc lên khá là tây nhá. Ok, Thiên Vũ Thị Thủy một chiếc màu đen ok chị yêu, màu đen kèm rốn hại cho em luôn nhá. Có áo giữ nhiệt không? Có áo giữ nhiệt chị yêu ơi, áo giữ nhiệt có. Đấy, ok. Có áo giữ nhiệt nhá. Ok. Áo bomber ấy hả? Áo bomber. Áo bomber ok. Tí nữa nhá, tí nữa lên áo bomber. Lên mẫu nào bây giờ nhá. Chất mềm mặc xinh lắm. Cảm ơn Nguyễn Thanh Hằng nhá, cảm ơn em. Một ngày nhiều thích bác này chị rất là vui sướng luôn ấy. Cực kỳ vui sướng. 101 thôi, qua mẫu đi cho Tình Nhung. Qua mẫu ngày mai. Ôi chị ơi, hôm nay thư viện nghỉ nhỉ? Chuẩn luôn em. Ngày cuối tuần nào chị cũng đi xem phim mà em ơi, ngày mai chị lên Hà Nội chơi ý. Mặt em to không phải tây. Thì em bảo mặt em cực kỳ Á Đông nhá. Mặt em cực kỳ Á Đông nhưng mà mặc lên thế này khá tây, chết đuổi luôn mà. Sao mà anh đàn ông mà anh cứ chặn họng em thế nhở? Đấy, người ta đang bán hàng, người ta quảng cáo một tí thôi. Người ta có nhận người ta là tây đâu. Người ta bảo là mặc cái màu nâu tây thôi, mặc lên khá là tây cho em. Chứ có ai dám nhận là tây đâu. Nó đang bảo chị là mặt em to không phải tây. Đùa chứ. Tuần sau chị xem phim không? À, làm sao hả em yêu? Tuần nào chị cũng xem phim đây, có mỗi ngày mai chị đi Hà Nội đây, chị phải bán hàng ngày mai nhân viên chốt đơn. Để chợ nghỉ một hôm cũng chết. Nên là chị tham việc chị ở nhà, chị bán hàng không thì để cuối tuần chị xem phim. Tuần nào hai vợ chồng chị xem phim mà. Rồi ok, tiếp tục nha. Tiếp tục lên một áo len tiễu cho em này. Áo len này nó là áo len dày thêu hoa hộ em các chị ơi. Áo len dày thêu hoa hộ em các chị yêu nhá. Áo len dày thêu hoa hộ em, tiếp tục mẫu này của nhà em này. Sale cho các chị yêu một giá rất là yêu thương. Đấy, áo trắng hoa này sale cho các chị yêu cực kỳ yêu thương nha. Hàng này nó là hàng 350, thì sale cho các chị yêu 120.000. Nó chỉ còn có vài chiếc sẽ sale lẻ rẻ cho các chị yêu nha. 120.000. À, tuần này em cũng xem à. Đấy. Hồi lượng phim giống nha. 120 các chị yêu nha, còn mấy chiếc thôi ạ. Còn có mấy chiếc thôi các chị yêu ơi. Đấy, còn có mấy chiếc thôi, 120 nhà chị rẻ nhất Facebook đấy mà. Đấy, đỡ phải gửi ship. Trời ơi, thôi em ơi, nhà chị không có chơi trò đấy đâu. Ok nha, thanh gì nha. Thanh ấy một chiếc này. Đấy. Đẹp lắm, thêu hoa nhá. Nó là áo len thêu hoa cho em Thanh Tuấn một chiếc rồi. 120, được chưa? 120 Thái Kim Hằng. Thái Anh Kim một chiếc trắng thêu hoa này. Ok, Trương Thụy Nhi một chiếc trắng thêu hoa 120 các chị yêu ạ. 350 cho 120, hàng này đang đổ chỉ là 180 cơ. Hàng này các chợ đầu mối đang đổ chỉ 180. Hoa Thị Bùi một áo trắng thêu hoa ok chị yêu nha. Hoa Thị Bùi một áo trắng thêu hoa. Năm nay nói thật nha, năm nay mùa đông các chị yêu được mặc áo len nhà em cực sướng vì nó quá rẻ các chị yêu ạ. Ok, chị Thanh Hương Nguyễn một chiếc áo rêu này. Thanh Hương Nguyễn một chiếc áo rêu nha. Còn có vài chiếc thôi là mọi người. Đừng bắt em mặc những nào. Mặc cái gì chả được. À, chị Liễu Lý nhá, Liễu Lý một chiếc trắng thêu hoa này. Liễu Lý một chiếc trắng thêu hoa nha.
Ok, chị Liễu Lý Thị một chiếc này, hai Liễu Lý này. Liễu Lý Thị một chiếc 120 luôn nha. 40 cân mang vừa em ơi. Thái Anh Kim một chiếc rồi. Chưa? Uyên Ngố một chiếc cho em. Len nhà em năm nay quá đẹp. Quá đẹp, được chưa? Mà kênh có 10.000 chiếc thôi, Uyên Ngố một chiếc. Hàng nhập toàn hàng số lượng lớn. Mỗi một mẫu có nhập hàng trăm chiếc thì có giá này. Hoàng Huyền này, Tiên Vũ Thị Thủy này. Ok chưa? Tiếp tục nào. Len trắng theo hoa kèm số điện thoại cho em nha. Len trắng theo hoa. Len trắng theo hoa, ok này. Chị Hồng Vũ một chiếc, ok. Chị yêu kèm đối thoại cho em, Hồng Vũ nha. Vũ Thúy một chiếc, ok, chị yêu này. Đấy, áo chị đang mặc là 101 em ơi. Áo Chanel chị đang mặc 101, được chưa? Ok nha. Chen Lý một chiếc kèm đối thoại cho em. Thu Tình một chiếc kèm đối thoại cho em. À, rồi, ok. Mimi một chiếc, ok, chị yêu. Nông Nga một chiếc, ok, chị yêu nha. Rồi, Trịnh Thư một chiếc, ok, chị yêu ạ. Hàng rồi, ok lắm luôn, cảm ơn em. Quá là ok em ơi, Len nhà chị phải so sánh với hàng 50, 250 với hàng 300 chứ. Xuân Xuân một chiếc này. Hàng nhà chị mỗi một mẫu, chị bây giờ chị bán là gọi như là, ví dụ như là các bạn Kim Hồng, ví dụ như các bạn là sẽ có là nhà là tổng là nhà sản xuất này. Đấy, nhà chị gọi như là tổng đại lý rồi em ạ. Mỗi một mẫu nhà chị là nhập cực kỳ nhiều luôn. Được chưa? Gọi là phân phối cho mọi người, và đặc biệt là không bao giờ bán sỉ. Có bao nhiêu chiếc ôm hết và bán lẻ cho mọi người nha. Có bao nhiêu chiếc ôm hết. Đấy. Ok chị áo, chị Đàm Dung một chiếc kèm đối thoại cho em. Chứ ngày xưa mới bán thì mình vẫn phải nhập số lượng ít thì mình sẽ bán đắt hơn. Ví dụ như áo da năm ngoái mình bán 208, mà hôm nay mình nhập, năm nay mình nhập số lượng lớn, mình nhập 10.000 chiếc thì mình chỉ có giá là 200 đến 220 thôi. Rất là rẻ, rẻ hơn 50.000 so với năm ngoái luôn đấy mọi người ạ. Cực kỳ rẻ luôn nhá các chị yêu nhá. Đấy, gọi như là mình khi mà mình mới bán với cả mình nhập số lượng lớn rồi thì nó sẽ khác nhá. Minh Huế một chiếc này. Đây. Riêng cái mẫu này của nhà em ạ. Riêng cái mẫu này ok, mẫu đấy em hết sạch nha. Mẫu đấy hết sạch hàng. Riêng cái mẫu này của nhà em bị bẩn một tí ở đây. Bị bẩn một tí đấy các chị yêu ơi. Đấy, mẫu này em sẽ tặng miễn phí cho các chị nhá. Có một chiếc bị bẩn này. Đấy. Mẫu này có một chiếc bị bẩn em sẽ tặng miễn phí cho tình yêu nào đây. Đẹp xuất sắc luôn. Ngất ngây hơn gà tây. Có một chiếc duy nhất thôi. Bị bẩn một tí, và đặc biệt là bẩn ở phần sau, tóc che hết rồi. Đấy, tóc che hết rồi. Thả tóc như em mà che hết không nhìn thấy cái tí bẩn nào luôn các chị yêu ạ. Che hết không nhìn thấy một tí bẩn nào luôn. Đây mọi người nhìn này. Đấy, nó có một chiếc duy nhất thôi, đẹp lắm. Phần tay, phần tiếp chất xịn ơi là xịn cho em luôn. Chất xịn ơi là xịn. Về cho một tí, em nói thật là nhà em ngại tẩy thôi. Chứ về cho một tí cái gì nhở. Cho một tí cái thuốc tẩy vào á, hết sạch sành xanh. Hết sạch sành xanh luôn nha. Hết sạch sành xanh nào. Lệ ơi lấy không người ta tặng cho nào. Lệ tươi lấy không? Lệ tươi còn lấy không người ta tặng cho. Đẹp ơi là đẹp, về cho thuốc tẩy và tẩy đi. Ok, mình thích hả? Mình thích chia sẻ bài viết đi, mình tặng cho nào. Mình thích mình vào đây comment ra đây để mình tặng cho nào. Đẹp lắm. Đẹp lắm cho em. Na na nha. Nha nha nha, có một chiếc duy nhất thôi. Một chiếc cho em, một chiếc duy nhất thôi, một chiếc duy nhất thôi. Đấy, một chiếc duy nhất thôi nha. Có một chiếc duy nhất thôi. Chả biết tặng cho ai nhỉ. Đấy, chả biết tặng cho ai luôn ấy. Vì nó quá là đẹp, chỉ bị bẩn tí tiệm đằng sau cho thuốc tẩy vào chơi. Hết cái này là do vận chuyển từ bên Quảng Châu về. Nó bị như kiểu nó vận chuyển từ bên Quảng Châu về. Nó bị bẩn một tí ấy. Đấy, cái đường vận chuyển của nó về nó bị bẩn một tí. Nên là mới bị ấy như này nha. Đấy. Vừa tặng phát trôi nhanh mình luận luôn. Đấy, tặng đi nào. Nào có một chiếc nhá, giơ lại cho em này. Thả thính. Cái em này thì quá là siêu phẩm. Em này ở lên đầu like thì quá là siêu phẩm luôn. Đấy, em này ở trên đầu like thì quá là siêu phẩm nhá. Được chưa? Em này ở đầu like thì quá là siêu phẩm. Cái mẫu này mặc với chân váy các chị yêu nhá. Mẫu này mặc với chân váy ok. Mẫu này mặc với chân váy cho em ok chưa ạ? Mặc với chân váy cực kỳ đẹp cho em nhá. Đấy. Đấy. Nha nha nha. Ok. Ok ok. Em ghi vào đây cho chị Anna Trần Lệ. Tặng Anna Trần Lệ. Qua lấy á. Con lấy rồi chị. Rồi. Tới trận được áo da rồi nha. Đẹp vừa lắm.
Cảm ơn chị Vì Hương, ok, cảm ơn chị yêu nha. Ok, chị Anna Trần Lệ nha, ok Anna Trần Lệ. Đây đây đây. Tiếp tục hộ em. Tiếp tục hộ em này, tiếp tục hộ em đi, tiếp tục hộ em, ok. Rồi cuối live chị sẽ tặng cho mấy sản phẩm. Yên tâm đi, cuối live em tặng cho mấy sản phẩm. Giờ em tặng cho một số khách quen đã có tình yêu ơi. Mua nhiều nhà em rồi. Ok nào, tiếp tục nào. Bộ kẻ này là bộ kẻ con ong hộ em còn một bộ nha. Bộ kẻ con ong chất liệu Umi hộ em. Kẻ ong chất liệu Umi nha. Đây này. Bộ kẻ ong chất liệu Umi hộ em còn một bộ duy nhất, bán 99k cho các chị yêu. Được chưa? Bán 99k cho các chị yêu. Chị yêu nào lấy thì chốt hộ em. Bộ này nè, bộ này là bộ dưới 55 cân hộ em nha. Bộ này nó là bộ dưới 55 cân hộ em. Được chưa? Dưới 55 cân hộ em, bộ này bán 99k cho các chị nha. Bán 99k, bộ này nó là bộ hàng Umi, bộ hàng chất liệu Umi á, theo ong bộ kẻ này. Rất là đẹp. Dưới 55 cân hộ em, chị yêu nào lấy thì chốt nhanh nha. Rồi ok, chị có lên hàng gì chị cũng lên. Đấy, những nhà chị sẽ lên hàng lẻ size trước nhá. Chị sẽ lên hàng lẻ size trước rồi chị sẽ lên hàng ấy sau. Ok, chị cần nông nga bộ kẻ ong ok nhá. Nông nga bộ kẻ ong này. Rồi, nông nga bộ kẻ ong. Ok, bộ này bộ mã 02 cho em. Bộ này nó là bộ mã 02 cho em này, được chưa? Bộ kẻ này nó là bộ kẻ mã 02 cho em nhá. 02 này. Trời ơi, quá là đẹp luôn. Bộ này dưới 57 cân hộ em, được chưa? Umi nha, chất liệu Umi hộ em rất là đẹp. 99k một bộ nhá. 99k một bộ cho em nhá. Dưới 57 cân là mặc vừa, chất liệu hàng Umi co giãn, có phần bo này, bo trên bo dưới đầy đủ các chị yêu nha. Có kẻ này, túi cẩn thận nhá các chị yêu nhá, chất liệu Umi, được chưa? Bộ kẻ trắng chị yêu nào lấy thì chốt hộ em kẻ trắng kèm số điện thoại. 02 em chốt cho chị Phạm Đào ok chị yêu ạ. 02 chị Phạm Đào nha. Em ơi 01 là chốt cho bạn ấy đi. Vâng à. Ôi, 01 có 3 bộ liền luôn cơ. 01 có 3 bộ cơ. 01 có 3 bộ nha. Ok này, 01 có 3 bộ liền cơ ạ. Bộ kẻ ong này chốt cho Phạm Thị Nghị một bộ này. Đấy. Kẻ ong chốt cho Phạm Thị Nghị một bộ nha. Cho chị Nông Nga một bộ và cho chị Khánh Hoàng một bộ nhá. Kẻ ong có 3 bộ liền luôn. Mẹ con nhân viên này nó xếp bố nó vào trong này. Đấy. Kẻ trắng nha. Rồi, tiếp tục hộ em này. Tiếp tục hộ em, đây là bộ hoa văn thì các bạn nhìn chất Umi của nó rất là đẹp. Được chưa? Chất liệu Umi của nó rất là dày và đẹp hộ em. Cả một bộ rẻ hơn một cái áo len, đây là hàng sale các chị yêu nhá. Đây là hàng sale cho các chị. Đây ạ, cả một bộ chất liệu Umi hàng cao cấp này các shop đang bán là 280.000 cái bộ này. Nhà em chỉ bán cho các chị yêu là 99k hàng Umi dày nhá. Umi dày đẹp cho em này. Bộ này của nhà em còn có một bộ. Bộ này còn có một bộ duy nhất, sale 99k cho các chị yêu luôn. Đây là bộ hoa kẻ cho em. Đây là bộ hoa văn nhá. Chất liệu Umi cho em co giãn này. Chưa, mã này nó là mã 03 cho em. Bạn nào lấy thì chốt nhanh. Rẻ hơn một cái áo len thì không nhanh tay mà vọt đi là chẳng không bao giờ có hàng nào đâu. Đấy, 03 nhá, có một bộ duy nhất. Hàng này nó là hàng lẻ size, mỗi ngày mỗi một mẫu nhà em về hàng trăm bộ cơ. Mỗi một mẫu nó về hàng trăm bộ nhá. Để em một bộ đấy nha, để cho mẹ. Thôi ta lại hồn. Hoa lan ta bán cho khách rồi, không qua thì không không bán. Không bán cho Trương Tuệ Nhi. Chốt cho Trương Tuệ Nhi. Đâu? Trương Tuệ Nhi nha. Tiếp tục này, bộ tiếp theo là bộ mã 04 cho em. Bộ này nó là bộ hàng len ong. Bộ này nó là bộ len kim sa cho em đẹp không, 99k một bộ. Nhanh tay, bộ len kim sa mã 04 99k một bộ cho khách chia sẻ bài viết đẹp xuất sắc nhá. Đẹp xuất sắc xuất sắc hộ em luôn. Đấy, xuất sắc xuất sắc luôn ạ. 04 ok. 0404 bộ len kim sa các chị yêu nhá. Len kim sa 04. Hello, 03 có một bộ thôi, nó là hàng lẻ size cho chị nhá. Hàng này nó là hàng lẻ size 99k, rẻ hơn một cái áo len đấy. Áo len nhà chị toàn bán 120, 150, 140 rồi. Vì Hương một bộ 04 này. Vì Hương một bộ 04 nha. Tiếp tục 04 kèm số điện thoại. Đẹp không? Màu này trắng da lắm. Màu này màu đỏ đô cho em nhá, trắng da cực kỳ luôn ấy. Toàn bộ là hàng bo hết cho em. Ok chưa? Hàng bo cho em nhá. 04 cho chị Nông Nga bộ luôn nhá. Nông Nga bộ 04 luôn. Không chốt nhanh nó không được đâu. Còn Nông Nga bộ luôn nhá. Có hai bộ. Nông Nga một bộ. Tiếp tục cho em bộ kẻ Burberry này. Kẻ Burberry nhà em là còn có 2, 3 bộ. Kẻ Burberry nhà em còn 3 bộ 99k dưới 55 cân hộ em. Được chưa? Còn quần trắng chị Hằng Tấn nhá. Quần trắng em còn. Đấy, bộ này nó là bộ kẻ Burberry dưới 55 cân hộ em. Hiện tại là hàng hết size, em còn 3 bộ nữa.
Hàng hết size em còn 3 bộ nữa đó chị yêu nhá. Hôm qua em đặt da lông hôm... Chị ơi sao da lông hôm qua em đặt sao không thấy em ơi gọi điện cho em không nghe máy. Ngày hôm nay nhân viên nhà chị gọi không nghe máy em ạ. Tất nhiên là mọi người cho số điện thoại nghe máy giúp cho em. Hoặc là các chị đi làm hay cái gì đấy ạ. Có cuộc gọi nhỡ nghe máy lại cho em. Nhiều chị không nghe máy lắm. Bích Ngọc kẻ Burberry này. Bích Ngọc bộ kẻ Burberry nha. Chị yêu nào lấy bộ kẻ Burberry này thì chốt cho em. Màu này sáng, sáng da và không bị... sáng da mà sang các chị yêu nhá, sáng da mà sang chảnh cho em đấy, mặc rất là sáng da luôn. Màu này nó là màu kẻ vàng đấy, rất là trắng da các chị yêu nhá. Sang Nguyễn bộ mã 05 này, 05 nhá, dưới 55 cân hộ em chỉ còn mấy bộ dưới 55 cân thôi, hết size rồi, hết size to rồi. Sang Nguyễn kèm đối thoại đi. Hạnh Cao một bộ kẻ ok chị yêu nhá. Quỳnh Hương Ninh một bộ kẻ ok chị yêu ạ. Quỳnh Hương Ninh bộ kẻ ok nhá. Mọi người nhớ đặt hàng là nhớ còn biết là shop đặt hàng của shop Đinh Anh nhá. Đặt hàng xong ngày mai lại đéo biết là em ở shop nào đâu ấy. Gọi ra hỏi đấy. Shop nào nhỉ? Đặt xong là đặt nhiều shop quá thế là chả biết cái shop nào thì shop nào nữa. Chị không biết cái shop nào thì shop nào nữa em ạ. À. Khổ lắm. Chưa? 130 là giá nhập của 100 chiếc hộ em. Một mẫu 100 chiếc các chị yêu nhá. Len của nó là len hàng xịn cho em ạ. Các chợ đầu mối đang đổ xỉ là 180.000. Mẫu này đang đổ xỉ là 180.000 hộ em. Có đầy đủ tem mác size số các chị yêu nhá. Có áo dạ từ từ đã. Tí nữa em sẽ lên áo dạ nhá các chị yêu nhá. Tí nữa sẽ lên áo dạ này. Mọi người ơi nhìn này, hàng của nhà em nó là hàng công ty chuẩn xịn cho em. Được chưa? Đây mọi người nhìn này, tem trong tem ngoài đầy đủ các chị yêu nhá. Tem trong tem ngoài đầy đủ cho em. Đấy, mẫu này hôm trước là bán 140 và hôm nay em sẽ bán cho các chị yêu là 130.000 cho em. Hàng nghe em báo rồi, toàn bộ là kênh giá 10.000 hết. Toàn bộ là kênh giá 10.000 hết cho các chị. Đấy, mẫu này nó là mẫu len hồng gì nhỉ? Mẫu này mặc với chân váy thì đẹp hết sẩy luôn. Đấy, em này mà mặc với chân váy đẹp hết sẩy. Các mẹ nào mà người nho nhỏ một tí á, không phải 60 cân như tớ và không bầu bí như tớ, mặc lên form rất là xinh nhá. Mặc lên form xinh lắm. Còn mỗi mình tớ là đang bầu bí nên là người đợt này nó xồ xề quá, nó không được lên đẹp thôi. Lên nó không đẹp thôi. Mẫu này trả luôn các chị yêu 130 hộ em nhá. Xuân xuân một chiếc này. Xả luôn cho các chị 130 hộ em nhá. 130 xả dưới giá nhập hộ em luôn. 130 len hồng này của Xuân Xuân một chiếc này. Đẹp lắm các chị yêu ơi. Nào, nhanh tay nào. Ngọc Hoa một chiếc này, nặng ôi quá đẹp em ơi. Mét 58 mặc 50 cân, như người mẫu luôn em ạ. Len nhà chị nó là len hàng cao cấp nhá, hết màu khác rồi các chị ơi, có màu hồng thôi. Màu này nó là màu hồng cho em thôi, màu này trắng da mà. Trắng da dễ mặc nhá, trắng da sáng da dễ mặc cho em. Kèm số điện thoại cho chị luôn nhá, Tiên Vũ Thị Thủy này. Trắng da dễ mặc cho em luôn. Hàng có size số chuẩn xịn các chị yêu nha. Hàng có size số chuẩn xịn. Ừ đúng rồi, đây là màu hồng phấn nhá. Màu này nó là màu hồng phấn hộ em. Màu hồng kiểu như là màu nhạt nhạt ấy. Nó không to, không bị ấy đâu. Phùng Hương Thảo không bị quê nhá. Màu này rất là tây hộ em, rất là trắng da nhá. Nguyễn Liên, màu này trắng da lắm các chị ơi. 60 cân bằng cân em vừa ấy này. 60 cân là bằng cân của em luôn nhá. Đấy, em bao đẹp từ 40 cho đến 60 cân nhá. Bao đẹp từ 40 cho đến 60 cân đấy các chị nhìn này. Bụng đang bầu 4 tháng này. Được chưa? Bụng này đang bầu 4 tháng nhưng mặc nó lên nó rất là gọn. Mặc lên cực kỳ gọn hộ em nhá. Mặc lên gọn sướng luôn. Đấy, xả luôn 130 mẫu này nhá. Còn một ít nữa bán luôn 130 hộ em mẫu len hồng. Bán luôn 130 quá đẹp. Tim hết pin quá đẹp, 40 đến 60 cân. Bao vừa nhá. Chiều cao bao nhiêu không kể đến, bao vừa từ 40 đến 60 cân dáng bo cho em. Nhất là mặc với chân váy xòe rất là xinh. Mặc với chân váy umi dáng dài cũng đẹp như này, dáng dài như này cũng xinh. Mặc với quần bò, quần baggy, quần legging, quần trắng đều mặc đẹp hết các chị yêu nha. Dễ mặc cực. Tô Anh Tuyết một chiếc này. Mới lên lắc đẹp thế. Đây hả? Đâu? Vòng 10.000 ở chợ. Còn gì mà có lên lắc. 10.000 ở chợ nhá.
Kim Trung Đỗ mặc được chị yêu ơi, em khẳng định với chị yêu mặc được, không có ai không mặc được cho em, vì riêng nhà em khách đến nhà em thử hàng rất là nhiều. Nhà em đến các chị mua hàng nhà em rất là nhiều các chị yêu ạ. Đây em sẽ mở cho các chị xem một cái hàng ở bên trong này. Toàn bộ hàng của nhà em là đầy đủ tem mác size số chuẩn chỉnh ở bên trong các chị yêu nha. Tem mác size số chuẩn xịn cho em này. Đây ạ. Đây các chị nhìn này, toàn bộ là hàng tem mác size số chuẩn xịn cho em, size chuẩn xịn cho em trong ngoài đầy đủ các chị yêu nha. Hàng Quảng Châu này, được chưa? Hàng này nó là hàng cao cấp cho em mọi người nha, chứ không phải nó là hàng thường đâu. Hàng len cao cấp dày cho em này. Dày xịn, mặc mà bị bay bị giã là hoàn tiền luôn ấy. Đấy, bị bay bị giã hoàn tiền. Đây chị đây. Chế đây, chế đây. Còn quần legging, còn quần legging nha. Shop em ở Ninh Bình, chị lưu chuyên thôi. Shop ở Ninh Bình nha. Ok. Xong lên áo da ok em. Đấy, xong lên áo da còn có 2-3 chiếc nữa thôi. Có lên áo da đi em ơi. Có lên áo da nhá. Không có màu khác chị, có màu này thôi, em chỉ chạy một màu này thôi. Mỗi một mẫu em chỉ chạy một màu thôi, màu nào đẹp tiêu biểu thì lên. Đấy, màu nào đẹp tiêu biểu thì sẽ chạy. Đấy, nhìn như lắc ý, vòng tay. Vòng tay 10.000 ở chợ nhá. Vòng tay 10.000 ở chợ. Ở thị trấn Me. Em ở thị trấn Me chị yêu nha, em ở thị trấn Me. Đấy, em ở thị trấn Me. Đây đây chị đợi chị tí. Ok, áo da nhá, đợi tí lên áo da luôn đấy. Đợi tí lên áo da luôn. Em để không chị kéo 2 giây chị đi nha. Khiếp, nhà chị lắm hàng lắm. Nhà chị lắm hàng cực kỳ luôn ấy. Hàng gì nhà chị cũng có nên là chả biết là có size chị ơi, hàng có size hộ em nha. Hàng có size hộ em đây. Tem mác size số ở bên trong này các chị yêu nhá. Ngày mai sẽ có nhân viên chốt size số tem mác cho các chị có size ở bên trong. Được chưa? Hàng áo len này của nhà em có size từ 40 đến 60 cân, chất liệu co giãn hộ em có size các chị yêu nha. Đây mẫu này của em đang mặc đây, rất là gọn dáng, cực kỳ gọn dáng hộ em luôn. Được chưa? Đấy, có một số mẫu là không có size thôi, chứ còn hàng Quảng Châu này của nhà em là có size hộ em luôn á. Đây này, tem của nó là tem trong đấy nhá các chị yêu nhá. Hàng xịn này nó là tem trong hết, hàng Quảng Châu chuẩn là nó là tem trong hết các chị ơi. Riêng áo da thì nữa em cho các chị xem hàng chuẩn của nó, hàng Quảng Châu chuẩn lúc nào nó cũng có tem trong hết cho em như này. Chưa, chị đang mặc size L rồi nè. Chị 60 cân thì mặc L nhá. Qua mẫu nhá, qua mẫu này. Áo da nào? Áo da màu nào để lấy? Áo da màu gì? Áo da màu gì? Áo da màu số điện thoại của em nhé. Hồng. Ok, Ngọc Hoa nhá. Áo da màu hồng chăng? Lên màu hồng trước chăng? Hồng. Đen, màu đen đi chị. Chuyển lên màu đen. Màu đen chứ. Hay là 160 kia. Đấy, nhiều giãn hơn. Mẫu này còn một chiếc đen. Mới trong 10 rồi. Dạ anh chị. Mẫu này còn một chiếc hả em? Đưa đây, cái bé hơn. Phải bé hơn. To. Còn em ơi, gieo còn S nhá. Đây chị Thi nhá, còn S. Không có da dáng dài đâu em ạ. Xe đấy là xe gì? Xe này XL. Chị mặc L hoặc là XL. Gì đây ạ? Quần Gucci không đi. Anh em còn, chị yêu ơi, Vũ Thụ Hà ơi, em còn nhá. Chị lấy quần Gucci thì chị chốt đi. Sai gì báo nhân viên nhá. Sai gì báo nhân viên. Đấy. Rồi ok. Cái này cũng là một chiếc này. Ôi sao cái này to vậy? Cái này to hơn cái đấy mà. Cái này là phải 3XL. Lấy cái size chị vừa đi. Lấy cái size chị vừa đi. Áo da size S đây. Đưa đây. Thanh Tuấn lấy áo da size S. Đưa đây chị lấy cái này. Áo da size S mẫu này nhá. Không, cái mẫu vừa xong cái này.
Mẫu vừa xong thì mẫu cúc trắng đây nha. Áo len hồng, ok, Thu Quyết Lê một cái áo len hồng em ơi, 130 này. Thu Quyết Lê. Đây ạ, à, mẫu này mẫu size S cho chị nhá, mặc thử này. Cái này không kéo được khóa luôn. Mẫu này của nhà chị còn một chiếc 250 nhá. Mẫu này của nhà chị còn một chiếc này. Hàng Quảng Châu chuẩn các chị ơi, hàng Quảng Châu chuẩn hộ em. Được chưa? Hàng Quảng Châu chuẩn hộ em, bên trong của nó là hàng lớp lót gió hộ em các chị yêu nhá. Có size 60 cân đấy các chị yêu ơi. 60 cân đấy, có cả size 70 cân luôn này, 3XL cho em luôn này. Áo dao cả size 3XL này. Đây ạ, à, mẫu này của nhà em có một chiếc size S này, đang không kéo được khóa nha. Chị yêu nào lấy chốt nhanh, sale cho các chị yêu là từ 700 còn 250. À quên, ừ đúng rồi, 700 sale còn 250. Ok, Thủy Trang Trần lấy hai quần Gucci 48 cân lấy size M giúp chị nha. Đấy, ok, chị Vũ Thu Hà lấy M cho em luôn ạ. À. Đấy. Gửi cho em màu khác vậy, màu trắng là màu gì ở em? Nhà chị Nguyễn Ánh ơi, nhà chị áo len cổ sơ mi của nhà chị nó là màu trắng sữa, nhà chị không bao giờ có màu trắng em ạ. Màu của chị là màu trắng sữa nha em nhá. Nhà chị gửi đúng hàng rồi. Em xem lại livestream chị quảng cáo hôm trước là nó là màu trắng sữa nhà chị. Đây này. Đây nhá. Màu này nó là màu trắng sữa nè. Chưa? Đây là màu trắng sữa, các chị có nhìn thấy không? Nó là màu trắng sữa cho em được chưa? Đây là màu trắng sữa biết đúng không? Đây lại màu khác được. Đấy, màu trắng sữa đúng rồi mà. Người ta quảng cáo đúng rồi. Ok, size S này chốt cho Thanh Tuấn nhá. Chị cầm mình đầu tiên, Thanh Tuấn có một chiếc thôi, 250. Chốt cho Thanh Tuấn, cái này có một chiếc, à có hai chiếc đúng không em? À đây. Thanh Tuấn một chiếc đi, đây này, Thanh Tuấn một chiếc này em này. Có bạn Thanh Tuấn này, chốt cho bạn nào nhỉ? Thanh Tuấn một bạn nào vừa cầm mình size S này nhỉ? Mai Nga một chiếc đi em. Ngọc Hoàng một chiếc, có 3 chiếc liền luôn nha. 3 chiếc liền luôn. Đấy, 250. 250 nhá, đẹp lắm. 250 hộ em. Dáng này nó là dáng mới. Ok, không có loại không rách dày dặn nhá, không có loại không rách dày dặn. Hàng này của nhà chị là loại rách dày dặn nhá. Loại này nó là loại rách dày dặn. Áo da size L dồn size M dồn cho mình nhé. Ok. Chị yêu Nguyễn Thị Lý, Liễu Lý kèm điện thoại cho em. Size L cho Liễu Lý nào. Đâu rồi size L, đâu rồi? Size L ok ạ. Đây ok chị yêu, size L nhá, size L cho em này. Kèm số điện thoại luôn cho em lại dạy đi chị yêu ơi. Size L kèm số điện thoại cho em, dạy cho em đi đây. S đẹp bớt là đẹp luôn, 250. Xịn lắm. Mẫu này có một có 3 chiếc, chốt cho 3 người luôn đi em. Có 2 chiếc à? Chốt đi. Chốt đi cần gì nữa. Ok, Khánh Hoàng một chiếc 60 cân đi em. L. Khánh Hoàng ơi kèm số điện thoại cho chị nhá. Khánh Hoàng kèm số điện thoại luôn hộ chị cái nào. 60 cân. Chốt nhanh khẩn trương đi, người ta chốt thì chốt nhanh khẩn trương. Có giữ mà. Chốt đi. Đây. Khánh Hoàng một chiếc 60 cân ok. Hàng Tấn một cái quần trắng. Hàng Tấn ok, Thanh Tuấn là cái 250 ok em. Rồi. Ok nhá. Tiết Mai đánh xe M à? Xe M hết rồi em ơi, xe M là chị hết hàng rồi. M hết hàng rồi. Đây này, M hết hàng rồi. Mẫu này của nhà chị có một chiếc XL này. Có một chiếc XL size 60 cân đây này các chị ơi. XL size 60 cân bạn nào vừa không? Đấy. XL size 60 cân tình yêu nào lấy cái mã này thì chốt cho em đẹp không? Ui giời đẹp dã man luôn. Đẹp dã man, da dày đẹp cho em nhá. Da dày đẹp hộ em. Da của nhà em khách nhận được hàng ưng ý lắm, toàn có đổi da thôi. Toàn có đổi là em ơi lên màu lên da đi. Đấy, nhận được da đẹp quá cũng muốn mua cho chị gái em gái là lại đòi một cái áo da ấy. Chưa? Đẹp ơi là đẹp luôn. Ok nhá, vậy thì Khánh Huyền lấy XL nhá. Khánh Huyền lấy XL ok, Khánh Huyền em to, em lấy to, em tay to lắm ok em. Rồi ok em. Đẹp chưa? Ok này. Tiếp tục cho Lê Thị Thi một cái áo màu rêu. Áo màu rêu 43 cân em ơi, Lê Thị Thi một áo màu rêu 43 cân. Đấy. 52 cân à, 52 cân mặc mờ chị. 52 cân mặc mờ nha. Ui đẹp ơi là đẹp luôn, 250. Chưa? Dáng này nó là dáng mới cho em, năm nay mới ra cái dáng này. Nó năm nay mới ra dáng này. Ok, bé mun 60 cân nhá. Bé mun 60 cân. Hết S rồi chị yêu, có 2 3 chiếc S thôi. Bé mun một chiếc này. Da này của nhà em quá xuất sắc luôn rồi mọi người ạ. Khách nhận hàng chỉ muốn mua thêm hàng đặt cho bạn bè chị em luôn. Đặt thêm cho vài người nữa thì các chị yêu ơi, không có hàng mà đặt được. Đấy. Đây bé mua một chiếc XL này em ơi. Nhá. Mình áo da Trang Chu lấy áo da size gì chị yêu? Trang Chu ok, Dung Dung một chiếc áo da chị mặc này chốt đi, khẩn trương sao em không chốt được cái vậy hả Nga? Đây. Đang chốt áo len này đã. Nào, chốt nhanh, Chung Chung một chiếc áo da. Đây này. Bao nhiêu người chốt áo len lên đây này, sao mày loạn hết cả lên vậy? Văn Hoàng áo len đây này. Áo da này, Văn Hoàng áo da này chốt loạn hết lên vậy.
mặc mờ. Không, mẫu này nhà chị không có mờ đâu. Đấy, chị chỉ báo hộ em là 52 cân mặc mờ thôi, thì nhà chị không có size mờ nhá. Rồi, chị Văn Hoàng 60 cân này, em ơi chốt cho Văn Hoàng 60 cân này, vừa cái XL nha. Văn Hoàng này. Chốt ở đâu? Đây. Đỗ ai bỏ? Không vả thêm một nhát. Văn Hoàng bây giờ bình luận mình lại dám bảo là chốt rồi, miễn tha lên thuyền này. Mày cực kỳ lên thuyền luôn. Đuôi 727. Nào, chốt cái đấy đúng rồi đấy nhây. Quên không biết tên. Cái con thần kinh vậy. Đó nào. Dung chị Văn Hoàng nào 0986 299736 chốt nhanh. 0986 299736 ok. Rồi tiếp tục một chị nữa này. Chị Đỗ Hoa 60 cân size L này. Đỗ Hoa 60 cân size L. Đỗ Hoa 0988 0988 040727 chốt 60 cân. Tại vì bây giờ hết hàng hết size rồi các chị ơi. Hàng đấy là hàng 700 cho em, hết size M rồi các chị ơi. Size M không có size. Nhá, ok, Khánh Hoàng đấy XL ok em nhá, có một chiếc XL để cho em, còn size L để cho khách khác nha. 60 cân bằng size L của chị, 60 cân bằng size của chị. Hết chưa? Hết áo da chưa? Còn ở đằng kia còn không? Da còn L chị yêu ơi, da còn L cho em nha. Áo da còn L cho em. Trang Chu một chiếc nha, chốt cho Trang Chu một chiếc ạ. Trang Chu chốt ra gì đấy? Mẫu này nhá. Mẫu này đây ạ, mẫu này của nhà em là còn size từ tầm khoảng 50 đến 57 cân. 50 đến 57 cân còn mấy chiếc nhà em nhỉ? Mẫu này còn một chiếc à? 50 đâu tìm đi như nào, chị kiểm tra chị bán nào. 50 đến 57 cân này. Đấy, chỉ còn 50 đến 57 cân, số điện thoại của em ok. Chưa kiểm tra xem hết còn không? Mẫu này của nhà em còn size từ 50 đến 57 cân, còn một chiếc 200.000 nhá. Chị yêu nào lấy thì comment hộ em ra khóa đồng. Da khóa đồng ok chưa? Áo da size S hết hàng rồi em ơi, hết hàng rồi nha. Da size S hết hàng. Mẫu này của nhà chị này còn một chiếc size từ 50 57 cân, bạn nào vừa chốt hộ em. 50 cân là em báo size từ 50 cân cả 1m50 ấy, có những chị 50 cân cả 1m50. Đấy, là những chị thấp thấp như thế đấy ạ. Nha, 50 cân các chị có thể mặc được áo len cho em. Đấy, áo da này nó là giá áo da cổ bẻ khóa đồng cho em các chị nhá. Áo da cổ bẻ khóa đồng này, có cầu vai này, các bạn nhìn này, có cầu vai cho em nhá. Có cầu vai các thứ cẩn thận này, rất là xinh, mặc lên cực kỳ gọn dáng cho em luôn. Cái này có, một chiếc, mẫu định có một chiếc. Đấy đẹp nhỉ? Một chiếc đúng không? Da đen cổ tàu. Da đen cổ tàu là cái nào nhỉ? Cái vừa xong đúng không? Hết hàng à? Em kiểm tra lại trong kia đi. Da đen cổ tàu em kiểm tra trong này đi. Kiểm tra. Đấy. Mày bị sao vậy? Chốt cho Thơ Phạm đi. Mẫu khóa đồng này tính nhau là lấy chốt cho em nhá. Mẫu khóa đồng này này. Đấy, 50 đến 57 cân nhá. Chị yêu nào lấy thì chốt hộ em mẫu khóa đồng này nhá. Sale còn một chiếc là sale nốt 200.000 cho các tình yêu. Được chưa? Mẫu da này nó chất da rất là mềm cho em. Đây là khách nhận hàng của nhà em này. Khách nhận kéo da này ông ôi chất mềm dã man luôn. Toàn bảo em ơi sao mà chất mềm đẹp thế đây này. Đấy. Da này của nhà em nó là da khóa đồng cho em, chất da mềm đẹp hộ em nhá, mềm xịn luôn đấy. Đấy, 200.000. Được chưa? Có một chiếc duy nhất là sale nốt cho mọi người luôn. Là từ 50 đến 57 cân là mặc vừa các chị yêu nha. 50 đến 57 cân. Ok chưa ạ? 50 đến 57 cân. Trời ơi, chị đang bán áo da mất tụt hứng quá. Cứ dạ dạ đi tụt hứng nhất. Tụt cả hứng. Rồi, mẫu đinh này có một chiếc cho em này. Mẫu cổ có đinh này. Mẫu này nó là được chốt đinh cho em nha. Đây các bạn ơi, đẹp không? Nó là hàng xịn cho em này. Bạn nhìn này, nó là hàng cao cấp, hàng xịn cho em nhá, tem mác đầy đủ này. Đây các bạn nhìn này, nó là hàng xuất xịn cho em, được chưa? Nó là hàng xuất xịn này. Mẫu này có một chiếc size M cho em các chị yêu nhá. Size số chuẩn xịn có mã cốt này, giá đô này. Đây là mã hàng xuất xịn. Da của nó là hàng Trung Quốc xuất đấy. Da của nó là da hàng Trung Quốc xuất, mọi người nhìn tem mác này. Được chưa? Da có tem mác chuẩn xịn cho em này, còn một chiếc size M nhá, sale nốt 200.000 cho các chị. Mẫu nào có một chiếc em sẽ sale 200.000. 200.000 là sale lỗ cho các chị yêu luôn, bán cho nó nhanh hết hàng đấy ạ, để nhập hàng mới các tình yêu nhá. Mẫu này còn một chiếc này. Đây các bạn nhìn này, da của nó có khóa phần tay. Đấy, có khóa phần tay, khi mà các chị tháo cởi nó rất là dễ tháo cởi. Khi mà các chị mặc ấy rất là dễ tháo cởi luôn nhá các chị yêu nhá. Khóa của nó là khóa trắng chống rỉ cho em. Lớp lót bên trong của nó là lớp lót gió. Mẫu này là từ 50 đến 57 cân nhá. 50 đến 57 cân là mặc vừa cho em.
Đấy, da này nó là da quá thẳng luôn. Các bạn nhìn dáng của nó là dáng ôm body nhá. Dáng này nó là dáng ôm body hộ em. Rất là ôm các chị ơi. Được chưa? Đinh này, phối cực kỳ cá tính luôn các chị yêu nha. Có một chiếc duy nhất, sale nốt 200.000 cho các chị da Trung Quốc xuất khẩu. Đấy, mẫu nào có nhiều là không bán giá này đâu. Đẹp lắm. Khóa này rất là chuẩn hộ em. Chị 60 cân cơ, nhưng mà chị 60 cân thì chị đang mặc chật. Chị đang mặc, cố gắng mặc cho mọi người xem thôi, đang mặc chật đấy. Thì tầm khoảng từ 50-57 cân thôi nhá. Đấy. Ok, chị Hoàng Hường size M, ok thì có một chiếc size M thôi mà. Mẫu này chỉ có một chiếc size M thôi mà. Hoàng Hường kèm túi ngoại cho em luôn nhá. Đấy. Có xỉ em ơi, nhà chị có xỉ nhá. Nhà chị có xỉ. Da toàn bộ là da hàng cao cấp này. Được chưa? Toàn bộ hàng Lika Zula cho em các bạn ơi. Toàn bộ hàng xuất này. Đấy, size M nhưng có một chiếc size M thôi mà. Có một chiếc size M thôi. Có xỉ em. Áo da này chị có xỉ nhá. Tiếp tục này. Mẫu này của nhà em có 2 chiếc nhưng mà size to các chị ơi. Mẫu này còn 2 chiếc size to, các bạn nhìn chất da của nó này. Tiếp chất da của nó quá là đẹp luôn cho em ạ. Quá đẹp các chị yêu nhá. Da của nó các bạn nhìn này. Da siêu dày đẹp hộ em, thêu hoa cẩn thận nữa các chị yêu nhá. Thêu hoa, cái mẫu này nó là da thêu hoa cho em này. Da của nó rất là dày và chuẩn hộ em. Tay của nó là có co khóa này. Đấy, tay của nó là có khóa. Mẫu này của nhà em là có size từ 60 cho đến 70 cân. Có size nhá, có 2 chiếc, một cái size 60 cân và một cái size 70 cân hộ em màu hồng. Đấy, 60 đến 70 cân là vừa cái mẫu áo da hồng này của nhà em. Chị yêu nào lấy mẫu áo da hồng mình chốt hộ em áo da hồng thêu hoa nha. Có 2 chiếc nữa em sẽ sale các chị yêu là 200.000 tiếp đấy ạ. 200.000 tiếp áo da này nha. Trời ơi, nó đang dài hơn so với người em này. Form này nó rất là to, và một form này nó đang chỉ còn 2 cái size to thôi. Đây, da hồng thêu hoa còn 2 size to sale nốt 200.000. Nó là hàng xuất tiếp tục nha. Hàng này các shop đang bán là 350 đấy. Chị nào mà mua được rẻ hơn 200.000 chắc là tứ hoàn cho các bạn 10 tỷ luôn đấy. Hoàn hẳn 10 tỷ này. Mang hàng After Basic đi hỏi các shop khác nhá. Xem có ai bán 200.000 không? 200.000 là giá nhập của các shop thôi. Được chưa? Giá nhập của 1.000 chiếc nhá. Giá nhập của 1.000 chiếc. Nhà em bán 200.000 cho các chị yêu. Đấy. Mà mọi người lãi đang mà lãi nhiều lắm. Họ lãi tận 350 cơ. Mà lãi tận 350 cơ, không bao giờ có cái giá này đâu nha mọi người nha. Mẫu này của nhà em là còn size từ 60 đến 70 cân hộ em. Chị yêu nào lấy thì chốt nhá. Có cầu vai này, da dày này, thêu hoa cẩn thận các chị yêu em. Ok, bé Moon lấy cái màu hồng này, ok em này. Cho chị lại số đi em. Bé Moon đổi sang màu hồng này, ok em luôn. Cho chị lại số điện thoại luôn nhá. Đẹp cực. Rồi, da khóa đồng vừa rồi. Da đen khóa đồng vừa rồi làm sao hả người đẹp? Đẹp không, đẹp không? Xuất sắc luôn cho em nhá. Cực kỳ đẹp. Chất da của nó là chất da xịn các chị yêu nhá. Da nhận hàng không chuẩn chất da xịn là nhà Đinh Anh hoàn 10 tỷ luôn. Được chưa? Em mặc vừa không, Duyên mặc rộng em ạ. Duyên mặc rộng nhá. Chị gần đang mặc rộng thì chắc chắn là em mặc rộng. Người bé tí tí. Bé Moon ok cho lại số rồi nhá. Bé Moon cho lại số rồi. Rẻ quá chuẩn luôn. Nhà tớ là nhập 1 vạn hàng cơ. 1 vạn hàng nó khác so với lại 1.000 hàng nữa chị yêu nhá. Nhập 1 vạn hàng khác với 1.000 hàng cho em. Đây các bạn nhìn hàng nhé em này. Nhìn hàng nhé em này. Được chưa? Em xếp đầy các ngăn tủ luôn. Đấy. Dạ hàng nhé em này. Úi giời ơi, nó vô biên bạt ngàn luôn nhá. Xếp đầy các ngăn tủ luôn. À, 200.000 thôi. 1 vạn hàng cơ. Nhập thì nhập số lượng lớn chứ không chơi hàng ít đâu. Nhà này bán quen rồi nên là toàn nhập số lượng lớn thôi các chị yêu ạ. Có da hồng trơn nhá. Có da hồng trơn, em lấy cho chị một mẫu da hồng trơn size L đi, chị mặc nào. Mẫu này là XL. XL 60. Nhìn đẹp quá mà giờ chị mới like mẫu này áo da em đang mong về. Nhìn cái này lại muốn mua. Nhưng mà size to lắm em ơi. Size to à, em là size vừa được, mày toàn mặc size M thì phải. Em toàn mặc size M thì phải. Vừa đó mà vừa. Cái này của chị là size to mà. Size này là size 60 đến 70 cân đấy. 60, 65, 70 cân đấy.
không mặc vừa đâu. Áo này của chị là 200.000 thôi, còn toàn nguyên còn một chiếc size to chị sale 200.000 nhá. Một chiếc size to chị sale 200.000 đấy, các bạn nhìn thấy không, to rồi. Em một người 60 cân là to lắm rồi đấy, mà mặc vẫn đang rộng rồi nhá. Vẫn còn đang rộng được chưa? Đấy, còn một chiếc thôi, để đây bạn nào vừa chốt xem ở trên livestream, bạn nào vừa chốt. Ok nhá. Thu Hiền Nguyễn này, Thu Hiền Nguyễn thì áo da đen khóa đồng em ơi. Thu Hiền Nguyễn áo da đen khóa đồng kèm cuốn lại cho tớ nhá. Hàng của nó là hàng After Basic này. Hàng After Basic hộ em nhá. Có nhìn thấy hàng nhà em là rẻ nhất quả đất rồi. Không bao giờ có ai bán rẻ hơn các chị yêu ạ. Nhập là nhập số lượng lớn các chị yêu nha. Nhập số lượng lớn ấy. Em nói thật với các chị, ngày em bán không ít hàng đâu các chị yêu ơi. Ngày đi hàng nghìn hàng luôn ấy. Đấy. Ok nhá. Hồng trơn có size S em ơi, có size S em ơi, lấy cho chị cái hồng trơn size S cho chị xem nào. Cái này không phải mẫu đấy thôi. Mẫu đấy không phải rồi. Còn quần màu đen không có quần màu đen tình yêu ơi. Quần màu đen là quần legging hả? Quần đen có quần legging. Đây. Da đen size S đây tình yêu ơi. À da hồng size S đây. Mà chị ra cho chị cốc nước em. Cho chị hồng da, ok chị hồng chiên lấy hồng da này. Rồi. Áo da đinh hết hàng rồi. Bạn Thu Hiền Nguyễn lấy thôi chị yêu ơi. Thu Hiền Nguyễn lấy thôi. Đây các chị yêu nha. Đây là mẫu da hồng trơn cho em size S này. Được chưa? Đấy. Áo da hồng size S cho em nhá. Đây là mẫu da hồng trơn cho em. Mẫu này là 201 hộ em. Đủ size S, M, L, XL. Có size đến 65 cân hộ em luôn. Đủ size S, M, L, XL. Đây là mẫu size S hộ em các chị yêu nhá. Nó là mẫu size S. Toàn bộ hàng là nhà em bỏ trong túi bóng. Nó sẽ hơi nhăn một tẹo. Các chị về treo lên áo da tầm khoảng 2 hôm hết nhăn luôn nha. Da treo lên tầm khoảng 2 hôm hết nhăn. Toàn bộ là hàng da các chị nhìn này. Toàn bộ là hàng After Basic. Nó là hàng xuất khẩu hết cho em. Đấy. Tem mác của hàng này rất là chuẩn các chị yêu nha. Tem mác hàng cực kỳ chuẩn hộ em. Rất là ngoạn thế, viêm họng ngay đi. Hồng có màu đen không chị? Không có màu đen. Nó ra thì nó lạnh rồi. Sao lạnh vậy? Sao uống cái này? Ờ. Em ơi, cái hồng này không phải dáng đấy. Này. Hồng này có mấy chiếc chị bán luôn nhỉ? Có 2 chiếc lẻ đúng không? Không. Có 2 chiếc. Mỗi đấy có 2 chiếc lẻ đúng không? Sao có mỗi 2 chiếc vậy? Sai gì vậy? Kiểm tra đi. L. Trời ơi, mẫu này có 2 chiếc lẻ size L cho em. Đẹp. Size L này nhưng mà form bé các chị yêu ạ. Size L này form bé cho em. Được chưa? Size L này form bé hộ em nha. Có 2 chiếc L. Chị có áo len rồi còn hay xả rồi em. Thanh Lê chỉ có một áo len còn hay xả lâu rồi. Hồng da này à? Hiền Nguyễn, Nguyễn Chiên đi. Ờ Nguyễn Chiên. Đây nhá, mẫu này của nhà em còn 2 chiếc size L. Mẫu này nó là mẫu dáng khác cho chị yêu nhá. Đây ạ. Mẫu này nó có cái khóa tròn ở trước cổ này, được chưa? Nó là dáng khác cho em, còn 2 chiếc size L của nó là từ 53 cho đến 60 cân. Áo đẹp. Áo đẹp lắm, năm ngoái chị mua 320 năm nay rẻ thế. Cảm ơn chị Phạm Bích Đào, năm nay em nhập 1.000 à 1 vạn chiếc cơ mà. Năm ngoái nhập có 1.000 chiếc bán cho các chị, năm nay em nhập có một hàng vạn chiếc luôn. Đấy, nhập hàng vạn chiếc vì năm nay mình bán số lượng lớn, mình khách mình đông rồi, ngày xưa mình mới bán. Lúc đầu em mới bán live là bắt đầu em bán áo da đấy. Đấy, mới bán live bắt đầu bán áo da đấy các chị yêu ạ. Bây giờ là bán quen khách rồi, toàn nhập hàng là nhập số lượng lớn thôi, chứ không chơi một vài chiếc nhỏ lẻ đâu các chị yêu ạ. Ngày xưa là một mẫu chỉ có 1-2 chiếc thôi, còn bây giờ riêng một mẫu nhà em là có nhiều chiếc cho em. Đấy, chỉ có duy khi mà nó hết hàng hết size thì em sẽ sale cho các chị thôi. Nào, mẫu hồng này em còn 2 chiếc size L, tiếp tục 200.000 hộ em nhá. Sale nốt 200.000 hộ em. Được chưa? 200.000 là giá nhập 1 vạn chiếc đấy. Giá nhập là giá nhập của 1 vạn chiếc hộ em các chị yêu nhá. Có áo da size to 65 cân không em có chị yêu ơi. 65 cân nhiều lắm chị Nhung Lê ạ. 65 cân chỉ cần XL cho em là vừa nha. Mẫu này của nhà chị không biết là nó là size L nhưng mà form bé em ơi. Form bé chị nhá, 53 cho đến 57 thôi. 53 đến 57 cân. 60 cân nhiều chị là không mặc được áo len. Ví dụ như mặc như này là vừa quá này, không mặc được áo len ở bên trong này. Được chưa? Ok chị Tạ Thanh Thủy. Tạ Thanh Thủy chốt áo len lỗ nhá. Ok, chị Vũ Thanh 58 cân cao bếp bao nhiêu nhỉ? Ok, chị Lương Hà nhá, chốt cho Lương Hà này. Chị rộng, chị mặc mờ thôi, Trần Lệ ơi. Lệ thì mặc mờ thôi. Đấy, nào la lỗ chị yêu nào lấy nữa không ạ? La lỗ chị yêu nào lấy nữa không? Có 2 chiếc cho em thôi nhá. Có 2 chiếc cái này à? Ôi, cái gì Tạ Thanh Thủy lấy cái len lỗ đấy. 1m62 vừa chị yêu ơi, 58 cân 1m62 thì vừa chị yêu nhá.
8 cân mét 62 là vừa. Ok này, tiếp tục em lên một mẫu này các chị ơi. Mẫu này là size gì đây nhỉ? Ờ, mẫu này size L. Đây, size L. L, L. Mình muốn mua mặc áo len bên trong, thế thì lấy size to hơn nhá. Không có size. Phương Nhâm mà điện thoại trả cho em thì cả ôi dồi ôi, gọi điện mọi người không nghe máy thôi. Với cả em ơi, em kiểm tra chị là em đã kiểm tra chị chưa? Nếu mà nhân viên nhà chị nó kiểm tra mà các bạn không chia sẻ thật đấy, các bạn nhân viên nhà chị không gửi quà đâu. Có nhiều khách nhà chị không chia sẻ ấy, không chia sẻ đủ số lượt nói trên livestream nhà chị sẽ không tặng quà đâu ạ. Đấy, nhiều người rất là hay hỏi em là tại sao nhà em không có ra lỗ. Em lộn rồi, ra lỗ đấy, ra lỗ mà. Ra lỗ là cái gì nhỉ? Ra lỗ. Ra lỗ là cái gì vậy ạ trời? Ra lỗ là tiếng Nghệ An. Ra lỗ là cái gì không hiểu luôn ý. Ra lỗ là ra lỗ. Ra lỗ. Mẫu này nó là mẫu màu vàng trắng nhũ cho em nhá. Màu vàng trắng nhũ, còn hai cái size M, size từ 50 cho đến 57 cân tiếp tục nhá. 50-57 cân, form này nó chỉ bằng form size M thôi các chị yêu nhá. Nó chỉ bằng form size M cho em thôi vì các chị còn phải mặc được áo len đúng không ạ? Mặc được áo len bên trong nữa, toàn bộ là hàng bên trong của nó là hàng lót lụa cho em. Chưa, mẫu này em cũng còn 2 chiếc thôi. Mẫu này em cũng còn 2 chiếc cho em nhá. Sale cho các chị yêu là 200.000. Mẫu này còn 2 chiếc, sale nốt 200.000 hộ em, không lấy là tiếc. Không lấy là tiếc vì không bao giờ ai bán giá 200.000. Em khẳng định là 200.000 là chỉ bằng giá nhập thôi. Chỉ các chị chỉ đi nhập được cái giá 200.000 thôi ạ. Không bao giờ có giá người ta bán lẻ là 200.000 cho em đâu ạ. Đấy, không lấy là tiếc các chị yêu nha. Đấy. Ờ thì còn nguyên size to thì mới chia sẻ lỗ trơn. Lỗ trơn ở cổ áo da đó. Ừ thế thì đúng rồi mà, Tạ Thanh Thủy đúng rồi. Đúng mẫu vừa xong rồi. Đúng cái mẫu vừa xong rồi. Hồng trơn mẫu size S. S size thử làm sao vừa. Đấy, S làm sao mà thử vừa được nhá. S không thử vừa được đâu. Không có lên size S bạn ơi. Mẫu màu hồng size S, lấy cho chị size hồng size S đi. Lấy cái hồng size S đằng sau em đi kìa. Chị không vừa được cái size S mà lấy size L. Cái mẫu lấy cho chị đi nào. Mày lấy cái size S làm sao mày nhét vừa được. 60 cân rồi mà. Làm sao mà nhét được cái đấy. Không thể lấy cho chị XL cũng được, lấy nhỉnh lên một chị size XL cũng được. Không thấy size L đâu. L mày xếp xuống bên dưới thì gần đâu mà không thấy. Da đen chị còn nha, hậu nam nha. Chết bán dã man, tối nay bán dã man. Đây cái màu này đẹp nữa. Đây đây đây. Mẫu này mai không ai lấy hàng 250 size S thì để lại cho em nhé, ok thu tình. Nói thế bạn quên bố đi rồi. Mẫu gì 250? Không có lỗ ở cổ đâu nhé. Da hồng trơn. Da hồng có lỗ ở cổ đâu nhé. Chốt đúng rồi, nhân viên chốt đúng rồi các người đẹp ơi, không phải lo. Ngày mai sẽ có nhân viên chốt tư vấn size số lại cho các chị. Được chưa? Ngày mai sẽ có nhân viên chốt size số lại cho các chị yêu nha. Đấy chưa? Đây là mẫu màu hồng, đây là mẫu này hả? Lên mẫu này hả? Từ nãy giờ bây giờ mới lên mẫu này mà sao chốt luôn được vậy? Bây giờ mới lên cái mẫu này mà. Màu hồng có... Màu hồng này. Đấy chưa? Đây là em đang mặc size XL vì là hiện tại là mẫu này nhân viên nó xếp tận bên dưới đây. Đang mặc size XL các chị yêu nha. Đang mặc size XL. Đấy. Nên là hơi rộng so với người các chị yêu ơi. Size XL này tầm khoảng 65 cân hộ em. 62, 63, 64, 65 cân là mặc vừa cho em nha. Đấy, đây là mẫu màu hồng da trơn có size S, M, L hộ em. Riêng mẫu này của nhà em đủ size 201 các chị yêu nha. Riêng mẫu này của nhà em là hàng đủ size 201 hộ em. Đấy, đang mặc size XL to hơn so với form người các chị yêu nha. To hơn so với form người hộ em này. Nhưng mà to hơn thì vẫn mặc lên rất là đẹp. Lên rất là gọn dáng. Nói chung là nó chỉ to hơn một tí thôi. Size S là mặc từ bao nhiêu cân? Dưới 5, dưới 48 cân hộ chị. Size S là dưới 48 cân hộ chị là mặc vừa nha. Ok này, chị Vũ Thanh lên cho chị lấy một cái XL đi em ơi. Vũ Thanh lấy XL cho chị đi. Ừ, còn mặc được áo len nữa. Mẫu này mặc được áo len là vừa ấy này các chị này. Hơi rộng một tí này là mặc vừa cái áo len ở bên trong. Được chưa? Mẫu kia 201 nha em nha. 201, 201. Ok, chị ơi cho em số điện thoại nha. Vũ Thanh ơi cho em số điện thoại luôn nha. Vũ Thanh nha. Cho em số điện thoại luôn. Có size S, M, L, XL đủ size nha. Đâu size S lúc nãy đâu nha. Mẹ nào lúc nãy hỏi em cái size S mẫu này nhỉ. Đây size S đây. Xỉ một thì làm sao, inbox cho chị đi em. Xỉ
Đây nha, lúc nãy chị nào có hỏi em cái size S mẫu này nhỉ? Đủ size, riêng mẫu này của em đủ size nhá. Lê Hồng size M luôn này. Đấy, Lê Hồng lấy cái size M luôn đi em. Ok, chốt cho Lê Hồng size M nhá. Đẹp ơi là đẹp luôn. Được chưa? Túi cẩn thận này, có túi nhá cho em nhá. Túi tiếp cẩn thận cho em, túi là túi thật luôn ấy ạ. Khóa của nó là khóa trắng chống rỉ cho em này. Được chưa? Khóa này nó là khóa chống rỉ cho em. Ok, chị yêu Vũ Thanh size XL dồn đơn. Ok chị yêu ạ. À, chị ơi lấy size L cho em đi chị ơi. Size L hầu em nhá. Đấy, chị Boy Pháp đây này. Boy Pháp gọi điện cả ngày hôm nay không nghe máy, chị này thì đừng đặt hàng nữa. Gọi điện đéo bao giờ nghe máy luôn ấy. Boy Pháp ngày hôm nay bọn em gọi điện nghe máy chưa nhở? Viết viết đừng viết vào cái đấy đi, không ra in hết mực rồi. In hết mực của tao ra áo ra, đừng có trách cái toát đền luôn ấy. Ờ, mẫu này có theo không bạn? Vừa theo hết rồi, lương hàm một chiếc hồng da trơn ok. Lương hàm một chiếc hồng da trơn, bây giờ mới chốt cái này đúng không? Thế mà lúc nãy chốt linh ta linh tinh, người ta lên cái mẫu kia thì chốt cái mẫu, vừa chốt cái hồng da trơn. Ok, Minh Tâm Ngô Thị một cái size M. Minh Tâm Ngô Thị một cái size M ok nhá. Cái riêng cái mẫu áo da này để riêng ra nhá, không để chèn lên nhau, nó in mực sang của tao đấy nhá. Trần Thủy cái size S ok này, Trần Thủy cái size S chị đang cầm này. Đấy. Trời ơi, tao gọi cho cái bạn Boy Pháp này 5 lần 7 lượt. Sáng ngày hôm nay tao tự đây này, sáng ngày hôm nay nhân mất điện cả ngày, nhân viên không đi làm, một mình tôi ngồi tôi gọi này, gọi điện ra hàng chục lần, tôi phải lên trên livestream ấy. Trên lên trên livestream á, tôi nhắn tin cho bà, tôi bảo là gọi điện không bao giờ nghe máy. Bà Boy Pháp nhá. Đấy, gọi điện 5 lần 7 lượt không nghe máy, không biết từ chiều nay nhân viên nó gọi lại được thì như thế nào. Ồ đúng rồi, ra thật em ơi, nhận hàng không chuẩn ra thật thì chị hoàn tiền nhá. Nhận hàng không chuẩn ra thật là hoàn tiền, ra thật thì còn ra giả cái gì. Da này nó là da thật, chỉ không phải là da cá sấu thôi. Da cá sấu thì nó đắt tiền, hoặc là da những loại da cao cấp thì nó sẽ đắt tiền. Còn riêng da này thì có rất là nhiều loại da, ví dụ như là da bò chẳng hạn này, da trâu chẳng hạn, lúc giới da gì mà nó làm thành da được thì nó là da. Đấy, chứ còn toàn bộ nó là chất liệu da cho em nhé các chị yêu nhé. Da đen trơn 45 cân. 45 cân tí nữa chị sẽ lên. Ok, chị Nguyễn Đình Hình một cái da 50 cân ok size M cho em Nguyễn Đình Hình nhá. Nguyễn Đình Hình 50 cân size M nha em nha. Rồi, đợi chị một tí em ơi, khách nhà chị đang chốt hàng mà, chị sẽ lên mẫu tiếp theo luôn. Chị sẽ lên mẫu tiếp theo luôn. Đấy. Lên áo da theo hoa đi. Ok Trần Thủy, từ từ đã chị nào, từ từ đã nào, cho khách nhà mình đang mọi người đang chốt hàng, mọi người ngắm dáng tí nhá. Rồi mình sẽ lên sau. Đứng lại cho các chị ngắm dáng lại lần nữa nhá, cho các chị yên tâm chốt đơn hàng. Em đang mặc XL đấy, đang mặc XL là so hơn so với người nhá các chị yêu nhá. Nhưng mà riêng cái mẫu XL này mà mặc thêm áo len nữa là vừa rồi, mặc thêm cái áo len nữa là rất là vừa cho em rồi nhá. Mặc thêm cái áo len nữa là vừa, fit thình thịt luôn cho em, fit thình thịt luôn ấy. Đấy đúng không ạ? Có màu đen không? Có màu đen nhá Nguyễn Ngọc nhá, có màu đen em ơi, nhà chị có màu đen. Đấy. À, nhà chị điện cho em tầm 5 lần 7 lượt, 10 lần chị điện cho em 10 lần ngày hôm nay, chị trực tiếp chị chốt đơn cho em. Toàn bộ đơn hàng ngày hôm qua trực tiếp đốt chốt đơn cho em, chị điện thoại cho em rất là nhiều lần. Chị nhắn tin ở trên live, trên Facebook thì nữa chị chụp ảnh cho em gửi qua cho em luôn. Chị nhắn tin ở trên các cái bình luận của em đặt hàng ở trên livestream ấy. Chị cần bình luận ở đấy là đặt hàng liên thuyên. Số điện thoại đặt hàng liên thuyên chị cần comment vào đấy là đặt hàng liên thuyên cho toàn số điện thoại thuê bao thôi. Đấy, à, bạn này với lại cái bạn gì nhá, bạn Mai Hương Hồ hay là cái gì, ừ đúng rồi, Mai Hương Hồ cho số điện thoại liên thuyên 10 lần gọi 10 lần nghe, không nghe máy các chị yêu nhá. Đấy, và Boy Pháp không phải một lần nhé, em chị gọi cho em không được đâu, nhiều lần nhé, chị gọi cho em không được em ạ. Rồi, em mới lấy cho chị cái áo len áo da bạc màu thêu đi. Đấy, còn nếu mà em thích tí nữa chị sẽ chụp ảnh lại, chị ghi, chị comment hộ em chữ nhà bình luận là đặt hàng liên thuyên. Tại vì chị là người đã chốt hàng cho mọi người, nên là chị nhớ ngày hôm nay, ngày hôm tối ngày hôm qua chị chốt hàng mà. Lấy cho chị cái áo da theo màu bạc kìa. Màu đen còn cái dáng, màu đen còn dáng nào nhỉ? Còn nếu mà mọi người cứ đặt hàng xong mà gọi điện cả 5 lần 7 lượt không nghe, thi thoảng mọi người mới nghe máy thì shipper ship đến em chả biết là ship cái kiểu gì. Em nói thật, shipper mà ship đến thì chả biết cái ship cái kiểu gì luôn ấy. Gọi điện thì cứ 5 lần 7 lượt mãi mới nghe thì làm sao mà ấy được. Ok, riêng mẫu này của nhà em đủ size SML nhá. Tiếp tục sale các chị yêu, 201 hộ em. 201 là giá nhập của một vạn trước các chị yêu nhá. Nguyễn Ngọc áo da đen 55 cân là mẫu nào chị nhỉ? Mẫu nào nhỉ? Từ nãy giờ em đã lên áo da đen 55 cân đâu chị yêu ơi. Từ nãy giờ chưa lên một cái áo da đen nào 55 cân nhá.
có cái áo da đen nào từ nãy giờ chị lên mẫu kia là hết rồi mà em. Đấy, à, chị bán 140, số điện thoại của em là đuôi 865 à. Ok này, Nguyễn Ánh lấy một cái áo dạ lông đi em ơi. Nguyễn Ánh lấy một cái áo dạ lông đi kìa, áo da lông, áo lông, ờ da lông, cái lông ấy, cái lông 140 đấy. Thôi các bạn Nguyễn Ánh đi, đuôi 865. Đây nha, tiếp tục cho em cái mẫu màu bạc này rất là đẹp các chị yêu ơi. Màu bạc này cực kỳ đẹp cho em này, khiếp trẻ dã man luôn ấy. Cái màu bạc này mặc lên cực kỳ trẻ, năm ngoái em rất là hot cái màu bạc này cho em luôn. Năm ngoái cực kỳ hot nha. Rẻ nhất các chị mua cũng phải là giá là 350 cho em, được chưa? Năm nay chỉ có giá là 201 nhá. Đinh Anh chỉ bán 201. Hàng y xì là hàng y xì 2350. Hàng y xì 350, 450 hộ em, đẹp xuất sắc luôn. Được chưa? 350 hàng 450 áo da. Cam kết cho các chị yêu mặc được nhiều vụ cho em nhá các chị yêu nha. Ok, Vũ Tỉnh thì áo da đặc 55 cân để size M đi, M cho chị đi. Riêng áo này form của nó là form to nhá. Lấy size M chốt đi nào, đứng lên. Làm cái gì vậy? Làm nhanh lên, nhanh đi. Vũ Tỉnh một cái áo da ba size bạc size M nhá, bởi vì là 60 cân tớ mặc cái size M này là khá là vừa. Thì form này là form hơi to một tẹo. 55 cân tớ sẽ lấy cho bạn size M nhá. Hàng này của nhà tớ có đủ size luôn. Được chưa? Đưa cho chị cái size M cho khách xem nào. Đây, áo da bạc size M cho chị yêu nhá. Ui đẹp lắm. Hàng toàn bộ nó là hàng Trung Quốc xuất khẩu cho em. After Basic hàng xuất khẩu, được chưa? After Basic hàng xuất khẩu cho em rất là xinh các chị yêu nha, rất là xinh. Ok chưa? Đây, đằng sau của áo à, đằng sau của áo đây. Đấy, nó là đằng sau của áo nhá, đẹp không? Lên da đen đi chị. Em đừng giục chị sẽ lên theo mẫu của chị nhá. Bao nhiêu chị nhỉ? Cái này mẫu này của chị là mẫu 250. À quên, 201. 201 hôm trước bán 250, quên 4 đi. Da đen em kiếm cho chị thì, à, da đen còn size gì thì báo cho chị luôn nhé. Còn mẫu nào báo cho chị. Lấy size của chị mặc nhá, vậy thích lấy cái gì rồi mày lấy đâu. Lợn con chất quần cho chị chưa? Nhận con hôm qua, chất hôm qua đúng không em? Chất này cực kỳ lắm người không nghe máy, chị thất vọng dã man luôn. Chị là người chốt hàng trực tiếp cho mọi người đấy. Chốt hàng mãi mọi người không nghe máy. Trời ơi, em bảo chứ mình đùa đâu mà mình bán, mình chốt hàng như kiểu bị quả lừa ấy. Toàn như kiểu là số điện thoại ở tận đầu đâu ấy. Đấy, gọi điện không ai thèm nghe máy. Trời ơi, em nói thật là hôm qua em chốt hàng nghìn sản phẩm luôn. Tối hôm qua em bán cũng dã man. Mà phải nghe máy chắc chỉ tầm khoảng 700 sản phẩm, nhưng còn 300 sản phẩm chắc là không nghe. Được chưa? Dẫu em chịu luôn, gọi điện không nghe máy. Phát sốt tờ ruột lên ý. Rồi ok, hơi to mà có vừa không em? Ôi dồi ôi, vậy thì lấy size L cho chị đi. Nhá, báo luôn hộ em, cơ thể nó to ở phần nào báo luôn hộ em. Rồi, mẫu quần Gucci của nhà chị 80. Tiếp tục này. Nó là mẫu áo da bomber cho em nhá. Mẫu này có một chiếc ở em. Còn đây. Mẫu này của nhà em có mấy chiếc, báo luôn size gì cho chị để chị bán hàng nào. Mẫu này của nhà em nhá. Có màu L à? Mẫu này của nhà em có hai size ML cho em, có hai size ML, em đang mặc size L này. Được chưa? Em đang mặc size L, được chưa? Đấy, da hồng vừa rồi trơn màu đen size M nhà em lấy mẫu giống da hồng vừa rồi trơn màu đen không có nha bạn Kim Anh nhá, không có. Rồi, đây là mẫu dáng da bomber cho em này, còn 3 chiếc size ML cho em, tiếp tục sale các chị yêu 201 hộ em. Sale tiếp tục cho em 201 hộ em, được chưa? Đấy, chốt thôi em mà, chị không thấy cuộc gọi nào. Lấy 3 đơn của em rồi, 3 ngày nay mới không thấy chốt thôi em ạ. Nhung Lê có, hôm nay gọi điện cho chị không nghe máy, chị Nhung Lê nhá, đừng nói thế. Em trực tiếp gọi điện cho chị gọi điện không nghe máy ngày hôm nay. Ngày mai chị nghe máy giúp cho em nha. Tất cả những bạn nào không nghe máy tới đều nhớ tên hết nhá, các bạn có đặt thì tớ vẫn chốt. Ok, Phạm Đào lấy size M ok này. Phạm Đào lấy size M ok. Cho chị Phạm Đào size M, Thọ Nguyễn lấy size L ok nha. Thọ Nguyễn size L ok em. Rồi,
Dáng này nó là dáng da bomber 201 hộ em, cực kỳ đẹp các chị yêu nha. Da bomber 201 dáng này rất là trẻ cho em, cực kỳ trẻ luôn, được chưa? Dáng mặc lên cực kỳ trẻ đẹp cho em nhá, khỏe khoắn. Dáng này mặc lên trẻ đẹp khỏe khoắn hộ em luôn, được chưa? Rất là xinh, bạn nào lấy thì comment hộ em cái số điện thoại các chị yêu nha. Comment hộ em cái số điện thoại có cổ bẻ chị Nguyễn Hương nha. Cứ từ từ em lên từng mẫu một, các chị đừng dùng em, được chưa? Hàng nào em chả phải lên. Ok, Thảo Thanh là cái size M, ok chị yêu ạ. Rồi ok, chị Phạm Thị Nhi là cái size L, ok hết hàng các chị yêu nhá. Hết hàng rồi, có 3 chiếc thôi ạ. Rồi ok này, em qua mẫu nhá. Đây còn 1 chiếc nữa này này ơi. 4 chiếc này. Lại hồn sốt kiểu vậy. Hình như kia mày còn xếp còn 1 chiếc nữa hay sao ấy. Quần hoodie chị vẫn còn em ơi. Quần hoodie chị vẫn còn nha. Trời ơi, cái mẫu này xinh lắm các chị yêu ơi. Mẫu này xinh dã man cho em các chị yêu, nhìn này. Ôi da của nó, chất da đẹp cho em, chất da mềm nha. Toàn bộ nó là hàng xuất này các chị yêu, có thể check hộ em cái mẫu này lên cái chỗ hàng Tao Bao ở bên Quảng Châu ấy. Đấy các bạn check hàng Tao Bao trên Quảng Châu cho em, nó là hàng xuất hộ em nha, Likazula này. Hàng xuất. After Basic hàng Likazula là toàn bộ là hàng công ty xuất cho em nhá. Đấy, ví dụ như hàng Việt Nam xuất khẩu nó sẽ có hàng da da này, nó sẽ có da da xuất này, nó sẽ có cái gì nhỉ? Mango xuất này. Đấy, còn Trung Quốc nó sẽ có hàng After Basic xuất này. Ok chưa ạ? Tiếp tục mẫu này của nhà em đủ size, sale các chị yêu 200.000 nha. Ui đẹp quá. Đây đây đây, 200.000 hộ em, mẫu này rất là đẹp cho em luôn. Được chưa? Mẫu này rất là đẹp, cổ thẳng này, khóa thẳng cho em, rất là đứng dáng các chị yêu nha. Đấy, dáng này nhìn như một cái áo sơ mi luôn. Mặc gọn gàng như một cái áo sơ mi cho em, nó không bị to người, mặc rất là trẻ nha các chị yêu nhá. Rất là trẻ trung, chị nào mà thích mặc gọn dáng thì các chị lấy luôn cái dáng này cho em. Đấy, mẫu này hôm nay hàng số lượng lớn em chỉ nhập bán cho các chị yêu 200.000 hộ em thôi. Da nhà em là bán rẻ nhất quả đất rồi, không có ai rẻ hơn. Được chưa? Em bán 250 cũng được thôi, 280 được thôi, 320 cũng được thôi. Nhưng mà hàng em nhập sao em bán vậy các chị yêu nha, nhập sao bán vậy cho em. Được chưa? Bán xỉ bằng lẻ hộ em nhá. Đấy, khóa của nó là bằng khóa trắng này. Khóa trắng này. Là da của nó là toàn bộ là da cao cấp cho em, đủ size SML các chị yêu nhá. Da có bo đi em, da có bo là cái da gì vậy? Chị ơi giờ gọi chốt đơn không nhà chị không có nhân viên giờ chốt đơn em ơi. Ngày mai nhá. Không thì em nhắn tin vào trong Messenger chị chốt cho. Có XXL không em? Không, SML thôi chị ơi. SML thôi nha, không có XL đâu. Không có XL cũng không có XXL, 60 cân bằng cân của em vừa cái bằng cái size L này yêu nhá. 60 cân bằng cân của em này. Mặc lên nó rất là gọn dáng, nhìn nó như một cái áo sơ mi luôn đúng không ạ? Các bạn nhìn giống như một cái áo sơ mi không? Nó rất là gọn dáng cho em luôn. Đấy, da này các chị kết hợp với một cái quần trắng như em này, một cái quần legging là rất là đẹp. Em đang mặc size L chị Thu Lê nhá, 60 cân. Đây, đủ size SML hộ em. Đấy, em đang mặc size L, size của người 60 cân nhá. Đặc biệt là bầu bụng của em thì bụng của em phải to đến như kiểu là người 70 cân ấy. Bụng của em nó là bụng bầu rồi, phải to như kiểu người 70 cân. Ok, cho Huyền Thị một cái em 60 cân nhưng mà đấy là bạn ấy chốt, làm chị không nhìn. 48 cân, 1m55 em mặc vừa size S nhá, Thu Tỉnh nhá. Mặc vừa size S cho chị, đẹp lắm. 200.000 mẫu này nhá, đẹp ơi là đẹp cho em luôn. Ui giời, ôi đã báo là SML đủ size từ 40 đến 60 cân rồi mà. Không cần phải hỏi size đâu, sẽ có nhân viên chốt nha. Mẫu này là mẫu là từ 550 sale còn 200.000 cho em. Đấy, đủ size SML, em không muốn tư vấn nhiều trên này. Ngày mai nhà em thuê 4 nhân viên để tư vấn cho các chị cơ. Thuê 4 nhân viên để gọi chốt đơn và tư vấn cho các chị nha. Đấy. Em đã báo là có đủ size SML rồi, không cần hỏi nhiều đâu, không cần cái vừa hay không đâu. Chốt thì ưng là chốt thôi, ok nhá. Ưng là chốt thôi, ngày mai có 4 nhân viên chốt tư vấn cho các chị. Ok, ngày mai chỉ cần nghe máy thôi. Mọi người gọi điện không nghe máy thì chịu thua. Không nghe máy thì chịu, không tư vấn được, không chốt điện, không chốt đơn được. Chỉ cần nghe máy là sẽ có người chốt đơn và tư vấn cho các chị. Ok chưa ạ? Chốt cho bạn Huệ Vũ một cái size M nào 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 nào. Huệ Vũ một cái size M nha. Đây. Đây cho khách xem. Đây ạ. Ok nha, chốt cho Huệ Vũ một cái size M ok em này. Cứ bảo đi, hàng đủ size này. SML đủ size. SML đủ size nha, Huệ Vũ một chiếc size M ok. Cái áo len nâu rêu đầu la chị mặc còn nha Minh Ngọc nhá, còn em ơi. Lúc nãy sao không chốt luôn đi.
thấy em vào con vào live stream từ đầu đến bây giờ cơ mà. 200.000 nhá, có thấy Ngọc Lê. Chỉ có nhìn thấy Ngọc Lê nhá. Bạn nào chị cũng nhìn thấy hết mà. Bạn nào cũng nhìn thấy hết cho em, được chưa? Chị yêu nào cũng nhìn thấy hết cho em nha. Mẫu này của nhà em là sale từ 550 còn 200.000 nha. Xin nhắc lại, từ 550 sale còn 200.000. Ok chị Hải Linh Nguyễn, một chiếc áo da, ok chị yêu ạ. Đấy, không cần hỏi cân, không cần phải hỏi nhiều đâu. Ngày mai sẽ có nhân viên tư vấn cho các chị ạ. Rồi ok nha. À, còn da nhũ vàng lấy chị một cái vừa là được. Ok chị Huyền Trí này, lấy cho chị một cái áo da nhũ vàng đi em ơi. Đây áo da nhũ vàng đây chị yêu nha. À, ngày mai sẽ có tư nhân viên tư vấn sai số, không cần hỏi nhiều đâu. Ngày mai sẽ có nhân viên tư vấn sai số. Mạng láng quá. Sao lại láng nhỉ? Mọi người vẫn đang chốt hàng bình thường mà, chỉ tụt người xem thôi, chắc là ấy rồi. Đẹp lắm. Mẫu này khoác ngoài cũng đẹp cho em này. Đấy, khoác ngoài cũng đẹp nhá. Dáng rất là ôm gọn dáng cho em này. Khoác ngoài cũng đẹp mà mạng kiểu như là ôm. Đây, khoác ngoài cũng đẹp này, kéo khóa cũng đẹp cho em nhá. Giống như một cái áo sơ mi thôi, nó rất là gọn dáng, nó không bị béo, được chưa? Chị 51 cân mặc size M cho em là đúng rồi nhá, chị Phạm Thị Nhị nhá. Mặc size M, size L có rộng lắm không? Chị mặc size M đi, sao thể tự dung chốt size M là L làm gì? Các chị đừng tự lấy size số đi nào. Nhà em sẽ tự chốt size cho các chị nhá. Các chị chỉ cần báo cân nặng chiều cao, nhà em sẽ lấy size số cho các chị. Không cần phải chốt ấy đâu. Em lấy cho chị cái áo da lộn màu hồng đi em. Lên cho các chị yêu một mẫu áo da lộn hàng siêu rẻ nhá. Siêu rẻ mà đẹp cho em luôn. Lấy size M của chị, à lấy size của chị nhá. Lắp lông của chị nè. Có tính ship không chị? 200.000 này em còn đòi chị miễn ship à? Áo da 200.000 là rẻ, không có ai rẻ hơn. Đấy, mà áo da của nhà chị nó là hàng da chuẩn, da thật. Mà chị bán có 200.000 mà đòi chị miễn ship nữa thì chị lãi ở đâu hả em? Chị buôn bán với ai em? Lấy cho chị cái size M nào. Mày nhìn con thấm hấp đấy nhỉ? Mẹ tao sắp điên với mày rồi đấy. Cái mẫu nào form to tao bảo lấy size gì thì lấy size đấy cho tao chứ. Trong thời gian chờ đợi con bụ nhân viên này em nó đang hân bán cái áo này 120.000 nhá. Bán cho các chị yêu cái mẫu áo này cho em. Mẫu áo len sơ mi. Mẫu áo len sơ mi cho em này, sẽ còn vài chiếc nữa, 120.000. Áo này thì lúc nào cũng bán là hàng rẻ nhất quả đất rồi. Lúc nào cũng bán là hàng rẻ nhất quả đất cho em rồi, được chưa? Lúc nào cũng bán là rẻ nhất quả đất, rẻ không rẻ ai rẻ hơn nữa rồi các chị yêu ơi. Rồi ok nha, ngày mai sẽ đổi size cho, đừng tự chốt size số. Ngày mai thì em sẽ có nhân viên tư vấn size số. Tự chốt size số nhiều khi là không đúng form đâu. Áo da nhà em nó sẽ có mỗi một mẫu nó có một size nhá. Ví dụ có mẫu ấy, có mẫu thì em phải mặc size L, nhưng có mẫu lại form to thì em phải mặc size M đấy các chị yêu ạ. Đấy, nên là đây này, mẫu tiếp theo này em phải mặc size M đây này. Nhá. Đây, tiếp tục cho em áo len sơ mi các chị yêu nha. Len sơ mi này của nhà em có hai màu, một là đen và hai là trắng hộ em. Đấy, đây là màu trắng sữa cho em các chị yêu nhá. Đây là màu trắng sữa hộ em. Đấy, áo len đó quá đẹp luôn chị ạ. Nay em mặc ai cũng khen. Quá đẹp chứ, xuất sắc luôn, còn có vài chiếc thôi em ơi. Mẫu này còn có vài chiếc, 120.000. Mẫu này có một chiếc còn 120.000. Áo này đẹp mà chị. Anh xếp. Áo len đó có size S không em? Mẫu này của nó là hàng free size, nó là hàng co giãn nhá. Nó là hàng co giãn cho em, được chưa? Mẫu này nó là hàng co giãn hộ em. Đấy, rất là xinh các chị yêu nha. Mẫu này các chị yêu đi chợ đi chơi thoải mái hộ em luôn. Đi chợ đi chơi từ nhà ra ngõ thoải mái. Được chưa? Bạn nào cũng có thể mặc được hết cho em. Ok, Anna Trần Lệ là chốt rồi. Khổ. Lên lấy đi, lên lấy đi, không khách nhà em lấy hết đấy. Ê, cái mẫu này của nhà em về hình như là về được có 300 chiếc hay sao ấy. Mẫu này hôm trước về được 300 chiếc mà hết hàng ấy. Còn có 3-4 chiếc nữa là hết hàng rồi. Về lần này lần mấy lần thì các chị yêu ạ? Mẫu này về mấy lần rồi? Đấy, lần mỗi một lần nó về cứ 100 chiếc cho em, một lần là về 200 chiếc là về được 300 chiếc. Đẹp lắm luôn ấy. Đây là mẫu len sơ mi cổ cho em nhá. Sale các chị yêu là 120. Hàng 320 sale 120, 37 cân, mặc rộng nha em nhá.
Mẫu này là từ 40 cân cho đến 60 cân hộ em. Mẫu này là hàng size từ 40 đến 60 cân này, được chưa? Co giãn len thoải mái này. Đấy, co giãn len thoải mái cho em nha. Thì riêng cái mẫu này thì chắc là cả cái Facebook ở trong livestream của em, khách quen của em chắc mua được cả rồi. Bởi vì là cái hàng này em nhập là em bán là số lượng nhiều nhất. Áo này là số lượng nhiều nhất, xong là đến áo len rêu luôn ý, khiếp nó nhiều dã man luôn. Đấy, cái mẫu này là mặc đẹp ấy, với cả chất len rẻ xịn nên là em lấy cho nhiều ấy, lấy một mẫu này cực kỳ nhiều và bán cho mọi người nhá. Ok, mai đi Hà Nội rồi, ngày kia lên đi. Không thì mai xem ngày kia lên nhá, mai đi Hà Nội rồi. Mai đi Hà Nội chơi mấy đứa bạn rồi nên là mai lên, à ngày kia lên nhá. Đẹp ơi là đẹp luôn. Xong chưa để chị lên? Mặc được em ơi, hết hàng rồi nhá. Hoa chàng đạt nhá. Mẫu áo len rêu hôm nay chị về được 100 cái thôi, chị bán ở đầu livestream hết sạch rồi, không còn một cái nào. Được chưa? Chị bán hết sạch không còn một ở, không còn một cái nào luôn ấy. Đấy, chị bán hết sạch không còn một cái nào luôn. Nên là chị hết hàng rồi nhá. Áo len kiểu khác. Áo da đen kiểu khác đi chị. Thôi chị chặt mẹ em lại, từ nãy giờ chị lên 4-5 kiểu rồi. Ok, Eli dâu phạm một chiếc này. Chị lên 4-5 kiểu, hàng chục kiểu rồi. Em cứ lên mẫu khác thì chị mệt hết cả hơi. Rồi, tiếp tục nha. Tiếp tục em lên một mẫu tiếp theo này. Tiếp tục em lên một mẫu da lộn tiếp theo các chị ơi. Lên tiếp tục một mẫu da lộn tiếp theo. Giờ gần cuối live rồi, gần hết người xem rồi, em sẽ lên toàn hàng hot cho chị yêu nhé. Toàn hàng hot cho các chị này. Đây là một mẫu áo dạ hàng xuất hàng cho em đây ạ. Design by Cory. Đây là hàng xuất hàng cho em, được chưa? Tem mác size số chuẩn xịn, có size S, M, L, XL, XXL, đủ size hộ em. Đủ size từ tầm khoảng 40 cho đến 70 cân các chị yêu nha. Bên trong của nó là hàng lót lông toàn bộ này, được chưa? Dạ này của nó thứ nhất là nó rất là ấm. Thứ nhất là cực kỳ ấm này, thứ hai là giá tiền của nó rất là vừa phải. Thứ ba giá ngáo rất là ôm và đẹp cho em. Mẫu này là đủ tiêu chuẩn luôn ạ. Đủ tiêu chuẩn hộ em luôn. Mẫu này là cực kỳ chuẩn xịn nhá. Đủ tiêu chuẩn cho em luôn này. Đây, có một chiếc nữa là bán cho cái bạn gì này. Cái bạn dâu phạm là hết nhá. Dâu phạm hết cái màu trắng này. Được chưa, em lên thử cho các chị xem cái mẫu này này. Mẫu này của nhà em hàng 550 em sẽ sale các chị yêu, còn 150 hộ em nha. Giá cực kỳ rẻ vừa phải cho em luôn. 550 sale còn 150 hộ em nhá. 550 sale còn 150 hộ em này. Được chưa? Đây là hàng đủ size, hàng xuất hàng cho em luôn nhá. Giới thiệu qua cho các chị xem bên trong bên ngoài đầy đủ cho em này. Đây các bạn nhìn này, hàng nhá. Hàng này nó là hàng công ty của bên hàng công ty này, nó là hàng xuất hàng cho em. Được chưa? Hàng của nhà em hầu như em toàn lấy hàng xuất hết. Đây các bạn nhìn này, tem sao này, mác vậy các chị yêu nha, tem sao mác vậy cho em, chứ không phải nó là hàng bánh kem linh tinh đâu. Tem sao mác vậy hết cho các chị yêu nhá, đủ size S, M, L, XL. Bên trong của nó là hàng lót lông các chị yêu nhá. Bên trong là hàng lót lông hộ em, màu đen chị mặc bao nhiêu hết rồi, có mỗi một chiếc thôi Nam Hiền thôi. Mẫu đấy có một mỗi một chiếc của bạn Vi Ngọc Bảo lấy rồi, 120.000 nhá. Mẫu đấy còn có một chiếc hết hàng rồi nhá. Đây, tiếp tục em lên mẫu này cho các bạn xem này. Rất là xinh, được chưa? Lông của nó là có thể tháo hộ em các chị yêu nhá. Lông của nó là có thể tháo hộ em. Cái mẫu đấy còn có một chiếc thôi các chị yêu ơi. Mẫu đấy còn có một chiếc hết hàng rồi. Của bạn Ngọc Bảo hay là bạn gì bạn ấy lấy mất rồi nhá. Đây, thấy chưa? Mẫu này riêng mẫu này là em còn nhiều này. Đây các bạn ơi, rẻ bằng một cái áo da cho em các chị yêu. À, rẻ bằng một cái áo len cho em nhá. Mẫu này rẻ bằng một cái áo len. Nhập số lượng lớn, mẫu này là mẫu nhập số lượng lớn nhất trong tất cả các mẫu áo của nhà em lấy về. Thứ nhất là dáng nó rất là đẹp này. Thứ hai là chất liệu đẹp. Đấy, thứ ba là giá tiền rất là rẻ các chị yêu nhá. 40 cân em mặc size S cho chị. 40 cân mặc size S cho chị nhá. Được chưa? Em 40 cân em mặc size S cho chị là rất là đẹp luôn. Đây là mẫu da lộn các chị yêu ơi. Đây là mẫu da lộn hộ em các chị yêu nhá. Các chị comment hộ em size số vào đây ạ. Mẫu này là mẫu chuẩn size nhất trong tất cả các mẫu cho em. Đủ size S, M, L, XL, XXL, có đến 70 cân hộ em nhá. Từ 40 cân cho đến 70 cân hộ em cái mẫu này. Bên trong của nó là toàn bộ hàng lót lông toàn bộ nhá. Bên trong là toàn bộ hàng lót lông hộ em hết rồi Nam Hiền nhá. Hôm sau chị về thêm. Hôm sau chị về thêm cái mẫu đấy nhá. Mẫu đấy của nhà chị hàng chung nó vẫn sản xuất nhiều mà. Bây giờ mới đầu vụ nó vẫn sản xuất nhiều em ơi. Hôm sau chị lại lấy tiếp.
Được chưa? Lông này có thể là tháo lông hồ em các chị yêu nhá. Mẫu này nó là mẫu tháo lông hồ em. Chị ơi có áo vệ trễ vai lỗ không ạ? À, không em ơi. Nha. Bạn nào lấy thì chốt size số hộ em các chị yêu nhá. Chốt size số cẩn thận hộ em. Đây là hàng chuẩn size, các bạn mặc size gì nhà em sẽ lấy size đấy cho các chị. Mẫu này của nhà em chỉ có duy nhất một màu hồng các chị yêu nhá. Đấy. Mẫu này chỉ nhà em chỉ có duy nhất một màu hồng thôi. Lấy hàng đi nào, lấy hàng đi, dọn hàng gì vậy? Chốt hàng cho khách đi em. Nào, 6, 7 người chốt rồi, mày không chốt đi. Linh bông một chiếc này. Mẫu này của nhà em chỉ có duy nhất màu hồng thôi, không có màu gì khác, được chưa? Không có màu gì khác cho em, cực kỳ tây nhá. Đi ra ngoài đường cực kỳ ấm cho em. Chỉ bán cho các chị yêu 150.000. Chị nào mua được rẻ hơn nhà em sẽ hoàn tiền cho các chị. Chất liệu y xì, dáng y xì, tem mác y xì mà mua được rẻ hơn nhà em hoàn tiền cho các chị yêu luôn nhá. Bên ngoài của nó là chất liệu da lộn này. Và bên trong của nó là bằng lót lông hết nha. Bên trong là bằng lót lông hết cho em, được chưa? Hàng Nguyễn là lấy size M giúp cho em nha. Hàng Nguyễn là size M cho em này. Chị Linh Bông lấy size L ok chị yêu này. Chị Nhím Còi size S ok chị yêu nha. Chị Thơm Lê Thị một cái size L đúng không ạ? Thơm Lê Thị như là mặc size L đúng không? Ok, chị Hạnh Trần một cái size L ok chị yêu nha. Rồi. Rồi nha mọi người ơi, nhớ là để lại số điện thoại của em đây các bạn ơi. Mình đứng lên mình cài cúc cho bạn xem này. Dáng này của em các chị nhìn này, nó khoác ngoài rất là đẹp nha các chị yêu nhá. Khoác ngoài cũng đẹp này. Riêng mẫu này của nhà em cài cúc cũng rất là đẹp cho em. Đấy, cài cúc cũng rất là đẹp cho em nhá, chứ không phải đấy đâu. Không phải là mặc chỉ có khoác ngoài mà đẹp đâu các chị nhìn này. Cài cúc cũng rất là đẹp và rất là ấm hộ em luôn, được chưa? Rất là đẹp và rất là ấm. Đấy, các bạn có thể tháo lông được nhá. Các bạn không thích lông này các chị có thể tháo lông ra hộ em. Chị yêu nào mà không thích kiểu như là diêm dúa, lông lá thì các chị có thể bỏ lông ra được cho em thoải mái các chị yêu nhá. Đây này, lông này của nhà em nó là lông rời. Đây ạ, lông này nó là lông rời, có thể tháo rời cho em các chị yêu nhá. Lông rời có thể tháo rời hộ em. Ok, chị Xuân nổ một chiếc nữa ạ. Rồi ok, chị Thơm Lê Thị nhá, lấy size L giúp cho em. À, chị Minh Tâm Ngô Thị, chị lấy cho em size S chị yêu nhá, cho em số điện thoại ạ. Chị Nguyễn Thị Linh size L ok chị yêu nhá. Tất cả các chị cứ cho số điện thoại đi, nhân viên nhà em sẽ chốt size số cẩn thận cho mọi người. Bên trong của nó toàn bộ là hàng lót lông cừu chuẩn xịn cho em luôn ấy. Toàn bộ là hàng lót lông này. Đấy, toàn bộ là bên trong lót lông hết cho em. Chị Nguyễn Thu Hương size S hộ em các chị yêu ơi. Đủ size S, M, L cho đến XL, XL hộ em đến 70 cân nhá chị yêu nhá. Chị nào mà người to to mà người to to lên mặc cái dáng này cho em bởi vì nó rất là gọn dáng. Chị nào người to béo mặc cái dáng này cho em cực kỳ gọn dáng luôn. Đấy ạ. Nó không bị béo ấy, nó không bị quá to người. Nó mặc lên người nó rất là gọn. Thứ hai là lông của nó đây các bạn nhìn này. Lông của nó làm rất là gọn gàng nhá. Lông của nó không làm xù xì ở bên trong đâu. Nó làm rất là gọn gàng cho em này. Các bạn nhìn lông này rất là mượt và rất là gọn cho em. Đây ạ. Mác sao nhá. Mác sao tem vậy các chị yêu nhìn này. Nó là hàng Battersea này. Đây các bạn ơi, nó là hàng xuất hàng cho em này. Chưa, đây cũng Battersea cho em. Nó là toàn bộ là hàng xuất hàng cho em. Tem sao mác vậy các chị yêu nhá. Nào 550 sale có chị yêu của 150 cho em. Mẫu này là mẫu nhập nhiều nhất trong tất cả các cái mẫu hàng nhà em luôn ấy. Hàng này em nhập một mẫu này hàng nghìn chiếc luôn ấy. Mẫu này em nhập hàng nghìn chiếc em bán cả mùa các chị yêu nhá. Vì em nói thật là chưa rét thôi. Chứ còn riêng rét một tí em bán cực kỳ chạy luôn các chị yêu ạ. Bán cực kỳ chạy luôn. Bởi vì là hàng đầu mùa lúc nào cũng là hàng, nó là hàng chưa bị đội giá các chị ơi. Chưa bị đội giá cho em nhá. Chứ còn các chị vào mùa rồi các chị mua hàng nó sẽ bị đội giá cao lên ngất trời. Thứ hai là shop nào nó bán đắt cho các chị thì nó bán cao tiền thì các chị cũng phải chịu thôi. Chứ còn nhà em thì bán toàn lấy số lượng ấy. Toàn bán lấy số lượng nhá, không bao giờ có chuyện là lấy chất lượng, lấy giá tiền cao cho mọi người đâu. Bán trên livestream là chủ yếu là lấy được khách bởi vì là nhà em bán vừa rẻ. Chất này ok các chị yêu nha. Bích bông một cái size S nữa nhá. Bích bông một size S nữa. Xinh nữa là xinh luôn. Tháo được cổ nhá, tháo được cổ lông cho em nhá. Bích bông một chiếc size S luôn đấy. Đấy, hôm trước chị bảo chúng mày phân ra SML như thế nào, ngày mai cứ vậy lấy luôn. Không phải vướng mắc gì cả. Chất liệu nó bên ngoài da lộn rất là mịn này. Da lộn của nó rất là mịn cho em nhé. Đây các chị nhìn này, da rất là mịn đẹp cho em. Bên trong lông của nó cũng làm lông rất là gọn gàng, nó không bị xù xịt các chị yêu nha. Lông gọn gàng chứ không phải lông mà mặc vào một phát là lông nó bay tứ tung lên đâu. Đấy, lông làm rất là gọn gàng cho em này, được chưa? Da lộn bên ngoài rất là mịn cho em nhé. À, em 45 cân có vừa không có, em mặc size S là chị đủ size đến 70 cân mà. Chị đã báo đủ size là S, M, L, XL, XXL cho em nhá. Đủ size nhá các bạn nhá. Đủ size cho em đấy. Qua mẫu nhá. Chục chiếc chưa? Bán được chục chiếc rồi. Em
gấp lại cho chị này. Có áo da đen không em? Da đen em lên mấy cái rồi có chị ơi, hết hàng rồi. Còn mẫu giáo áo da bomber 55 cân mặc size L cho em nhé chị nhé. 55 cân bằng size L cho em. Rồi 55, đưa đây cho chị mượn này. Chị giơ đằng sau cho khách xem cái áo đằng, áo đấy đằng sau này em. Không không, cái áo màu hồng ấy. Giơ đằng sau cho khách xem nhé. Đằng sau đây. Nó chả có cái deck gì, đằng sau nó cũng y xì như thế luôn. Được chưa? Đằng sau nó cũng y xì như thế luôn, nó có cái deck gì đâu. Đấy. Y xì như vậy luôn. Được chưa? Đằng trước đằng sau nó y xì như thế luôn. Form của nó rất là đẹp các chị yêu nhá. Form đẹp lắm. Đây cái size gì đây vậy? Mày hay kiểu lấy tự ý lấy đấy. Cái này phải lấy size L chị. Mẫu này phải mặc size L. Mẫu này mặc màu chạy lắm. Tiếp tục nha. Bomber xanh ngọc cho em này. Đây ạ. Bomber xanh ngọc nha. Hôm trước bán 230, nay sẽ sale với chị yêu về giá gốc là 201 hộ em. Được chưa? Mẫu này tiếp tục đủ size SML cho em luôn các chị yêu nha. Tiếp tục đủ size SML. Da áo dạ bomber còn không chị. Áo dạ bomber nhà chị không có áo dạ nào là gọi là áo dạ bomber cả. Áo riêng áo dạ không có dáng bomber các chị yêu nhá. Chỉ có áo dạ bomber cho em thôi. Đây, mẫu này của nhà em có size SML đủ size hộ em luôn đây. L này mặc hơi chật một tí đây, mặc size S nhá. Bên trong của nó toàn bộ là hàng lớp lót lụa cho em. Bên trong của nó toàn bộ là hàng lớp lót lụa hết các chị yêu ơi, hàng lớp lót lụa hết này. Tem mác này, thấy chưa? Toàn bộ là hàng xuất cho em nhá, đường may cực kỳ đẹp. Bên trong của nó toàn bộ là hàng Quảng Châu chuẩn cho em luôn ạ. Size số chuẩn xịn hàng Quảng Châu chuẩn, bên trong của nó là lớp lót lụa nha. Đây đang mặc size L cho các bạn xem này. Lên một mẫu mới nhá. Mẫu này là đủ size SML luôn. 40 đến 60 cân nhá. Mẫu này là đủ size 40 đến 60 cân. Toàn bộ là hàng đầy đủ tem mác trong ngoài chuẩn xịn cho em. Được chưa? Tem mác trong ngoài chuẩn xịn cho em luôn nhá. Mẫu này chỉ có một size, một triệu một màu thôi. Mẫu này chỉ có một màu nhá, có màu đen thì hết màu đen rồi, màu đen lúc nãy lên trước rồi đấy. Đủ size SML 60 cân mặc L cho em. Mẫu này chuẩn form chuẩn size luôn. Trời ơi đẹp không? Đẹp dã man luôn cho em nhá, dáng này mặc cực kỳ trẻ. Nào, hàng này nó là hàng 700, em sẽ sale với chị yêu 201. Trời ơi, cái mẫu này bọn nó đang bán trên livestream là 350 nhá. Đang bán trên livestream là 350 cho em, nhà Ninh Anh bán 201. Được chưa? 201 đủ size đủ số hộ em luôn. Đủ size đủ số, SML đủ size các chị yêu nha. Xếp áo đấy ra đây cho chị nào. Muộn rồi thì đi về đi. Ok nha. Ok này, Trần Mai Chi lấy cái size M giúp chị này em ơi. Trần Mai Chi lấy size M ok nhá. Trần Mai Chi lấy size M. Đây đây. Trần Mai Chi lấy size M ok này. Hàng da đang bán áo da chứ có tình yêu nha. Trần Mai Chi lấy cái size M cho em này. Ok chưa? Nguyễn Thu Hường cái size S ok này. Nguyễn Thu Hường cái size S đây, da bomber đây, mở mắt ra mà nhìn thế này. Hỏi nhiều thế nhở? Mua được cái đéo gì đâu, từ đầu like đến giờ toàn để hỏi thôi. Đấy da bomber đang bán đấy thầy. Kiếp mệt quá cơ. Ok, Nguyễn Ngọc cái size L giúp cho em nhá. Chặn bà những thành phần hấp lại. Mẹ toàn để hỏi thôi. Mua được cái đéo gì đâu toàn để hỏi. Mệt hết cả người. Đấy, ok Phạm Đào. Rồi ok Phạm Đào nhá. Phạm Đào đổi sang cái xanh ngọc đấy ok luôn nhá. Nguyệt Nga Phạm cái S ok. 201 hộ em nhá. Em ơi nhớ ghi giá sale 201 giúp chị nha. Không chúng nó lại không biết đâu. Nhớ ghi giá sale giúp chị. Dấu chân mùa thu cái size gì đấy chị yêu ơi. Ok nhá. Chị râu Phạm được cái size SM. Dâu Phạm đấy gì nhỉ? Nguyễn Thùy Linh ơi, dâu Phạm đấy cho chị lại số điện thoại giúp chị nào. Bạn dâu Phạm chốt lại số điện thoại cho chị nhá. Trần Thị Diệu Thuần cái S cho chị này. Nguyễn Thùy Linh cái size L ok nhá. Chưa? Đây là da bomber chứ còn da gì nữa. Đây là da bomber cho em nhá. Dáng này nó là dáng bomber cho em này. Được chưa? Có dáng này nó là dáng bomber. Bomber bởi vì thứ nhất là nó có phần chun ở phần eo cho em này. Chun ở eo. Thứ hai là dáng của nó là dáng cổ như này, nó là dáng bomber nhá. Cổ kiểu này nó là dáng bomber cho em. Đấy, hai đỗ. Hàn đỗ một cái áo da L ok. Lệ Hằng L luôn ok nha. Rồi, chị Phương Phương cái S ok chị yêu. Nhanh tay nào. Đấy chưa? Quá đẹp cho em luôn nha. Đấy, size số chuẩn xịn cho em luôn. Hàng này nó là hàng chuẩn size số chất da đẹp cho em nha. Da của nó là khoa, da rất là mịn và dày. Nó là hàng da lì dày mịn cho em. Khóa trắng chuẩn xịn các chị yêu nha. Khóa trắng chuẩn xịn cho em. Tại Trần đi về đi. Tại Trần về đi, Tại Trần ơi. Vợ sắp nghỉ rồi đấy, về đi.
Edison Phạm một chiếc nha. Edison Phạm một chiếc. Mẹ đi mai mẹ đi Hà Nội sớm đấy. Anh Tại đang về quê. Yến lên thì Ngọc ở size L, ok chị yêu ạ. Ô hết hàng chưa em, còn có mấy chiếc đúng không? À hình như bên dưới kia còn nhiều. Đâu, đâu, đâu 2, 3, 9. Kia vẫn còn nhiều mà cũng chưa. Thôi qua mẫu đi, chốt thế thôi. Chốt thế thôi nha, chốt thế thôi. Anh Tại mai có nhiều không? Không. Da B Bomber. Hết thế, thế thôi nhá, chốt thế thôi. Mẫu này của nhà em còn có 20 chiếc thì phải. Chốt vậy thôi, hôm sau bán tiếp. Ok nhá, qua mẫu này. Em không bán hàng nam tình yêu ơi. Không bán hàng nam. Tiếp tục cho em này. Trời ơi, cái mẫu này đẹp xuất sắc. Là camera của em tiếp tục nha. Áo len theo hộ em đây các bạn, nhìn chất đây này. Ui dồi ôi, ngồi đây cho các chị ngắm chất hộ em nhá. Nhìn ngắm chất, nhìn ngắm đường form này, ngắm form dáng này, đẹp không? Cổ tim đẹp dã man. Cổ tim này các bạn nhìn nó không bị khoét sâu các chị yêu nhá. Cổ tim này không bị khoét sâu cho em, nó che được cái phần cổ của chị này. Chị nào cổ gầy các thứ thì yên tâm mặc cái dáng này, nó không bị khoét sâu và mặc rất là thích. Đấy, hai cái phần bên quai xương quai xanh của chị, ví dụ chị nào bị chìa ra thì nó che rồi. Thấy chưa? Phần cổ tim nó khoét rất là tinh tế cho em. Đấy, phần tay bo này, bên dưới áo bo này, chưa? Len của nó là len chất là rất là mịn, rất là sướng và rất là dày. Hàng này các shop đang bán là 350 cho em nhá. Và Linh Anh bán 130, 350. Linh Anh bán 130, tính như nó lấy đi chốt nhanh. Áo len theo 130 kèm điện thoại. Chỉ bán sale cho các tình yêu với các chị yêu nhá. Trong livestream nhà em, chị yêu mua được hàng nhà em thì chỉ có mà xuất sắc luôn. Chỉ có mua hàng năm nay mùa đông mặc thì em nói thật với chị là quá là rẻ. Mặc hàng nhà Đinh Anh cực kỳ rẻ cho em luôn nhá. Vừa rẻ vừa đẹp hộ em luôn. Cứ nhận hàng không đẹp nhà Đinh Anh hoàn tiền cho nhá. Vừa rẻ vừa đẹp hộ em luôn đấy ạ. Nào, len theo ok. Cho Trần Mai Chi. Mẫu này của nhà em còn mấy chiếc không các chị yêu ơi? Lên theo đây. Ôi đẹp không? Ngắm dáng của em thoải mái các chị yêu nhá. Hôm trước em đặt áo này chưa? Về like thì ơi. Về like cũng chưa có đâu em ạ. Vũ Thu Hà một chiếc len theo này. Ngọc Hà một chiếc len theo này. 130.000 thôi, rẻ dã man luôn các chị yêu ạ. Rẻ dã man luôn cho em. Vịt năm một chiếc này. Còn có 5-6 chiếc thôi các chị yêu, hết hàng rồi nhá. Đinh Thủy một chiếc ok em này. Đinh Thủy một chiếc ok chị nhá. Đinh Thủy ok. Đấy. Đẹp xuất sắc luôn. Một chiếc thì nhất thôi. Ui Ngọc Hoa, Ngọc Hoa có đơn đây nhỉ. Ngọc Hoa ơi, đây lại cứ hạn đi. Đây các bạn nhìn chất này. Đây các bạn nhìn này, nó chìa. Ví dụ như chị nào mà cổ mà bị gầy ấy, nó chìa cái xương quai xanh ở chỗ đoạn này nhá. Đây các bạn nhìn này, len nhà em che rồi. Đấy, che rồi nhá, cổ khoét rất là vừa phải cho em luôn. Rất là vừa phải, rất là đẹp cho em nhá các chị nhá. Hàng này nó là hàng thêu chuẩn này, các bạn nhìn chất len nó rất là mịn. Đấy, đường len đẹp và rất là mịn hộ em, thấy chưa? Có 130.000 một chiếc, rẻ nhất hệ mặt trời. Ok, hồng tím hoa một chiếc hết hàng nhá. Còn Ngọc Hoa một chiếc em. Ngọc Hoa rồi. Trần Mai Chi. Trần Mai Chi chốt chưa? Lấy chân đi cả. Trần Mai Chi. Chiếc len đẹp nhỉ. Đẹp xuất sắc luôn. 100. Mẫu này nhập 120. Nhập 120, 100 chiếc. Màu trắng các bạn. Màu trắng ấy. Mỗi một mẫu là chị nhập hàng trăm chiếc rồi. Mẫu này hôm trước chị bán 140 và hôm nay chị bán 130, nghĩa là chị không còn quá chứ chị bán hết rồi. Bán hết nhá. Hồng tím hoa một chiếc em. Các bạn ơi, bạn nào lấy thì comment hộ em cái số điện thoại nha. Hậu Nam là size S ok em. Chốt cho Hậu Nam hoặc ao bomber size S luôn đi em ơi. Đi bomber size S luôn. Cái mẫu tiếp theo của nhà em thì nó là váy các chị yêu ạ. Nó là set váy cho em này. Nó là set váy hộ em thì em sẽ mặc cái kiểu như này nhá. Tại vì là em đang rất là ngại mặc váy luôn ấy. Đấy. Đang rất là ngại mặc váy nhá. Em mặc tạm như này thôi.
áo len này, áo khác này còn đang không vừa. Đâu? 130. Đây các chị ơi, set này nó là set, trời ơi, set lông thỏ cho em này. Set này các shop năm ngoái đang bán là 380. Tại vì năm nay nó chưa, các shop chưa có nhiều hàng đông đâu các chị yêu ạ. Shop chưa có nhiều hàng đông thôi, chỉ có bọn em bán livestream, bọn em chạy nhiều hàng chút thôi. Các chị yêu nhìn này, đây là set lông thỏ cho em nhá, rất là đẹp. Được chưa? Set len lông thỏ cho em này. Đây các bạn ơi, các bạn có thể phối với lại sơ mi cho em đẹp không ạ? Ủa rồi nó đẹp, dã man luôn ghi lê. Set này của nhà em bao gồm một váy này, bao gồm một váy van nhá, bao gồm một váy van và bao gồm một cái ghi lê lông thỏ cho em này, bao gồm một cái ghi lê lông thỏ cho em như thế này nhá các chị yêu nhá. Các chị có thể kết hợp với một cái sơ mi hoặc các chị có thể kết hợp với một cái váy này luôn cho em này. Được chưa? Đây này bao gồm một váy và một cái áo này nhá. Cái này thì em ngại mặc váy thì em kết hợp luôn cái sơ mi cho các chị xem cái dáng luôn. Xem cho các chị xem cái dáng thôi vì em đang rất là ngại mặc váy. À, rất là ngại mặc váy luôn. Đây các bạn nhìn này. Rất là đẹp nhá. Đây là set lông thỏ cho em các chị ơi. Set lông thỏ này hôm trước là em bán là 200.000 và hôm nay em chị bán cho các chị yêu là còn có 190 các chị yêu nhá. 190 về giá gốc hộ em còn vài set nữa em sẽ bán cho các chị yêu 190 về giá gốc nha. Toàn bộ hàng nhà Đinh Anh chỉ bán kênh 10.000 thôi các chị yêu nhá. Đấy. Đây là hàng bên trong của nó một cái váy voan rất là đẹp này. Bên dưới của nó chân váy của nó là có xếp ly bên dưới này, co giãn cho em được chưa? Có đủ size nhá, mẫu lông thỏ này có đủ size SML cho em, không có XL, chỉ có đến SML thôi. Đây là set lông thỏ này, được chưa? Các bạn nhìn cái dáng của nó rất là đẹp nhá. Đấy. Xuất sắc của em luôn. Mẫu này còn 190 cả set các chị yêu nhá, bao gồm một lông thỏ, bao gồm một lông thỏ và bao gồm một cái váy voan cho em kết hợp với nhau các chị yêu nha. Các chị không thích kết hợp với váy voan này các chị có thể kết hợp với sơ mi cho em cũng được. Đây là ghi lê này rất là dễ mặc cho em luôn, đi làm đi chơi rất là tiện các chị nha. Có dạ chữ A không người đẹp ơi. Bán áo dạ lắm. Bán áo dạ bây giờ bị mất giá các chị ơi. Bị mất giá thì sale giá. Sale giờ này nó hay bị mất giá lắm. Nó chưa rét hẳn đấy. Bao giờ rét vào mùa em bán nó được giá hơn. Đấy, bây giờ bán giờ này nó toàn bị mất giá thôi. Tại vì mình nhập là mình toàn nhập ôm trước hàng ấy. Đấy, toàn nhập ôm trước hàng ấy là không được giá các chị yêu, toàn phải sale thôi. Đấy, nó chưa rét mà đợi mãi nó chưa rét. Nó cứ rét dở ưng ưng ấy, nó không rét hẳn. Nó cứ dở ưng ưng, hôm thì rét xong hôm nó lại nắng, xong hôm lại rét, nó chưa rét hẳn ấy. Tầm khoảng nửa tháng nữa chắc là rét đậm rét hại rồi. Đấy, một nửa tháng nữa thì mình sẽ lên mạnh áo dạ cho các bạn người nhé. Dạ nhà tớ thì tớ nhập một vạn hàng đang để trong kho ấy, đang chưa bán. Ok, thế là chị Eli dâu phạm một set nhé. Em lấy cho chị một set khác đi nhé. Eli dâu phạm một set, lấy cho chị set khác. Đây á. Tớ bút chị này. Eli dâu phạm 190 nhá, em kia chị giá sale là 190. Áo dạ đi chế, ôi giời, ngại lên áo dạ lắm, chế mệt ý. Đang bầu mệt khiếp khủng luôn. Bầu mặc áo dạ chị ngại nhất luôn ý. À không cần sale, bán giá bình thường đi. Trời ơi, bà Nguyễn Liên có mua được cái gì từ nãy giờ đâu. Người ta bán sale cho khách người ta mà. Đấy, người ta đang bán sale cho khách người ta mà. Chị ơi em đổi áo dạ mà chưa like. Em đợi chị like mới được chọn ạ. Thôi ngày mai nhá, chị hứa ngày mai chị lên lại cho mọi người nhá. Thôi ngày mai đi. Hôm nay thực sự rất là mệt. Nghỉ lại. Chưa? Hôm nay thực sự em thôi chị muốn nốt một cái áo Gucci kia đi em. Một cái áo len Gucci. Áo dạ mai nhá. Ok, mai có 1-2 bạn đổi áo dạ thì mình sẽ live vào người mạng ngày mai nhá. Ngày mai mình sẽ live vào ngày mai. Ok, tiếp tục em lên một bộ áo len Gucci hàng xịn nhá. Len này nó là len hàng xịn cho em này, hàng này đang bán bên ngoài là 400.000 nhá. Mẫu len này em thấy trên livestream các bạn ấy đang bán là 250. Len này đang bán trên livestream là 250 hộ em này. Lên một bộ len Gucci cho các chị này, đẹp ơi là đẹp. Len Gucci này đẹp ơi là đẹp cho em luôn này. Đẹp từ form từ chất các chị yêu nhá. Đẹp từ form từ chất hộ em. Vì Hương một set len lông thỏ. Mua một áo len rồi còn gì. Áo len hôm nào? Đấy, mua áo len hôm nào? Khiếp. Thấy từ nãy giờ có thấy được cái gì đâu. Đây, sale hàng cho các chị không thích cả. Lại còn cứ muốn hàng rẻ hơn. Khiếp. Em nói thật với các chị, đang sale hàng cho các chị không thích à? Chị nào không thích sale hàng thì giơ tay nhá. Hôm sau em bán đuổi không sale hàng.
được chưa? Chị nào không thích sale hàng thì giơ tay cho em bán một buổi không sale hàng, bán riêng một buổi không sale hàng. Còn riêng hôm nay em sẽ bán tri ân cho khách, toàn bộ là khách, toàn bộ là khách ấy của nhà em, toàn bộ là khách quen của nhà em bán sale hàng cho chị yêu nhá. Còn chị nào không thích sale hàng hôm sau bán buổi riêng, ghi vào đấy là khách không thích sale hàng vào livestream này, ok chưa? Đấy, hôm nay bán hàng sale cho khách chưa? Đây là mẫu áo len vu xì cho em các chị yêu ơi. Đây là mẫu áo len vu xì cho chị yêu nhá. Đây này, thế à? Đây, em mặc liền ba áo đấy các chị yêu nhá. Mặc liền ba áo, cả áo sơ mi này, cả áo hai dây rồi mặc áo này đấy. Đấy, cả áo cho em nhá. Đây, em cho hộ chị cái mẫu chị Vì Hương cái áo xếp đấy cho chị nào. Chốt cho Vì Hương rồi đúng không? Mẫu này của nhà em hôm qua bán 150 và hôm nay em chỉ em sẽ còn vài chiếc nữa em sẽ bán cho các chị yêu về giá gốc là 101 hộ, à quên 140 hộ em nhá. Ok Nguyễn Liên. Rồi. Đây, 140 hộ em sale các chị yêu 10k các chị yêu nha. Đây này. Thật ra là có hết hàng rồi nhưng mà có những người gọi điện không nghe máy các chị yêu ạ. Các chị nhìn đây này, hàng nhà em là nó có tên rồi nhưng mà có những chị gọi điện không nghe máy thì hôm nay em còn 1-2 chiếc của em trả luôn cho các chị yêu là 140 về giá gốc hộ em các chị yêu nha. 140 về giá gốc hộ em, được chưa ạ? Nó là hàng len dày, len đẹp, len xịn các chị yêu nha. Len dày, len đẹp, len xịn cho em. Không chị nhà Đinh Anh hoàn tiền luôn, chất len cực kỳ đẹp này. Len đẹp ơi là đẹp luôn. Hàng này nó phải đăng bán 400.000 cơ. Chị mặc cái áo bò này hả? Mặc cái áo bò này nó dày khiếp khủng luôn. Ok, chút tập gu xì cho Tô Tuyết Anh một chiếc này. Tô Tuyết Anh một chiếc nhọc quá. Dày khiếp khủng. Tô Tuyết Anh một chiếc. À ok, mỗi này chặt quá. Tô Tuyết Anh một chiếc ok nha. À, em còn set không? Cho chị xem giờ mới xem. Không chị ơi, set nhà em có mỗi set rồi thôi. Bon bon. À, em ơi chị hai quần Gucci, à ghét lấy cái Gucci. Ok chị bon bon nhé, kèm số điện thoại cho em ấy ạ. Hai quần lấy cái Gucci cho em lại số điện thoại nào. Ờ ok chị đăng tiếp phạm lên Gucci ok tình yêu nhé, 140. Mệt chị em. Áo da chị đổi kiểu gì bây giờ? Em chị gửi lại hàng cho em đổi miễn ship cho chị nhá. Chị yêu ơi, em đổi miễn ship cho chị nhá, tại vì là do lỗi nhân viên nhà em sẽ đổi miễn ship cho chị. Cái mẫu nào mà do là mọi người chọn sai ấy thì là em sẽ mọi người phải chịu cước. Còn riêng mẫu đấy nhà em bị nhân viên nhà em làm sai nên em sẽ đổi chịu cước cho chị nhá. Ok ship, ok chốt cho Trần Băng Tuyết Phạm ok em. Rồi ok Ninh Bình nhà chị một ngày 450 đơn Ninh Bình cơ. Ninh Bình nhà chị làm khách quen lắm, 450 đơn Ninh Bình liền đấy. Ok chị bon bon hai quần lết Ninh Gucci ok chị yêu nha. Chị Tô Anh Tuyết một chiếc nữa này. Chị yêu nào lấy cái này nữa không? Xinh lắm. Mẫu này các chị yêu có thể kết hợp với lại sơ mi cho em vừa xong cũng rất là ok. Chưa? Kết hợp với cái sơ mi giống như vừa xong rất là ok cho em. Chất len rất là đẹp, dày xịn nha. Len đẹp dày xịn. Được chưa? Gọi điện nhớ nghe máy hộ em. Đừng. Nếu đổi thì đổi mẫu nào cho chị đó, chị tự chọn đi. Chị hôm sau em like áo, hôm sau em like áo da ấy thì chị tự chọn đi. Chị thích chọn cái áo gì thì chọn. Khách quen thì cứ thích chọn cái gì thì chọn. Chỉ có khách 140. Xem 140 rồi. Còn vài chiếc nữa thì xem hết 140 luôn. Cho hết hàng ngày mai lấy hàng mới luôn. Đẹp ơi là đẹp nhá, xinh ơi là xinh nhá. Gucci 140 nhá các chị yêu nhá. Gucci 140, Gucci 140 được chưa ạ? Đấy. À, chị vẫn lấy áo da, nếu không còn nâu size S thì chị lấy size S màu đen ok. S không chế em 45 cân có à không, mẫu này của chị không có size đâu, nó là hàng co giãn ấy, nó là hàng co giãn này. Ok này, Cherry Nguyễn một chiếc này. Cherry Nguyễn một chiếc, cái này em mặc kiểu gì cũng đẹp mà, em kết hợp với chân váy hay là em mặc cái kiểu baggy này, em mặc cái kiểu legging đều đẹp cho chị. Mẫu Gucci này thì mặc xinh mà dễ mặc lắm. Cherry Nguyễn một cái Gucci luôn nhá. Không phải gọi điện cho em nữa nhé. Có phải gọi chị em. Ngày mai nhà chị vẫn phải gọi chứ, gọi để xác nhận nhá. Hưng Bùi Quang một chiếc ok chị ạ. Hưng Bùi Quang một chiếc ok chị nha. Đấy, Hưng Bùi Quang một chiếc, nó là hàng co giãn thoải mái cho em, được chưa? Ê, bác nào đi xem livestream của bạn khác thì xem đi thôi, vì là nốt mẫu này là em nghỉ rồi ạ. Nốt mẫu này là nghỉ cho em rồi nha. Chị có nhìn thấy Lan Hương nha, chị có nhìn thấy Lan Hương.
Gucci. Bác nào lấy thì comment hộ em nhá. Mẫu này đầu ngày xưa đợt mới ra là em bán 170 các chị ơi. Mẫu này hôm trước em về màu nâu. Có chị nào hay xem livestream của nhà em thì các chị sẽ biết là mẫu này của nhà em lúc đầu tiên là nó về màu nâu các chị yêu ạ. Đấy, là em bán 170.000. Ok nha. Rồi ok, Huế Lai một chiếc chị đang mặc luôn nhá. Mẫu này bán 170.000 và riêng mẫu này của nhà em đấy ạ, bắt đầu nhập số lượng lớn là bây giờ chỉ còn giá 150. Hôm nay nhập giá là 140 nhá. 140 bán cho các chị có 150 thôi. Và hôm nay có một số bạn không nghe máy thì nhà em bán hết cho các chị giá 150 à 140.000 nhá. Ok, bye bye Thanh Tuấn nha. Cái gì nhỉ? Mai chắc chắn chị lên áo dạ nhá. Mai chắc chắn chị lên áo dạ. Tại vì là chị cũng đang nghỉ rồi. Chiều tối mai mà. Chiều mai chị về à? Thế mày tưởng tao đi luôn à? Đi luôn. Tao đi một nhát tao bỏ nhà đi luôn. Đâu mà tao lại không về. Đi luôn. Đi vào chỗ đấy livestream cũng được mà. Lại mày. Ok nhá. Ok bye bye Lan Hương nha. Rồi ok. Bye bye mọi người nhá. Em nghỉ livestream đi ạ. Cho tới nha. Ok, Vì Hương một chiếc ok chị yêu ạ. Vì Hương một chiếc, chốt chưa? Chốt rồi. Chốt rồi đúng không? Nhân viên nhà em chốt rồi nha, em có quên không đọc tên thì nhân viên nhà em chốt rồi. Ok mọi người nha, vui xì nha, ok vui xì. Cứ tưởng bây giờ mới 10 giờ hơn. Ok.